Hoàng Thiên thật không ngờ Vũ Chi dám làm như này, anh phải thừa nhận rằng dáng người của Vũ Chi cũng không tệ. Cái thứ mềm mại dính chặt lên đùi người ta thật là kích thích, cái này chính là đang mời gọi người ta phạm tội hay sao? Nhưng khi nghĩ đến tất cả những gì Vũ Chỉ vừa nói vừa làm lúc trước, so với hiện tại đối lập rõ rệt, trong lòng Hoàng Thiên chỉ có chán ghét. Nếu không phải hơn một tỷ đồng kia đang thôi miên cô, cô có thể ôm đùi người khác như thế này không? He he, tất nhiên tôi không quên cô còn phải yêu cầu an ninh đưa cái tên nghèo này ra ngoài hoàng thiên mỉm cười buông ra đi không tôi sẽ kiện các câu chuyện xúc phạm nhân phẩm người khác anh thiên vốn chỉ như người mất hồn theo phản xạ buông bắp đùi hoàng thiên ra cô đã biết trước rằng một tỷ này cô không thể lấy được thưa ngài đây là hợp đồng của ngài ngài vui lòng ký tên vào đây nguyễn minh thư giúp hoàng thiên hoàn thành hợp đồng mua bán run rẩy đưa bút cho hoàng thiên cô gái nhân viên đã thực sự rất vui mừng sau khi Hoàng Thiên ký xong, anh rời khỏi phòng tài chính. Nhìn thấy Hoàng Thiên cầm hợp đồng trong tay và mọi người từ phòng tài chính đi ra bàn tán xôn xao, cuối cùng Phương Lan cũng tin rằng tất cả những điều này là sự thật. Cô ngây người nhìn Hoàng Thiên và Hoàng Linh, và hoàn toàn nghi ngờ vào cuộc sống. "Ba, em gái, đây là chìa khóa của biệt thự. Hôm nay hai người liên dọn đến, biệt thự này đã được trang trí nội thất sẵn rồi." Hoàng Thiên đưa hợp đồng và chìa khóa cho Hoàng Phúc Trường vừa dứt lời thì lâm ngọc an đã gọi điện thoại cho anh và bảo anh về nhà nhanh chóng con đi về trước đây con đã nhờ nguyễn minh thư dẫn đi xem biệt thự nếu có gì thắc mắc hai người cứ nói với cô ấy hoàng thiên nói xong liền rời khỏi phòng kinh doanh nhìn thấy hoàng thiên rời đi phương lan suýt chút nữa không nhịn được mà đuổi theo ra ngoài nếu có được người giàu có như hoàng thiên trong tay cô sẽ muốn làm gì thì làm anh hùng anh đã hứa sẽ mua nhà cho em mau mua đi Phương Lan lúc này không còn được gọi là anh yêu, chồng ơi nữa, giọng nói cũng không ngọt ngào như bình thường. Không có gì sai nếu bây giờ so sánh, hiện tại cô cảm thấy xếp hùng so với Hoàng Thiên thậm chí còn không bằng một cọng tóc. Bé yêu, để mấy ngày nữa hãy nói, hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm. Mặt xếp hùng trở nên xanh mét, bởi vì ông phát hiện những người ở phòng kinh doanh nhìn mình với ánh mắt chế diễu. Rốt cuộc hắn ta chỉ là diễu cợt Hoàng Thiên đã nghèo còn ba hoa, khoác lác hiện tại thật sự tát như tự vả vào, vào mặt mình. Chết tiệt, lại hứa hẹn mồi vài ngày nữa, có cái nhà 20 tỷ mà hai tháng rồi còn không mua nổi. Người ta mua nhà mấy trăm tỷ chỉ cần nói một lời liền mua, ông kiếm mấy chục tỷ mà cũng tốn sức như vậy sao? Đã không có tiền như vây, tôi cũng biết ông không thể mua nhà cho tôi. Sau này đừng tiếp tục ngủ với tôi nữa, chúng ta chia tay đi, hừ. Phương Lan liếc nhìn xếp hùng với một con mắt khinh thường xếp hùng vừa tức giận vừa khó chịu chỉ vào phương lan mà chửi đồ khốn nạn nhưng ông ta cũng biết rằng vốn dĩ phương lan không hề muốn theo ông ta lâu dài khẽ nghiến răng bỏ đi một cách đầy tủi nhục phương lan bước một vài bước tiến tới chỗ hoàng linh với khuôn mặt tươi cười hoàng linh mình đã từng rất tệ đừng để bụng những thứ đó nhé dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp ừ hoàng linh nhẹ nhàng gật đầu tự hỏi phương lan định làm gì cái kia cậu có thể cho mình số điện thoại của anh trai của cậu không? Tớ muốn kết bạn với anh ấy." Phương Lan lắc ngực, vẻ mặt mong đợi. "Anh trai tôi đã có vợ, cũng đừng có ý gì khác với anh ấy." Hoàng Linh lắc đầu, cùng Nguyễn Minh Thư và Hoàng Phúc Trường đi xem biệt thự. Phương Lan khịt mũi, thầm nghĩ nếu một người đàn ông tốt mà lấy vợ thì sớm muộn gì cô ta cũng dụ dỗ được người anh trai của Hoàng Linh. Ngay khi Hoàng Thiên về đến nhà, anh thấy Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng đang bước xuống dưới nhà lúc này lâm ngọc an đang mang một hộp bánh sinh nhật và trương lan phượng đang mang rất nhiều hoa quả hoàng thiên chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật ông ngoại của lâm ngọc an hoàng thiên luôn tôn trọng ông nội của lâm ngọc an hồi đó kết hôn với lâm ngọc an chỉ có ông ngoại và bố của lâm ngọc an nhất quyết đồng ý và không bao giờ tỏ vẻ coi thường anh còn đối với những người thân khác chỉ là ngày nào cũng chỉ biết đi ra ngoài làm mấy trò vớ vẩn còn không biết hôm nay sinh nhật ông ngoại sao Trương Lan Phượng vừa lên xe đã cổ trách Hoàng Thiên. Mẹ, con đi mua quà cho ông ngọ ai? Hoàng Thiên nói, cậu có mua được cái rằm, lái xe đi. Trương Lan Phượng tức giận nói. Hoàng Thiên cũng không muốn nói chuyện nữa, càng nói anh chỉ làm cho mọi chuyện thêm thảm hại hơn. 20 phút sau, đến nhà ông ngoại của Lâm Ngọc An. Vừa bước vào phòng khách, anh thấy mọi người đều đã có mặt ở đó. Cả một căn phòng rộng lớn có rất nhiều người thân đang trò chuyện, không khí rất náo nhiệt. Lan Phượng, Ngọc An chỉ đợi hai người nữa thôi, mau vào đi. Ngọc An thực sự càng ngày càng xinh đẹp. Một nhóm người thân thích rất nhiệt tình, chào hỏi Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An, nhưng không ai nhìn Hoàng Thiên và cất lời chào hỏi, họ phớt lờ anh. Dù sao Hoàng Thiên cũng đã quen từ lâu, không ai coi hắn là con rể. Nhưng Trần Giang lại rất quan tâm đến Hoàng Thiên, cô ấy ghé tai mẹ mình là Trương Lan Hương. "Mẹ, mẹ nhìn xem, cái tên lừa dối." đói rách ăn bám đó mà cũng ở đây hừ thật không biết xấu hổ đúng mặt thật dày trương lan hương gật đầu đồng lòng với lời nói của con gái mẹ trông anh ta và con sẽ vạch trần anh ta ở chỗ có tất cả mọi người trần giang mím môi cười xấu xa được mẹ phối hợp với con audio điện tử võ tấn bền trương lan hương thấp giọng lẩm bẩm sau đó cố ý cao giọng trần giang Em gái Ngọc An của con thật là, đúng nào cũng đưa cậu ta ra được, không sợ khiến người ta chán ghét sao? Đúng vậy, con cảm thấy bất công thay cho em Ngọc An. Em ấy xinh đẹp như vậy, vậy sao lại cưới loại người này? Trần Giang liếc nhìn Hoàng Thiên, cố ý nói. Được rồi, Lan Hương, Trần Giang, mọi người đều là người một nhà, sao lại phải so đo như vậy? Lúc này, ông nội của Lâm Ngọc An là Trương Công điền nói. Ba ba không biết hoàng thiên vô liêm sỉ đến mức nào đâu suốt ngày ăn bám ngọc an giống như ma cà rồng tưởng như thế là thôi nhưng cậu ta còn lăng nhăng với một người phụ nữ tên là đường lương hạnh ba xem có ra thể thống gì không trương lan hương đầy phẫn nộ tố cáo hoàng thiên đúng vậy ông ngoại lúc đầu ông rất ủng hộ hoàng thiên vào nhà nhưng nhìn những việc cậu ta làm mà xem trần giang thở dài và nói đứa nhỏ này sao có thể làm chuyện như vậy thật quá không biết xấu hổ. Đúng vậy, có người vợ xinh đẹp và phẩm hạnh như Ngọc An mà vẫn chưa hài lòng sao. Đúng là đồ trai bao, ở nhà chưa đủ lại còn chạy ra ngoài. Các họ hàng chỉ trỏ vào mặt Hoàng Thiên, muốn đánh chết Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nóng bừng cả mặt, cô cũng cảm thấy Hoàng Thiên có quan hệ mập mờ với đường tiểu nhị, nếu không, đường lương hạnh tại sao lại nể mặt anh mà trả lại hơn 400 triệu. Sắc mặt Trương Lan Phượng tái nhợt, hung hăng chừng mắt nhìn Hoàng Thiên, hoàng thiên đã làm mất hết thể diện của bà ta rồi trương công điền liếc nhìn hoàng thiên nhưng ngay sau đó ông lắc đầu không tin những gì trương lan hương và trần giang nói đừng nói nhảm về những thứ không có thật hôm nay tôi rất vui đừng nói lung tung trương công điền nói một khi ông nói chuyện những người khác cũng không dám nói lung tung uy quyền của ông vẫn còn lan phượng tại sao huỳnh mai không đến lúc này bà của lâm ngọc an đã hỏi trương lan phượng mẹ huỳnh mai đi mua sắm với bạn trai đứa nhỏ này điện thoại đã tắt máy không liên lạc được trương lan phượng lắc đầu có chút khó chịu không sao thú vui tuổi trẻ mà thôi bà trương mỉm cười lâm ngọc an nghe vậy có chút lo lắng bởi vì cô biết em gái lâm huỳnh mai chưa bao giờ tắt máy chưa kể buổi sáng em gái cô còn hứa sẽ gấp rút về dự sinh nhật ông ngoại khi cô gọi lại cho em gái điện thoại vẫn tắt máy và lâm ngọc an thậm chí còn lo lắng hơn Ngọc An, chú nghe nói có cậu chủ nhà họ Hoàng giúp con xây sơn trang cấm tú, có thật không? Lúc này, Trương Định, chú của Lâm Ngọc An tiến đến, tò mò hỏi. Trước khi Lâm Ngọc An có thể nói, Trương Lan Phượng trả lời một cách hào hứng, đúng, đúng vậy, cậu chủ Hoàng đã giúp chúng tôi xây sơn trang cầm viên, chúng tôi không cần tốn một xu. Thật là, rất nhiều người đang nói chuyện này, em còn tưởng không phải sự thật. Chị hai, cậu chủ Hoàng sẽ không tự nhiên giúp chứ, Trương Định với vẻ mặt hứng thú hỏi, dù sao thì nhà họ Hoàng ở Hà Nội quá mạnh, thực lực đến mức ai cũng có thể ngước nhìn, quan hệ hợp tác với một đại gia như vậy thật là vinh hạnh. Trương Lan Phượng cong môi tự hào nói với Trương Định, ha ha, cậu không thể tưởng tượng nổi đâu, cậu chủ Hoàng sẽ giúp chúng tôi xây dựng sơn trang cầm viên miễn phí. Trời ạ, à, sao có thể như vậy? Thật tuyệt vời, cậu chủ Hoàng thật là tốt. Tôi nghĩ rằng cậu chủ Hoàng có tình ý thầm kín với Ngọc An nếu không thì làm sao có thể làm được chuyện này. Mọi người đều ngạc nhiên, bàn tán sôi nổi. Trương Lan Phượng chưa từng có cảm giác vinh quang như vậy. Chị Ngọc An, chị có thực sự biết cậu chủ Hoàng không? Chị có thể giúp em một việc, nhờ cậu chủ Hoàng giúp em vào công ty quốc tế toàn cầu không? Em muốn làm việc ở đó. Trương Vĩ, con trai Trương Định cười nói với Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên ở một góc thật sự sai rồi, một đám người đang bàn tán về nhà họ Hoàng ở Hà Nội, nhưng họ không biết rằng cậu chủ nhà họ hoàng lại ở ngay bên cạnh họ nhưng lại bị bỏ lại ở một góc lâm ngọc an nhìn trương vĩ cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào với người em họ này em họ chị không quen biết cậu chủ hoàng lâm ngọc an nhẹ nhàng thở dài trương vĩ sững sờ khi nghe những lời đó nhưng sau đó cậu ta mỉm cười chị ngọc an chị thật là buồn cười ai có thể tin được chị chị thật sự không quen anh ta cũng chưa từng gặp mặt lâm ngọc an giải thích rất nghiêm túc nghe thấy lâm ngọc an nói câu này mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái kỳ lạ thật chẳng phải cậu chủ hoàng quá thần bí rồi sao trương định lắc đầu thở dài sau đó nhìn lâm ngọc an ngọc an nếu gặp được cậu chủ hoàng nhất định con phải giúp đỡ em trai mình em trai con vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc thằng bé không thích công ty khác chỉ muốn vào tập đoàn quốc tế toàn cầu được rồi chú cháu sẽ cố gắng hết sức Lâm Ngọc An gật đầu và tạm thời đồng ý. Trương Lan Phượng cảm thấy rất tự hào khi thấy những người thân cuối cùng đã nhờ bà ta giúp đỡ. Kể từ sau cái chết của cha Lâm Ngọc An, mối quan hệ gia đình của bà ta xa sút người thân cũng không còn liên lạc nhiều với gia đình khiến bà ta rất xấu hổ. Bây giờ cậu chủ Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện, Trương Lan Phượng vô cùng cảm kích. Cháu đừng lo, cậu chủ Hoàng sớm muộn gì cũng sẽ gặp Ngọc An ngay cả công ty quốc tế toàn cầu cũng thuộc sở hữu của gia đình cậu ấy sắp xếp trương vĩ vào làm việc chẳng phải dễ như ăn kẹo hay sao trương lan phượng tự hào nói đúng vậy đúng vậy chỉ cần cậu chủ hoàng nói một câu con trai em trở thành quản lý cũng không thành vấn đề trương định nhanh chóng khen ngợi trương lan phượng lâm ngọc an cau mày cô biết rõ nhất là cô còn không biết cậu chủ hoàng tại sao mẹ cô lại đồng ý chuyện này trước chú à nói chuyện này còn quá sớm chưa kể cháu và cậu chủ hoàng không phải là họ hàng. Việc người ta giúp xây trang viên Cầm Viên đã là một ân huệ lớn rồi. Cháu không biết phải đền đáp bằng cách nào." Lâm Ngọc An thở dài. Trương Định nghe vậy bật cười, nói, "Cái gì mà không được, chắc chắn cậu chủ hoàng thích con." Ngoài lý do này ra, chú không nghĩ tới khả năng thứ hai. Ha ha Trương Lan Phượng nghe vậy càng thêm kích động, dựa sát vào Lâm Ngọc An, "Đúng vậy, Ngọc An, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội này." Gả cho một gia đình giàu có, chúng a à đều được thơm lây. Vừa nói, bà ta vừa nhìn về phía Hoàng Thiên ở trong góc. Ha ha, ước gì có người tự hiểu bản thân, không làm chậm trễ tuổi trẻ của Ngọc An thì tốt biết mấy. Lời này đủ gây kích động, Hoàng Thiên gần như không nhịn được bác cả. Bác chưa nghe thấy câu dù thế nào cũng không được phá duyên sao. Là bề trên, bác không thấy nói thế quá đáng sao. Hoàng Thiên bước tới chất vấn trương lan hương. Ủa, cậu vẫn còn không phục sao? cậu không soi gương xem mình có tài cán gì so với cậu chủ nhà họ hoàng cậu thậm chí còn không thể so được một ngón chân đúng không hoàng thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng bác còn chưa nhìn thấy cậu chủ hoàng làm sao biết tôi kém anh ta còn cần nhìn nữa không một cậu chủ giàu có như cậu chủ hoàng chắc chắn sẽ rất đẹp trai tuấn tú cậu nhìn lại bộ dạng rách dưới nghèo khổ của cậu đi ha ha trương lan hương chế giễu hoàng thiên với giọng điệu sắc bén nếu tôi nói, tôi là cậu chủ nhà họ Hoàng, các người còn thấy tôi nghèo hèn nữa không? Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Hương. Ha ha hai, ôi cười đau bụng quá, tôi phải đi vệ sinh đây. Tôi nói này Hoàng Thiên, cậu nghĩ cậu là cậu chủ nhà họ Hoàng sao? Tôi nghĩ cậu sách giày cho cậu chủ nhà họ Hoàng cũng không xứng. Tôi thấy bịa chuyện cũng hợp lý phết đấy. Hoàng Thiên cũng là họ Hoàng, chỉ là danh hiệu cậu chủ này là tự phong. Những người trẻ cùng thế hệ với Lâm Ngọc An cười lớn nhìn Hoàng Thiên chế diễu, cười sung sướng. Hoàng Thiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của những người này, thầm nghĩ đây cũng là chuyện tốt, có thể nhìn rõ lòng dạ con người. Được rồi, đừng nói nữa. Đúng lúc này, ông Trương Công Điền nói lớn. Khi ông ấy nói điều này, tất cả những người trẻ tuổi không dám nói gì, nhưng trên mặt họ vẫn mang một vẻ khinh bỉ. Trương Công Điền đến gần Hoàng Thiên, võ vãi hoàng thiên an ủi hoàng thiên đừng lo lắng sau này làm việc chăm chỉ là đàn ông chẳng lẽ không ngẩng được đầu những lời này của hoàng thiên nghe xong liền ấm lòng nhìn trương công biển nói ông ngoại đừng lo lắng con nhất định sẽ cho ngọc an hạnh phúc được ông tin con trương công biển hài lòng gật đầu trần giang vừa nghe vừa cười xoay eo bước tới nói ông ngoại ông thật là tốt ông lại tin vào lời nói xuông của anh ta sao ăn bám chị ngọc an mà còn khiến chị ngọc an hạnh phúc đừng nói nữa ai mà chẳng có lúc khó khăn trương công điền nghiêm túc nhìn trần giang phi trần giang vẻ mặt khinh thường và nói cứ nói việc trước đó đi cháu trai của ông muốn làm việc ở tập đoàn quốc tế toàn cầu chuyện này chỉ cần cậu chủ hoàng nói một câu là được làm phó tổng giám đốc cũng không thành vấn đề hoàng thiên có thể làm được không cậu ta thì có ích gì chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy cậu chủ hoàng vậy chúng ta mong đợi điều gì từ những người khác đây nhân tiện trần giang không phải đối tác của cháu là đặng nam ở công ty quốc tế toàn cầu sao anh ấy vẫn là quản lý cấp cao hãy để đặng nam giúp trương vĩ trương công điền nói với trần giang sau đó trần giang mới phát hiện ra rằng bạn trai đặng nam của cô hôm nay thần thái bất thường trốn trong góc như một người câm đặng nam anh có nghe thấy ông nội nói gì không đưa trương vĩ vào tập đoàn quốc tế toàn cầu Trần Giang ra hiệu cho Đặng Nam. Đặng Nam liếc nhìn Hoàng Thiên, vẫn còn hoảng sợ. Người khác xem thường Hoàng Thiên, nhưng Đặng Nam lại không dám, bởi vì anh A biết Hoàng Thiên có quan hệ mật thiết với ông Tư Long. Để anh thử xem, tập đoàn quốc tế toàn cầu rất khó vào. Làm một nhân viên bình thường thì may ra có hy vọng. Đặng Nam lấy điện thoại di động của mình ra và gọi cho Chủ tịch Lương Mạnh Bắc. Nhưng ngay sau đó, Đặng Nam bực bồi cúp điện thoại, Lương Mạnh Bắc hoàn toàn không nể mặt anh ta mà lập tức cúp máy. Trương Định rất lo lắng, con trai Trương Vĩ lại càng tức giận và im lặng đứng đó. Trương Công Điền thở dài, thật ra, ông già này làm sao có thể không yêu cháu trai mình. Đối với việc làm của Trương Vĩ, ông rất rất không hài lòng. Hoàng Thiên thấy Trương Công Điền như vậy thì trong tâm cảm thấy hơi có lỗi. Dù sao thì ông ấy cũng đối xử tốt với anh như vậy. Ông ơi, đừng lo, cháu sẽ thử xem. Trương Vĩ sẽ là quản lý của tập đoàn quốc tế toàn cầu. Chắc không sao đâu, Hoàng Thiên bình tĩnh nhìn Trương Công Điền, rồi lấy điện thoại di động ra. Ủa, tôi không nghe nhầm đúng không? Ha ha ha, nhìn Hoàng Thiên, Trần Giang cười đến mức lồng ngực trùng xuống. Với chàng cười của cô ta, một số người trẻ tuổi đều phá lên cười, họ nhanh chóng vây quanh Hoàng Thiên, muốn xem Hoàng Thiên mất mặt thế nào không chỉ có một số thanh niên thích chế diễu mà ngay cả trương lan hương cũng đi qua ha ha mọi người xem một chút đi vẫn là giả bộ như vậy cậu thì gọi cho ai được chứ trương lan hương hỏi hoàng thiên một cách miểm mai bác không cần lo lắng ngày mai tôi sẽ cho trương vĩ tiến vào công ty quốc tế toàn cầu khuôn mặt hoàng thiên không có biểu cảm gì anh tìm số được lương mạnh bắc trích dẫn trong sổ địa chỉ chật 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 xem đi đặng nam là trưởng phòng dự án quốc tế thế giới cái gì cậu ấy còn không làm được thì cậu có thể làm được sao trương lan hương chế nhạo chị đừng để ý đến cậu ta tính cậu ta vốn là như vậy năng lực không bằng ai nhưng lại thích phô trương sau này em xem rốt cuộc cậu ta sẽ thế nào trương lan phượng nhìn chằm chằm hoàng thiên tức giận nói ha ha đừng ngăn cản cậu ta có thể cậu ta sẽ làm được đấy trần giang cười và chế nhạo đặng nam cũng muốn chế nhạo hoàng thiên nhưng anh ta nghĩ đến mối quan hệ của hoàng thiên với ông tư long thì anh ta lập tức mất hết can đảm hoàng thiên phớt lờ những người này và gọi điện thoại cho lương mạnh bắc anh lương tôi muốn sắp xếp cho một người làm việc ở quốc tế toàn cầu chào cậu chủ ngày mai để cậu ta đến công ty làm là được ừm um, hoàng thiên cúp điện thoại ha ha chuyện này kết thúc rồi sao trần giang gần như bật cười ừ kết thúc rồi hoàng thiên cất điện thoại cậu giỏi lắm đó hoàng thiên thật tiếc khi không phải là một diễn viên diễn cứ như thật lương mạnh bắc là ai chủ tịch lớn như vậy chẳng lẽ còn phải nghe theo cậu sao còn có thể hài hước hơn chuyện này được không những người có mặt nghe đến đó thì bật cười trương định khinh thường nhìn hoàng thiên nghĩ rằng thật đáng xấu hổ khi cháu gái mình tìm được một người chồng kỳ lạ như vậy mặc dù trương công điền luôn cảm nắng nhưng lão nhân gia không thể tin được chuyện này liên tục ngồi ở nơi đó lắc đầu đúng lúc này lâm ngọc an đột nhiên nhận được một cuộc gọi không nói lời nào lâm ngọc an đứng dậy đi tới cửa mở cửa bước vào hành lang thấy biểu hiện của lâm ngọc an không bình thường anh cũng bước ra ngoài ngọc an có chuyện gì vậy không phải việc của anh anh bất xen vào chuyện người khác đi nói xong lâm ngọc an bước nhanh xuống lầu hoàng thiên nhận ra có gì đó không ổn vội vàng đi theo đừng đi theo tôi lâm ngọc an hét lên hoàng thiên không còn cách nào khác là dừng bước anh phát hiện lần này vợ anh thực sự rất lo lắng anh không biết chuyện gì đã xảy ra lâm ngọc an nhanh chóng đi xuống lầu vẫy một chiếc taxi rồi vội vàng rời đi hoàng thiên phải trở về nhà nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an ngọc an làm gì vậy trương lan phượng hỏi hoàng thiên cô ấy không nói đúng vậy con bé dù có chuyện gì cũng không thể nói cho cậu biết dù sao cũng vô dụng Trương Lan Phượng châm chọc nói. Tôi nói này em rể, đừng đổi chủ đề. Cậu tiếp tục giả vờ gọi điện cho chủ tịch Lương đi. Chúng tôi rất muốn học hỏi kỹ năng diễn xuất của cậu, ha ha. Một số bạn trẻ cũng chế nhạo, chờ đợi một màn kịch hay. Nếu trước khi Lâm Ngọc An rời đi, Hoàng Thiên cũng lười để ý đến bọn họ, dù sao anh cũng đã bị chế nhạo nhiều đến mức quen rồi. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên đang dối bời, lo lắng cho vợ, bị những người này làm cho thật khó chịu tôi sẽ lập tức mời lương mạnh bắc tới đây bảo ông ấy đích thân nhận trương vĩ như thế thì các người có thể câm mồm được rồi đúng không hoàng thiên nhìn xung quanh những người này chế nhạo mình lớn tiếng nói sau đó gọi lương mạnh bắc đột nhiên không ai nói một lời trần giang người vừa rồi cười hả hê nhất cũng cứng miệng tự hỏi liệu hoàng thiên có thể thực sự gọi chủ tịch lương đến đây không nhưng cô ta đã nhanh chóng xua tan ý định đó lương mạnh bắc là ai chứ Sao có thể nghe tên phế vật như Hoàng Thiên? Trừ khi mặt trời mọc đẳng tây. Ha ha, vậy chúng ta chờ kịch hay đi. Công ty quốc tế toàn cầu cách đây không xa, cách 10 phút lái xe. Chờ chủ tịch Lương đến thăm Hoàng Chém Gió của chúng ta đi, ha ha ha. Trần Giang cười nói. Ngoại trừ Trương Công Điền và Trương Lan Phượng, mọi người có mặt đều cười với Trần Giang. Hoàng Thiên mặc kệ bọn họ, vẫn nghĩ tới hành vi bất thường của Lâm Ngọc An vừa rồi không mất 10 phút trước khi chuông cửa vang lên. Em mờ sao kiếp, chẳng lẽ thật sự đến sao? Không biết ai bật ra một câu. Trần Giang cười, vặn chiếc eo con kiến tới mở cửa, làm sao có khả năng, chắc là chị Ngọc An trở về. Trước khi những lời thứ hai nói xong, Trần Giang há miệng thành hình chữ O, hoàn toàn chết lặng. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh ề e đứng ở cửa, người đàn ông này đổ mồ hôi và thở hổn hển, hình như đang chạy lên lầu đó là Lương Mạnh Bá. C xin lỗi vì đã làm phiền. Lương Mạnh Bắc mỉm cười khiêm tốn với Trần Giang và gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ Hoàng Thiên. Trừ Hoàng Thiên, tất cả những người ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc. Không ai là không biết Lương Mạnh Bắc, vị chủ tịch này thường xuyên xuất hiện trên TV và thậm chí lần nào cũng được tháp tùng bởi các lãnh đạo quan trọng của thành phố. Trước khi mọi người bình tĩnh lại, Lương Mạnh Bắc đã thực hiện một động thái khiến họ càng ngạc nhiên hơn ông ấy hơi cúi đầu lễ phép nói với hoàng thiên xin lỗi cậu chủ hoàng tôi đến chậm ừm hoàng thiên chỉ khẽ hậm hừ trên mặt không có biểu cảm gì không phải chứ có cần phải khoa trương đến vậy không vài người trẻ tuổi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hoàng thiên lúc này ánh mắt gần như rơi xuống đất đây là chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu lương mạnh bắc nhưng ai có thể ngờ được ông ấy lại lập tức chạy sang đây nhưng Hoàng Thiên thì có vẻ như cảm thấy chuyện Lương Mạnh Bắc đến đây là rất bình thường, đây là tình huống gì? Sau khi kinh ngạc, cuối cùng Trương Công Điền cũng định thần lại, nhanh chóng đứng dậy nói với Lương Mạnh Bắc, "Chủ tịch Lương, mau ngồi xuống đi." Trên thực tế, Lương Mạnh Bắc rất bối rối, ông ấy biết tất cả những người có mặt đều có liên quan đến cậu chủ, ông không dám xúc phạm ai trong số họ. Xem ra Trương Công Điền đã khá lớn tuổi, chắc hẳn là bề trên của Hoàng Thiên lương mạnh bắc giáp làm sao dám từ chối ông đừng khách sáo tôi đứng nói chuyện là được rồi lương mạnh bắc cho trương công điền một nụ cười lịch sự trương công điền không biết phải nói gì rốt cuộc thì vấn đề công việc của cháu trai ông ấy đều phụ thuộc vào lương mạnh bắc ông lương đây em con ông chú của tôi ông thu xếp công việc là được hoàng thiên lúc này chỉ vào trương vĩ nói với lương mạnh bắc được được lương mạnh bắc vội vàng gật đầu đi tới trước mặt Trương Vĩ, cười nói, vị cậu chủ này đúng là nhân tài. Làm phó tổng giám đốc đi, ngày mai đi làm ở công ty. Phịch, Trương Định nghe xong lời này, mềm nhũn hai chân, ngồi trên mặt đất. Ông ta đứng lên một cách gượng gạo, khuôn mặt Trương Định tràn đầy tươi cười nói với Lương Mạnh Bắc, Chủ tịch Lương đừng đùa, con trai của tôi vừa mới tốt nghiệp, làm sao có tư cách làm phó tổng giám đốc. Không sao đâu, em họ của cậu chủ Hoàng, nhất định phải có tương lai. Lương Mạnh Bắc nhìn Trương Định đang cứng học, sau đó nói với Hoàng Thiên, cậu chủ Hoàng, vậy tôi về trước nhé. Về đi. Hoàng Thiên nói một cách thản nhiên. Lương Mạnh Bắc quay người bỏ đi. Vừa rồi có phải là ảo giác không? Trương Lan Hương thở phào nhẹ nhóm, hỏi những người xung quanh như kẻ thiểu năng. Mẹ, ảo giác gì? Mẹ có ngớ ngẩn không? Trần Giang lay Trương Lan Hương với vẻ mặt sững sờ. Hoàng, Hoàng Thiên sao có thể biết Lương Mạnh Bắc? lương mạnh bắc còn nghe lời cậu ta nhiều như vậy sao trương lan hương nhìn hoàng thiên nói lắp bắp những người khác cũng giống như trương lan hương cực kỳ sốc hoàng thiên trong lòng hừ lạnh đám người hợm hĩnh này lần này xem còn to mồm nữa không đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên một cuộc gọi xa lạ giọng nói lo lắng của một người đàn ông vang lên trong điện thoại anh hoàng tôi là lã việt tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh Hoàng Thiên thực sự kinh ngạc, hắn không biết Lã Việt lấy số của mình ở đâu. Có chuyện gì vậy? Về phần vợ và em vợ của anh, mau xuống đi, tôi ở dưới lầu. Cái gì? Hoàng Thiên đại náo ù ù, có phải vợ và em vợ đã xảy ra chuyện gì không? Chưa kịp hỏi thêm, anh đã lao nhanh ra khỏi cửa. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã ra ngoài, Trương Lan Hương hỏi Trần Giang, "Trần Giang, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Hoàng Thiên. Cậu ta dường như không vô dụng." trần giang cười nói với mọi người mọi người đều bị hoàng thiên lừa đúng không để tôi nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì cô đường lương hạnh mà hoàng thiên lừa còn có quan hệ mập mờ với lương mạnh bắc hoàng thiên dùng đường lương hạnh liên lạc lương mạnh bắc hi hi nếu không một tên rác rưởi như hoàng thiên tại sao lương mạnh bắc lại nể mặt cậu ta thử nghĩ xem trần giang càng nói càng hăng cô ta cảm thấy mình không làm biên kịch đúng là phí phạm tài năng khi nghe điều này một số bạn trẻ đã gật đầu đồng ý. Trương Công Điền còn có mấy người lớn tuổi có chút hoài nghỉ lời nói của Trần Tiêu, nhưng bọn họ cũng cảm thấy được rất có thể là như vậy. Tân Khốn Kiếp này đúng là không biết xấu hổ, xem tôi xử lý cậu ta thế nào. Trương Lan Phượng giận dữ chửi rủa. Hoàng Thiên xuống lầu, nhìn thấy Lã Việt đã đợi sẵn ở đó. Ông Tư Long, làm sao vậy? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi Lã Việt. Anh Hoàng, cho phép tôi nói thẳng tôi đã luôn để ý đến anh và những người xung quanh rồi lã việt nhìn hoàng thiên có chút xấu hổ hoàng thiên sửng sốt một chút cũng không có tâm trạng hỏi ý đồ của lã việt chuyện này ta sẽ nói sau nói trước cho tôi biết vợ và em vợ của tôi có chuyện gì sao họ đều đã vào công ty của trịnh tiến tôi e rằng sẽ có nguy hiểm lã việt nhìn hoàng thiên và nói thêm tôi biết trịnh tiến là một kẻ rất nguy hiểm chất tiệt hoàng thiên lo lắng khi nghe thấy câu đó vừa định dùng điện thoại di động gọi cảnh sát lã việt ngăn lại anh hoàng tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện này hoàng thiên không nghi ngờ năng lực của lã việt gật đầu mạnh lên xe của lã việt lã việt lái một chiếc benly phóng xe lao thẳng vào công ty của trịnh tiến ngay sau đó hàng chục chiếc audi màu đen bám theo sau xe của lã việt hoàng thiên sửng sốt ông tư long rốt cuộc mang theo bao nhiêu anh em đồng thời công ty tài chính vi mô ra hợp trịnh tiến đang dựa vào ghế ông chủ với điếu thuốc thăng long trên tay nhìn hai chị em trước mặt với ánh mắt bẩn thỉu đó là lâm ngọc an và lâm huỳnh mai bên cạnh lâm huỳnh mai có một chàng trai đang quỳ gối đây là đỗ hành bạn trai của lâm huỳnh mai lúc này đỗ hành mũi xương tấy tay phải cũng bị gấy bị đánh rất nặng phía sau ba người họ có bốn đàn em của trịnh tiến đang đứng trịnh tiến nhìn lâm ngọc an với một nụ cười cô lâm ngọc an cô rất yêu em gái của mình đúng không, tôi vừa gọi là cô đến ngay. Ha ha, không tệ, không gọi ai cũng không gọi cảnh sát, thật tốt. Ông chủ trịnh, tôi đã đến như lời ông nói, xin hãy để em gái tôi đi Lâm Ngọc An bình tĩnh nói. Ha ha, để em gái đi thì không sao, nhưng bạn trai của em gái cô nợ tôi một tỷ rưỡi, cô phải giúp cậu ta trả tiền. Trịnh Tiến cười tâu tuét, nhìn thân hình quyến rũ của Lâm Ngọc An, ông ta gần như chảy nước miếng. Ông nói bậy bạ, Đỗ Hành chỉ mượn ông có 30 triệu, chỉ trong vài ngày đã đổi thành hơn tỷ rồi." Lâm Huỳnh Mai lúc này hét lên. Bốp. Trịnh Tiến lao tới tát vào miệng Lâm Huỳnh Mai. "Con nhãi, tiền lãi còn không tính sao? Ông đây cho vay tiền, mày tưởng là đi từ thiện sao?" Trịnh Tiến giận dữ mắng mỏ, trông rất dữ tợn. "Sao lại đánh người, thả em ấy ra." Lâm Ngọc An rất vội vàng và nhanh chóng bảo vệ Lâm Huỳnh Mai trịnh tiến nhìn lâm ngọc an và liếm đôi môi nứt nẻ của mình trịnh hiếu phong à trịnh hiếu phong một người phụ nữ tuyệt vời như vậy chú không thể để cháu hút trước thì để chú thưởng thức trước vậy trịnh tiến thèm thuồng liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần của lâm ngọc an cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đưa bọn nó sang phòng bên cạnh trịnh tiến chỉ vào lâm huỳnh mai và đỗ hành đang quỳ trên mặt đất ra lệnh cho người của mình vâng bốn người kéo lâm huỳnh mai và đỗ hành đến phòng bên cạnh nhìn thấy trịnh tiến tâm trạng khó chịu lâm ngọc an thực sự hoảng sợ ông ông đừng đến đây này cục cưng em thật sự quá đẹp trịnh tiến nói rồi nắm lấy tay lâm ngọc an kéo lên trên bàn làm việc a à, ông làm sao vậy nếu ông dám động vào tôi tôi sẽ tống ông vào ngục lâm ngọc an kinh hãi hét lên trịnh tiến chỉ vào chiếc máy ảnh độ nét cao đặt sang một bên và cười tâu toét muốn kiện tôi sao đúng vậy toàn bộ quá trình sẽ được ghi lại Cô có muốn mọi người trên toàn quốc nhìn thấy dáng người đẹp của mình không? Ha ha hêu. Nói xong, Trịnh Tiến như một con thú hoang, đè chặt Lâm Ngọc An xuống bàn. Tại cổng công ty tài chính Vimo gia hợp. Lã Việt và Hoàng Thiên đã tới đây rồi, bởi vì xe của Lã Việt chạy quá nhanh nên tất cả những đàn em của ông ta đều ở phía sau. Hoàng Thiên lo lắng, mở cửa bước xuống xe. Xe sang Bentley đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường nhưng những người này đã phải sửng sốt khi thấy hoàng thiên bước ra khỏi xe những người giàu có bây giờ lại ăn mặc xuề xòa như vậy sao hoàng thiên sải bước đến trước công ty gia hợp lã việt đi theo sau bốn người đàn ông đeo kính dâm và vest đứng ở cửa bốn người này nhận được lệnh của trịnh tiến không ai được phép vào cửa đứng lại nhìn thấy hoàng thiên chuẩn bị xông tới đây người đàn ông dâu Ria đứng đầu kêu lên tránh sang một bên hoàng thiên hét lên với tên dâu Ria dâu mép trừng lớn đôi mắt, em mờ sao kiếp, mày đến đây để gây sự à? Đây là chỗ mày có thể vào sao? Chưa kịp dứt lời, Ria mép đã thấy Lã Việt đi theo Hoàng Thiên, những lời sau đột ngột nuốt xuống. Trời đất, tại sao ông Tư Long lại đến? Ria mép không khỏi rất hoảng sợ, muốn biết người ở thành phố Bắc Ninh, ai mà không biết đến ông Tư Long. Tư, ông Tư Long, tại sao ông lại tới đây? Ria mép lập tức kèm theo vẻ mặt tươi cười, run rẩy nhìn Lã Việt. Lã Việt không thèm nhìn tới nhân vật tép siêu như Rear Map, lạnh lùng nói, ai không muốn chết thì cút đi. Rear Map lau mồ hôi lạnh, ba người mặc vest kia cũng rất hoảng hốt, tên Lã Việt quá lớn, chỉ cần đứng trước mặt Lã Việt cũng có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Xin lỗi ông Tư Long, ông chủ của chúng tôi đã ra lệnh, không ai được phép vào. Bốp, trước khi Rear Map lên tiếng đã bị hai cái tát vào mặt. Với cái tát này Rear Map đã bị dụng mất 4 chiếc răng. Xâm, Rear Map chưa kịp phản ứng thì Lã Việt đã lao ra, đá Rear Map bay đi. Các người cũng muốn chết phải không? Một luồng sát khí dày đặc thoát ra khỏi mắt Lã Việt và quét về phía ba người mặc vest còn lại. Chân ba người mặc vest sợ hãi, bắt nạt người thường cũng không sao, cho bọn họ chăm dũng khí cũng không dám đối đầu với Lã Việt. Ba người thậm chí không dám thở mạnh, chạy vào công ty báo cáo với Trịnh Tiến anh hoàng mời vào lã việt nói với hoàng thiên hoàng thiên không nói lời nào sắc mặt lúc này u ám nhanh chóng bước vào công ty tài chính vi mô gia hợp anh chỉ muốn gặp lâm ngọc an ngay lập tức mỗi giây chậm trễ lâm ngọc an sẽ rất nguy hiểm cùng lúc đó bên trong phòng làm việc của trịnh tiến lâm ngọc an bị trịnh tiến đè lên bàn một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể chống cự lại trịnh tiến thật sự là khiến người ta thương xót ông chủ trịnh lúc này ông dừng tay vẫn còn kịp để tôi và em gái của tôi đi tôi coi như không có chuyện gì xảy ra lâm ngọc an bất lực thuyết phục trịnh tiến cô thực sự hy vọng có thể thuyết phục con thú này giờ phút này trịnh tiến đã hoàn toàn mất lý trí đâu còn có thể nghe lời của cô ha 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 cô cưng cô đang đùa tôi sao súng đã lên nòng mà cô bắt tôi không được bắn sao trịnh tiến cười ấn vai lâm ngọc an hôn vào mặt lâm ngọc an Lâm Ngọc An né tránh cái miệng hôi hám của Trịnh Tiến, trong lòng vô cùng hối hận. Cô hận bản thân đã suy nghĩ quá ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần đến đây một mình sẽ có thể giải cứu em gái mình. Tin tưởng những lời nói của Trịnh Tiến một cách ngây thơ, tự mình tiến vào nanh vuốt của ông ta. Nghĩ đến thân thể trinh tiết của mình, không phải là cho người chồng chính thức Hoàng Thiên, mà lại sắp bị lão già ghê tởm này cướp đi, hai mắt Lâm Ngọc An lóe lên hai hàng lệ cô chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để chống lại, nhưng vẫn không thể chống cự. Cục cưng, đừng kháng cự nữa, thưởng thức đi, ha ha. Trịnh Tiến nhìn chằm chằm vào đường viền cổ của Lâm Ngọc An và bàn tay to của ông ta định vươn ra. Chủ tịch Trịnh, chủ tịch Trịnh, không xong rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest xông vào, đó là thuộc hạ canh cửa của Trịnh Tiến. Trịnh Tiến giật mình, đang lúc thưởng thức Lâm Ngọc An, thời khắc mấu chốt lại bị làm phiền, ông ta cảm thấy rất không vui em mờ sao kiếp mày gọi cái gì mà gọi cút ngay trịnh tiến quay đầu tức giận chửi bới chủ tịch trịnh long 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 cái gì lã việt xông vào rồi sạn trịnh tiến mất bình tĩnh ngay lập tức và chết lặng tôi phải làm sao đây chủ tịch trịnh lã việt mang theo một tên nhà quê tôi cũng không biết hắn ta là ai người đàn ông mặc vest lo lắng nói trịnh tiến lau mồ hôi lạnh rồi buông Lâm Ngọc An ra. Lã Việt mang theo bao nhiêu người? Trịnh Tiến hỏi người đàn ông mặc vest. Ông ta mang theo một tên nhà quê, có lẽ là nông dân, chắc là không phải thuộc hạ của Lã Việt người đàn ông mặc vest đáp. Trịnh Tiến trợn mắt, ông ta nghỉ ngờ Lã Việt đến với mục đích không tốt. Thường thường ông ta Lã Việt coi như nước sông không phạm nước giếng, Lã Việt sao lại đột nhiên đi vào? Là vì Lâm Ngọc An sao? Đưa cô gái này sang phòng bên cạnh, Trịnh Tiến chỉ vào Lâm Ngọc An và ra lệnh cho người đàn ông mặc bộ đồ vest. Người đàn ông mặc vest đồng ý và đưa Lâm Ngọc An vẫn đang sốc sang phòng bên cạnh. Trịnh Tiến chấn tĩnh tâm trí, triệu tập hơn 10 đàn em xuống lầu. Vừa xuống lầu đã thấy Lã Việt và Hoàng Thiên. Lúc này, Lã Việt đang túm tóc một tên mập, đè đầu gã béo thật thấp, đôi giày da cứng của ông đạp vào mặt gã béo. Nói đi, Trịnh Tiến ở đâu? Ông Tư Long, tôi thật sự không dám nói. Gã béo suýt bị tra tấn đến chết, khóc lóc van xin lã Việt nhưng bất lực. Lã Việt liếc mắt nhìn sắc mặt Hoàng Thiên, phát hiện lúc này ánh mắt Hoàng Thiên đỏ bừng, trên người tràn đầy sát khít. Thấy vậy, Lã Việt không khỏi kinh ngạc. Trịnh Tiến, Trịnh Tiến, ông giỏi lắm, còn chọc giận cậu chủ Hoàng như thế này, đúng là chán sống. ủa ông Tư Long, hôm nay ông rảnh rỗi hả? Trịnh Tiến nặn ra một nụ cười, mang hơn chục thuộc hạ đi đến. Ông ta chính là Trịnh Tiến hoàng thiên lạnh giọng hỏi lã việt đúng cậu chủ hoàng chính là ông ta lã việt trầm giọng trả lời hoàng thiên liếc nhìn trịnh tiến lúc này anh đã cực kỳ tức giận tên khốn kiếp này dám có ý đồ với lâm ngọc an đã động đến giới hạn cuối cùng của hoàng thiên lúc này hoàng thiên định đến chỗ trịnh tiến nhưng lã việt ngăn anh lại anh hoàng tôi đã nói với anh rất lâu rồi trịnh tiến người này rất nguy hiểm anh đừng mạo hiểm với ông ta để tôi tới sau khi nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên, Lã Việt chắp tay sau lưng, đi tới chỗ Trịnh Tiến. "Ông chủ Trịnh, tôi không muốn ra tay với ông, vì vậy lập tức để cô Lâm Ngọc An đi." Lã Việt bình tĩnh nói. "Ha ha, chuyện này tôi không hiểu, Lâm Ngọc An liên quan gì đến ông mà khiến ông phải đích thân đến đây?" Trịnh Tiến chế nhạo hỏi Lã Việt. Lã Việt nghiến răng nghiến lợi nhìn thái độ của Trịnh Tiến lúc này, rõ ràng là không muốn thả người. Lâm Ngọc An phải thả ra đây là con bài mặc cả lợi hại nhất để kết giao với nhà họ hoàng ở hà nội tất nhiên lã việt không thể từ bỏ cho nên ông thừa nhận lâm ngọc an đang ở chỗ ông sao lã việt lạnh lùng hỏi đúng không chỉ có ngọc an ở đây em gái của ngọc an cũng ở đây trịnh tiến cười một cách vô liêm sỉ và trực tiếp thừa nhận sở dĩ ông ta dám làm chuyện này trước mặt lã việt cũng là bởi vì lúc này ông ta đang ở trên sân của chính mình lã việt cũng chỉ có một mình hoàng thiên nắm chặt tay trịnh tiến là tên khốn kiếp ngọc an có tội tình gì chứ trịnh tiến ông muốn chết sao lã việt hoàn toàn tức giận không ngờ trịnh tiến lại không dám đối mặt với ông phi lã việt tôi biết ông ở thành phố bắc ninh rất tốt nhưng ông phải xem hôm nay có ra ngoài được không đã trịnh tiến nhìn chằm chằm bằng hai con mắt dữ tợn và vẫy tay với người của mình đột nhiên hơn chục tên đàn em nhanh chóng bao vây lã việt cùng hoàng thiên lã việt liếc nhìn hoàng thiên cảm thấy có chút hối hận tốc độ lái xe của mình quá nhanh khiến thuộc hạ của ông ta không theo kịp hắn cũng không ngờ trịnh tiến dám táo bạo và liều lĩnh như vậy xem ra hôm nay nếu không làm được thật sự sẽ xảy ra chuyện đang lúc căng thẳng lúc này ngoài cửa có một người bước vào người này ăn mặc bảnh bao nhưng vẻ mặt rất tự mãn dáng vẻ tự mãn đó không phải ai khác mà chính là trịnh hiếu phong chú ơi con điếm lâm ngọc an đó đã đến chưa trịnh hiếu phong lắc đầu đi đến trước mặt trịnh tiến lúc này nhìn thấy hoàng thiên đang vây quanh ồ phế vật cũng ở đây ha 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 hay lắm thế mà cũng tìm được tới đây hoàng thiên nhìn thấy sự hiện diện của trịnh hiếu phong ở đây anh lập tức hiểu ra tất cả điều này là do trịnh hiếu phong dở tròi trịnh hiếu phong mày chán sống rồi đúng không hoàng thiên lạnh lùng nhìn trịnh hiếu phong ha ha tao nói này đồ phế vật mày vẫn còn tự tin nói chuyện với tao như thế sao mày không nhìn ra hiện tại là tình hình gì à đừng tưởng có lã việt là ngon ăn đừng quên đây là địa bàn của chú tao trịnh hiếu phong mỉm cười ngạo nghẽ ế trịnh tiến cũng vui vẻ cười và hỏi trịnh hiếu phong hiếu phong sao cháu lại đến đây có trò hay thì cháu phải đến chứ lát nữa cháu sẽ cho tên phế vật này đứng bên cạnh xem nghĩ đến đã thấy kích thích rồi trịnh hiếu phong cười đắc thắng anh ta đến trước mặt hoàng thiên đồ rác rưởi đến vợ mình cũng không bảo vệ được tao thấy mày nên tìm miếng đậu phụ mà đập đầu vào đi để tao nói cho mày biết sau hôm nay vợ mày sẽ yêu tao đến chết mày có tin không ha ha hai hoàng thiên không nghe nổi nữa anh hận không thể lập tức giết chết trịnh hiếu phong nhưng ngay khi anh định ra tay người của trịnh tiến đã tách anh ra khỏi trịnh hiếu phong lã việt ông có thể đi nhưng tên Hoàng Thiên này nhất định phải ở lại. Trịnh Tiến cười nhăn nhở, tự tin nhìn Lã Việt. Lã Việt cũng có chút bất an, chẳng lẽ Trịnh Tiến thật sự có cái gì để dựa vào? Sao ông ta dám mạnh dạn như vậy? Lã Việt thật sự đã đoán đúng, trong tay Trịnh Tiến vẫn còn một quân bài tẩy, nếu không, cho ông ta 10 lá gan cũng không dám đối xử với Lã Việt như thế này. "Chú, không nên kích động Lã Việt, sau này ông ta trả thù thì phải làm thế nào?" trịnh hiếu phong hỏi trịnh tiến đừng lo lắng chú có sắp xếp lã việt không dám làm gì chúng ta vậy nấu lâm ngọc an gọi cảnh sát thì sao trịnh hiếu phong vẫn còn một chút lo lắng hi hi nhóc con đúng là chưa trải sự đời chúng ta sẽ ghi lại quá trình này một lát nữa lâm ngọc an có dám công khai không nếu cả thế giới đều biết cô ta bị chú cháu chúng ta chơi cô ta còn mặt mũi nào mà sống trịnh tiến mỉm cười ngạo nghê hay lắm quả nhiên là chú của tôi. Đôi mắt hào hứng của Trịnh Hiếu Phong rạng rỡ, anh ta đang chờ đợi để thưởng thức Lâm Ngọc An. Thả Lã Việt ra, sau đó đánh gãy chân Hoàng Thiên, mang về phòng làm việc của tôi. Trịnh Tiến ra lệnh. Đột nhiên, mười mấy tên thuộc hạ của Trịnh Tiến xông lên như bầy sói, một tên cầm gậy sắt xông lên chuẩn bị đánh vào chân phải của Hoàng Thiên. "Anh Hoàng, cẩn thận." Lã Việt hét lên với Hoàng Thiên sau đó ông bất ngờ đá trúng ngực của người đàn ông đang cầm thanh sắt dầm ai tên đang cầm gậy sắt bị đá sang một bên em m sao kiếp đánh lã việt cho tao trịnh tiến quát hơn chục người vây công lã việt và hoàng thiên lã việt lúc này cũng đi ra ngoài dựa vào nằm đấm và công phu của chính mình chiến đấu với những người này thành một nhóm nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa số ít và lã việt dường như không thể chống đỡ được ông tư long tại điểm mấu chốt quan trọng này một người đàn ông mạnh mẽ lao vào với một cây gậy vung vẩy như một con hổ không thể ngăn cản cây gậy bay lên trong nháy mắt đã đánh ngã bốn năm thuộc hạ hoàng thiên nhận ra anh ta đây không phải là tiêu tấn mà anh đã thấy ở phòng dự án công viên nước sao tiêu tấn với tư cách là thuộc hạ hung hãn nhất lã việt đã thực sự chiến đấu đủ ác liệt và ngay lập tức giúp hoàng thiên và lã việt thoát ra khỏi vòng vây trong vòng vài giây hơn 20 người của Lã Việt xông vào ngoài cửa, những người này đều vung gậy, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong hơi sững sờ, nhưng chuyện khiến bọn chúng ngạc nhiên ở phía sau, từ lúc nào đã nhìn thấy xe Audi màu đen đậu trước cửa. Trong vòng chưa đầy một phút, hơn 30 chiếc đã dừng trên đường trước cửa. Giao thông tạm thời tê liệt, hơn 100 người từ trên xe phóng nhanh vào công ty tài chính vi mô gia hợp. Vì đông người quá, những người phía sau không chen được vào, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Chú ơi, chuyện này, chuyện này phải làm sao? Chân Trịnh Hiếu Phong run lên, anh ta lắp bắp hỏi Trịnh Tiến. Trịnh Tiến cũng toát mồ hôi hột, mặc dù ông ta vẫn còn quân bài tẩy chưa lật nhưng tình hình hiện tại cũng đủ để khiến ông ta khốn đốn. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên thuộc hạ của Trịnh Tiến đã bị gãy tay chân, nằm trên mặt đất. Hoàng Thiên không có thời gian để xử lý Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong vào lúc này, anh chỉ muốn nhìn thấy vợ mình là Lâm Ngọc An nhanh chóng. Vì vậy, anh đi về phía tầng 2, đoán rằng Lâm Ngọc An nên ở trên đó. Tiêu Tấn dẫn một ít anh em đi bảo vệ anh Hoàng. Lã Việt ra lệnh: "Vâng, ông tư Long." Tiêu Tấn đồng ý, nhanh chóng dẫn người đi sau Hoàng Thiên, không dám sơ suất. Sau khi vào văn phòng của Trịnh Tiến, Hoàng Thiên mở cửa bước vào phòng tiếp theo. Trong nháy mắt, tôi thấy Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai và Đỗ Hành đang bị trói. Ba người bọn họ đang bị hai tên thuộc hạ của Trịnh Tiến theo dõi, nhìn thấy lúc này Lâm Ngọc An sợ hãi và bất lực, Hoàng Thiên thực sự rất đau lòng. Chiếc gậy của Tiêu Tấn hất văng hai tên thuộc hạ xuống đất. Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt này, Hoàng Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Anh rể? Lâm Huỳnh Mai lau nước mắt, thân thể đau đớn run lên. Hoàng Thiên nhìn thấy quần áo của Lâm Ngọc An và Lâm Ngọc An đều còn nguyên vẹn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình đến vẫn kịp. "Tiêu Tấn, hộ tống vợ tôi và những người khác trở về." Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. "Được, anh Hoàng." Tiêu Tấn không dám lơ là, anh ta nhanh chóng đồng ý, dẫn mấy người Lâm Ngọc An rời khỏi đây. Hoàng Thiên đi xuống lầu, trái tìm treo lơ lửng của anh giờ phút này rốt cục cũng thả lỏng, lửa giận trong lòng không thể kìm nén được. C khi anh xuống lầu thì thấy hai người Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong đã bị Lã Việt trói tay. Anh Hoàng, làm sao đối phó với hai tên cặn bã này, anh quyết định đi. Lã Việt đến trước mặt Hoàng Thiên. Lửa giận có thể sộc vào mắt Hoàng Thiên, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong cảm thấy ớn lạnh. Anh ta chưa từng nghĩ Hoàng Thiên có thể có đôi mắt sắc bén như vậy, ánh mắt đó là muốn giết người sao. Trịnh Hiếu Phong, tao đã nói với mày rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ xử lý mày hoàng thiên bước đến chỗ trịnh hiếu phong nói với giọng lạnh lùng hoàng thiên mày mà dám động đến ao ba tao sẽ không tha cho mày trịnh hiếu phong sợ đến mức mặt biến sắc và cảnh cáo hoàng thiên hoàng thiên không muốn nói chuyện vô nghĩa với trịnh hiếu phong nói với thuộc hạ của lão việt đang cầm dao găm bên cạnh thiến thẳng khốn này vâng gương mặt của thuộc hạ đó lạnh tanh nói xong liền đi tới cởi quần của Trịnh Hiếu Phong, sau đó chuẩn bị ra tay. Tha mạng cho tôi, ông hoàng, thả tôi ra, tôi không thể sống thiếu thứ này được. Trịnh Hiếu Phong sợ tới mức sắp ngất đi, Hoàng Thiên Định chơi thật sao, không phải là dọa. Những lời mà Hoàng Thiên này đã nói thì sẽ không thay đổi. Hoàng Thiên hét lên và sau đó vẫy tay với Thuộc Hạ. Thuộc Hạ định chém ngay lập tức, Trịnh Hiếu Phong kinh hãi trợn mắt, lập tức mềm nhũn. Phân và nước tiểu nhỏ giọt khắp nơi, hai phiêu cái mùi này. Người đàn ông cau mày và bịt mũi. "Chú cứu con, chẳng phải chú nói có quân bài tẩy sao?" Trịnh Hiếu phong khóc và hỏi Trịnh Tiến. Trịnh Tiến sợ tới mức sắp tiểu ra quần, gân cổ hét lên, "Em họ mau đến giúp em họ." "Em họ ở đâu chứ?" Lã Việt cảm thấy cạn lời, ông ta tưởng là một người phụ nữ xuất hiện là có thể cứu sao? Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ duyên dáng bước xuống cầu thang. Người phụ nữ này chạc ngoài 30, mặc một bộ sườn xám ôm dáng người trưởng thành rất gợi cảm, dưới chân dẫm lên giày cao gót, vặn vẹo mông đến trước mắt mọi người. Hoàng Thiên không nhịn được mà liếc mắt nhìn người phụ nữ này, không thể không nói, khí chất của người phụ nữ rất tốt, một đôi mắt hồ ly càng thêm quyến rũ. Khi Lã Việt nhìn thấy người phụ nữ này, ông không khỏi sửng sốt. Những người khác không biết cô ta, nhưng ông biết người phụ nữ này. Người phụ nữ này tên là Lăng Thanh Trúc là người tình của chùm xã hội đen, ông Kha Phù. Lã Việt, nể mặt tôi, không được đụng vào em họ và cháu trai của tôi, thế nào? Lăng Thanh Trúc chớp mắt, nhẹ giọng hỏi Lã Việt. Động lực của Lã Việt lập tức giảm đi rất nhiều. Không phải người phụ nữ này mạnh đến mức nào, mà là ông Kha Phù đứng sau cô ta rất đáng sợi trong toàn thành phố. Ông Kha Phù chính là quyền lực, thực lực của Lã Việt đủ mạnh, nhưng so với ông Kha Phù thì thật sự không đáng kể, thấy Lã Việt không bày tỏ ý kiến của mình, Lăng Thanh Trúc xa sầm mặt lại, sao, tôi có cần gọi điện thoại cho Kha Phù để anh ấy đích thân nói với ông không? Không, không, chị Thanh Trúc, chị không cần phải báo cho ông Kha Phù Lã Việt nói nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên không khỏi hơi nhíu mày, hỏi Lã Việt, ông không thể chọc vào ông già đó sao? Lã Việt khó xử nhìn Hoàng Thiên, thì thào nói, đúng vậy, anh Hoàng, hay là chuyện hôm nay bỏ qua đi? Bỏ qua, Hoàng Thiên liếc nhìn Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Tiến, anh chế nhạo. Hôm nay, thật không dễ dàng để ông đây có thể tới đây. Thứ nằm giữa hai chân Trịnh Hiếu Phong phải cắt bỏ. Anh không tin kha phù gì đó có thể trâu bò hơn được nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Hoàng Thiên không chịu bỏ qua, trong lòng Lã Việt thật sự rất rối bời. Bây giờ đối với Lã Việt, đó đơn giản là một tình huống khó khăn. Ông rất muốn thể hiện trước mặt Hoàng Thiên, nhưng bây giờ Lăng Thanh Trúc đã ra mặt, Cô gái này cũng không thể chọc vào được. Đứng sau Lăng Thanh Trúc, là ông Kha Phù rất đáng sợi Hoàng Thiên cũng nhận thấy rằng Lã Việt thực sự sợ người phụ nữ tên Lăng Thanh Trúc này. Tuy nhiên, Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu phong dám đối xử với Lâm Ngọc An theo cách này, và Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không thể tha cho bọn chúng. Không thể nào bỏ qua được, cứ làm đi, không cần phải sợ ông Kha Phù gì đó. Hoàng Thiên nói với Lã Việt vào lúc này với giọng điệu bình tĩnh. Nghe xong, lã việt giật mình vội nói nhỏ với hoàng thiên anh hoàng chẳng lẽ anh không biết ông kha phù sao hoàng thiên nhíu mày xem ra thể không trấn an lã việt ha ha tôi thật sự là nhìn không ra chỉ một gã không có gì đặc biệt mà khiến lã việt nghe lời như vậy lúc này lăng thanh trúc mỉm cười đi tới chỗ hoàng thiên một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt phả vào lỗ mũi hoàng thiên đúng là người phụ nữ này thật sự rất ngon và có sức quyến rũ chết người đối với đàn ông Cậu nhóc, hôm nay tôi ở đây, cậu đừng mơ động được vào Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Tiến. Chuyện này đã kết thúc, cậu có thể đi. Lăng Thanh Trúc nói với Hoàng Thiên. Nhìn Lăng Thanh Trúc coi mình không ra gì, Hoàng Thiên cảm thấy thật buồn cười. Cô thực sự nghĩ rằng chống lưng của cô đủ mạnh rồi sao? Đúng vậy, tốt hơn hết cô nên đừng nói những điều vô nghĩa với tôi, nếu không tôi sẽ gọi cho anh Kha Phù, như vậy thì kết cục của cậu sẽ rất tệ đấy. Lăng Thanh Trúc giễu cợt nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt như nhìn thấy thứ thấp kém. Nhìn thấy bộ dạng Lăng Thanh Trúc ngạo mạn, Trịnh Hiếu Phong lúc này mới cảm thấy thoải mái, mặc quần vào rồi đi tới. Cô họ, cô không thể tha cho Hoàng Thiên dễ dàng như vậy, cô phải để cho lã Việt thiến Hoàng Thiên. Trịnh Hiếu Phong nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc chừng mắt nhìn Trịnh Hiếu Phong và không nói gì. Dù sao cô ta cũng là người phụ nữ ở cùng ông Kha Phù, có chút hiểu biết đương nhiên cô ta cũng thấy Lã Việt bảo vệ cho Hoàng Thiên đến mức nào. Liệu người có thể khiến Lã Việt phải kính nể như vậy lại là một người bình thường sao? Và lại Lã Việt không phải là người ăn chay, trong trường hợp hôm nay, Lã Việt đã phái hết đàn em thân tín ra rồi. Hoàng Thiên lúc này mới nhìn đến Trịnh Hiếu Phong đang tự đắc, mày đã lau mông chưa mà mặc quần vào. Cái quái gì? Trịnh Hiếu Phong vừa xấu hổ vừa khó chịu, vừa rồi vì quá sợ hãi nên đã đi ngay tại chỗ, nếu chuyện này lan ra chẳng phải mọi người sẽ cười nhạo hắn ta sao hoàng thiên mày giỏi lắm tao luôn cho rằng ngươi là đồ phế vật nhưng ta chưa từng nghĩ rằng mày sẽ thu phục được lã việt chỉ tiếc là có cô họ tao ở đây lã việt không dám làm gì hết trịnh hiếu phong cố ý nói sau đó nhìn về phía lã việt lã việt biết điều thì mau xử lý hoàng thiên giúp tôi nếu không ông xế phải gánh hậu quả nhìn thấy trịnh hiếu phong dám thách thức bản thân như vậy Lã Việt cảm thấy rất tức giận. Nếu không có Lăng Thanh Trúc ở đây, ông đã khiến Trịnh Hiếu Phong không mở nổi miệng nữa. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó vững vàng như núi, lúc này trên mặt lạnh lùng kiêu ngạo không có biểu hiện gì. Sắc mặt không rõ vui hay buồn. Lã Việt nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, trong lòng thầm thán phục. Có vẻ như cậu chủ Hoàng trong tương lai sẽ làm nên chuyện lớn. Trước tình hình này, tâm lý của mình cực kỳ căng thẳng, nhưng anh Hoàng lại thản nhiên như vậy. Lã Việt trong lòng kinh ngạc, cuối cùng quay đầu lại, nói nhỏ với Hoàng Thiên nói, anh Hoàng, anh xem. Hoàng Thiên liếc nhìn Lã Việt, ông không tin tôi sao? Trái tim Lã Việt run lên, ông đã cảm thấy rất rõ ràng Hoàng Thiên đã rất không hài lòng với màn trình diễn của mình. Lấy hết mọi thứ của mình ra, chơi một canh bạc. C. Lã Việt nghiến răng nghiến lợi, ông quyết định đánh bạc một lần, đánh cược rằng chống lưng của Hoàng Thiên còn hơn ông Kha Phù. Nếu thắng canh bạc này, tương lai của ông sẽ rực rỡ nếu thua canh bạc ông sẽ mất đi chỗ đứng trong toàn tỉnh trịnh hiếu phong anh hoàng là người mà mày không có khả năng xúc phạm mày nên thừa nhận đi lã việt vừa nói vừa năm lấy cổ áo của trịnh hiếu phong đánh liên tiếp mười mấy cái vào mặt trịnh hiếu phong ách lã việt tên khốn kiếp mày muốn chết sao trịnh hiếu phong hét lên khi bị đánh tới tấp mặt sưng như hai cái bánh bao hấp lớn và ba chiếc răng bị gấy dừng lại Lăng Thanh Trúc hét lên, đi tới, nắm lấy cánh tay Lã Việt, Lã Việt, ông không nể mặt Kha Phù nữa đúng không? Cút đi! Lã Việt đẩy Lăng Thanh Trúc ra. Lăng Thanh Trúc bị đẩy ngã ngồi dưới đất, tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô ta không ngờ Lã Việt dám động đến cô ta, đây không phải là tìm chết sao? Kha Phù mau đến cứu em, em sắp bị đánh chết rồi. Lăng Thanh Trúc vừa khóc vừa khóc và nói chuyện điện thoại với ông Kha Phù. Lúc này, ông kha phù đang tận hưởng trong một câu lạc bộ cao cấp ở bắc ninh lần này ông ta đến bắc ninh cùng với lăng thanh trúc nhân lúc lăng thanh trúc đến thăm em họ trịnh tiến kha phù đã tạm nghỉ lịch trình bận rộn của mình khi nghe tin người yêu mình bị đánh thì cực kỳ tức giận ông kha phù đột nhiên tức giận ai đánh em hắn ta không muốn sống sao là lã việt anh kha phù anh nhất định phải trả thù cho em anh đến ngay kha phù cúp máy hừ ông đây đến ngay mày chờ chết đi là vừa sau khi lăng thanh trúc gọi xong thắt lưng của cô ta trở nên cứng lại và cô ta đứng dậy và nhìn chằm chằm vào lã việt lã việt đáy lòng cũng hơi bất an nhìn hoàng thiên nghĩ anh hoàng anh đừng để tôi thất vọng nếu không tôi chết chắc trịnh hiếu phong bị đập đầu như lợn khi nghe tin kha phù đến hắn ta cũng rất vui mừng lã việt mày lập tức quỳ trên mặt đất cho tao đánh lại nếu không anh họ của tao tới mày chết chắc Quỳ con em mờ sao mày ấy." Lã Việt chửi và tát vào mặt Trịnh Hiếu Phong một lần nữa. Trịnh Hiếu Phong nhìn rất thảm, miệng hắn ta nhếch lên và máu chảy xuống khóe miệng. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Trịnh Hiếu Phong, không khỏi mỉm cười. Đây chính là kết cục của hắn ta khi gây sự với anh. Có vẻ như Lã Việt vẫn rất bạo dạn. Lúc này Lã Việt không có lo lắng, mở cung không quay đầu lại, ông lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên vô điều kiện anh hoàng xử lý trịnh tiến thế nào đây lã việt hỏi hoàng thiên hoàng thiên liếc nhìn trịnh tiến đang run rẩy lửa giận bỗng bùng lên vợ anh lúc đó tuyệt vọng như thế nào nếu không được lã việt báo cáo kịp thời vợ anh đã bị trịnh tiến hủy hoại nghĩ đến đây hoàng thiên lạnh giọng nói cắt đứt hai chân ông ta sau này ông ta không thể rời khỏi xe lăn được lã việt đồng ý nhặt một thanh sắt trên mặt đất lên và sải bước về phía trịnh tiến xin ông Tư Long tha mạng cho tôi, ông không thể làm thế này với tôi được. Trịnh Tiến sợ hãi hét lên, thấy Lã Việt không buông tha mình, ông ta nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên, anh Hoàng, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tôi biết mình đã sai, và tôi sẽ không bao giờ xúc phạm anh nữa. Ông vẫn còn lần sau nữa à? Hoàng Thiên đá Trịnh Tiến. Lã Việt không trần chờ chút nào, lập tức đánh gãy hai chân Trịnh Tiến, đối với ông, loại chuyện này là chuyện bình thường tiếng hú thảm thiết của trịnh tiến vang lên khắp sảnh tầng 1. Vài giây sau, trịnh tiến ngất xỉu tại chỗ vì đau đớn. Trịnh Hiếu Phong hai chân sợ tới mức ngồi trên mặt đất không dám nói lời nào. Lăng Thanh Trúc tái mặt vì tức giận, chỉ vào Hoàng Thiên và Lã Việt mắng, phản rồi, phản rồi, các người sẽ sớm hối hận. Thanh Trúc, em nói đúng, bây giờ bọn chúng sẽ phải hối hận. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lớn. Ngay sau đó, một người đàn ông mập lùn đi tới, chống tay sau lưng. Kha Phù Lăng Thanh chúc vẫn thắt lưng chạy tới, ôm lấy cánh tay Kha Phù khóc như mưa. Kha Phù, anh phải làm chủ người ta, người ta bị mấy gã này bắt nạt tức chết rồi, hu hu hu. Sắc mặt Kha Phù trầm xuống, toàn thân phát ra khí thế khiến người khác khiếp sơ, tràn ngập một cảm giác khiến người ta ớn lạnh. Ông ta chỉ mang theo bốn người, nhưng không ai trong hơn một trăm người của Lã Việt dám ngăn cản ông ta chỉ ba chữ ông kha phù cũng đủ khiến vô số người trong thành phố phải biến sắc mặt đừng lo lắng bảo bối anh sẽ xử lý những kẻ bắt nạt em kha phù vội vàng nói sau đó dẫn lăng thanh trúc đến chỗ hoàng thiên và lã việt lăng thanh trúc lúc này rất ngạo mạn cong cái miệng nhỏ nhắn chỉ vào lã việt anh lã việt dám đẩy em hiện tại cái mông của em còn đau anh xử lý hắn ta trước đi nói xong ánh mắt lăng thanh trúc rơi vào hoàng thiên về phần tên họ Hoàng này, hôm nay hắn a nói sẽ thiến cháu trai của em, họ của em, em sẽ tự mình biến hắn ta thành thái giám. Sau khi Lăng Thanh Trúc nói xong điều này, cô ta mỉm cười với Hoàng Thiên, chờ xem biểu cảm phản ứng chống đối của Hoàng Thiên. Nhưng ngoài ý muốn của cô, Hoàng Thiên hoàn toàn không có chút gì sợ hãi, ngược lại vẻ mặt rất lãnh đạm. Cô không sợ gia tộc họ Hoàng sao? Còn tưởng rằng tôi đây đang dọa cậu sao? Lăng Thanh Trúc không khỏi tức giận, theo suy nghĩ của cô ta hoàng thiên một chút cũng không coi trọng cô vậy thì cô tới đi hoàng thiên bị cô ả này làm cho thích thú hai tay đưa ra ra hiệu cô mau làm đi cậu thực sự nghĩ rằng tôi không dám lăng thanh trúc run lên vì tức giận và giật con dao găm từ người của lã việt bàn tay đã chạm tới thắt lưng của hoàng thiên con mẹ nó hoàng thiên trợn tròn mắt nhìn tư thế này ả à yêu tỉnh này thật sự muốn ra tay trái tim của lã việt dường như muốn nhảy ra khỏi từ cổ họng sông lớn sóng to đều đã được trải qua nhưng kha phù đang ở trước mắt uy lực của hắn như một ngọn núi đè lên lã việt khiến hắn không thở nổi sức mạnh của kha phù là khó đoán được nhất lã việt nhìn chằm chằm kha phù không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chỉ là nàng gấu lăng thanh trúc càng ngày gan càng lớn cho nên bây giờ còn muốn thiến cậu chủ họ hoàng bây giờ phải làm sao mới phải lã việt đổ mồ hôi lạnh hắn sẵn sàng liều mạng ở chỗ này nhưng đây là địa bàn của kha phù Thật sự quá khó khăn. Cậu, cậu là cậu chủ nhà họ Hoàng, lúc này, vẻ mặt của Kha Phù tràn đầy khiếp sợ, chẳng trách vừa rồi Hoàng Thiên cũng không có chút sợ hãi nào đối với hắn. Tay Lăng Thanh Trúc vừa chạm vào thắt lưng của Hoàng Thiên thì dừng lại. Chuyện này là sao đây? Hình như Kha Phù có quen biết với gia tộc họ Hoàng. Kha Phù, anh biết hắn? Lăng Thanh Trúc ngạc nhiên hỏi Kha Phù, tất cả sự chú ý bây giờ của Kha Phù là Hoàng Thiên. Nào còn tâm trí mà để ý tới Lăng Thanh Trúc, nhịp tim của hắn giờ đập thình thịch. Mấy ngày trước, quản gia Trần còn gọi và nói với hắn rằng cậu chủ nhà họ Hoàng đang ở thành phố Hà Nội, sau này có thể chiếu cố tới hắn. Quản gia Trần cũng nói với hắn ta rằng hắn ta không được tiết lộ thân phận của Hoàng Thiên, bởi vì cậu chủ không muốn bị quấy rầy quá nhiều. Và ông ấy cũng gửi cho hắn một tấm hình của Hoàng Thiên, hắn đã sớm ghi nhớ dáng vẻ của Hoàng Thiên vô số lần. Đừng chỉ thấy Kha Phù tinh thông tai mắt ở đất hà nội này so với thế lực nhà họ hoàng kha phù chỉ là con kiến dưới chân có thể liên quan đến nhà tai to mặt lớn là điều kha phù luôn luôn mơ ước hắn làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy cho nên vì vậy kha phù đã mong muốn tìm được chu thiên nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này hoàng thiên cũng rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của kha phù chẳng lẽ cái tên này lại quen biết anh xin chào anh thiên người phụ nữ của tôi không phải người hiểu chuyện anh chắc là không cần so đo với cô ấy. Kha phù chảy mồ hôi lạnh, trên mặt tràn đầy ý cười, khuôn mặt giãn ra hết mức nhìn như đóa hoa cúc. Ngay khi Kha Phù nói những điều đó, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Thân phận của Kha Phù là gì? Hắn mà dậm chân một cái cả thành phố cũng phải run lên. Lã Việt là một đại ca tuyệt vời, nhưng khi nhìn thấy Kha Phù, hắn ta thậm chí không dám xuất hiện. Nhưng lúc này, Kha Phù giống như một tên người hầu, trước mặt Hoàng Thiên nói chuyện nịnh nọt, nếu như không phải hắn tận mắt chứng kiến. Ai mà có thể tin được? Hoàng Thiên lúc này mới hiểu, Kha Phù hẳn là đã biết thân phận của hắn. Anh Kha Phù, nữ nhân của anh thật hung dữ, còn muốn cắt mất cái đó của tôi. Hoàng Thiên cười lạnh nhìn anh Kha Phù. Tôi thực sự xin lỗi, anh Thiên, đừng tức giận, tôi sẽ phạt cô ấy ngay bây giờ. Kha Phù cúi người xin lỗi với Hoàng Thiên rồi sau đó giơ tay lên dáng cho Lăng Thanh Trúc một cái tát. Kha Phù, anh, Lăng Thanh Trúc sướng sờ, phải biết rằng cô rất giỏi trong việc phục vụ người đàn ông kia, xung quanh Kha Phù có vô số phụ nữ, nhưng cô ấy là người được yêu thương nhất. Không ngờ tới chỉ vì Hoàng Thiên, Kha Phù đã thực sự vứt bỏ cô ở trước mặt mọi người. Cô là cái thá gì? Xin lỗi anh Thiên ngay lập tức. Kha Phù giận dữ hét lên, nhưng lại lén nháy mắt với Lăng Thanh Trúc, ra hiệu cho cô nên thức thời một chút. Lăng Thanh Trúc là một người phụ nữ thông minh, sau một khoảnh khắc suy nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng hoàn hồn. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên này là ai? gia cảnh đáng sợ đến mức độ nào mà còn làm cho Kha Phù phải lo lắng. Đây chắc chắn không phải là người mà cô có thể xúc phạm, với xuất thân của Hoàng Thiên, chỉ cần một giây cũng có thể lấy được cái mạng nhỏ của cô. Nghĩ đến đây, Lăng thành chúc run lên vì sợ hãi, đôi chân dài của cô cũng run lẩy bầy. Anh Thiên, em xin lỗi, em biết mình đã sai. Lăng thành chúc run giọng, cư xử như một con cừu nhỏ trước mặt Hoàng Thiên. Trịnh Tiến vẫn còn hôn mê, nhưng Trịnh Hiếu Phong còn rất tỉnh táo, vào lúc này, trong lòng của Trịnh Hiếu Phong gần như sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Hắn vắt óc cố gắng suy nghĩ không hiểu, làm sao Hoàng Thiên, một kẻ ăn bám vô dụng làm sao có thể biết được Kha Phù. Hơn nữa, Kha Phù trước mặt Hoàng Thiên còn sợ hãi như vậy, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Chú họ, chú có phải bị chiêu trò của Hoàng Thiên làm cho mụ mị đầu óc rồi không? Tên này là một tên nghèo kiết xác, là con rể đến cửa nhà người ta làm phế vật. Trịnh Hiếu Phong không cam lòng hét lên với Kha Phù. Kha Phù đã rất sốc khi nghe được những lời đó, đúng là đồ ngu, có ngu cũng đừng kéo theo ông đây mà chết cùng. Thanh Trúc, nó có phải là cháu họ của cô không? Kha Phù xa sầm mặt mũi chỉ vào Trịnh Hiếu Phong. Vâng, đúng vậy, Lăng Thanh Trúc lô lắng trả lời. Thằng nhóc con, người uất ức cãi nỗi gì? Ai là chú họ của ngươi? Kha Phù kéo Trịnh Hiếu Phong lại vừa nói thầm vừa khiển trách. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Hiếu Phong đã bị ăn hơn 20 cái bạt tai. Đặc biệt Trịnh Hiếu Phong đang muốn tìm tới cái chết, hắn hôm nay chính là không để cho Trịnh Hiếu Phong được sống. Anh Thiên, anh nhìn này, anh có cảm thấy hài lòng không? Kha Phù cười đầy thỏa mãn nhìn Hoàng Thiên. Hài lòng, Hoàng Thiên hừ lạnh một cái. Cuối cùng Trịnh Hiếu Phong đã nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến mức nào, hoàng thiên không phải là tên vứt đi mà chính là diêm vương độc á xê hắn nhanh chóng bỏ tới và quỳ dưới chân hoàng thiên lau nước mũi và khóc anh thiên cầu xin anh tha thứ cho tôi trước kia đều là tôi đã sai tôi không dám động vào vợ anh nữa hoàng thiên nghe xong khẽ nhướng lông mày tốt nhất là không nên nhắc tới lâm ngọc an vợ anh nhắc tới hoàng thiên càng thêm tức giận tôi đã nói rồi những gì hoàng thiên tôi đã nói ra chưa bao giờ thay đổi Trịnh Hiếu Phong giờ cậu tự cắt hay là để tôi giúp cậu?" Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong đảo cặp mắt trắng dã và gần như ngất đi vì sợ hãi. Xem ra Hoàng Thiên sẽ không buông tha cho hắn, thứ quý giá nhất của đàn ông chỉ sợ là khó giữ được. "Anh Thiên, tôi cầu xin anh, xin anh đừng làm vậy, tôi không muốn." "A!" À, Trịnh Hiếu Phong hét lên một tiếng thảm thiết, thứ để nối dõi tông đường đã bị Lã Việt lấy một thanh sắt đập lên. Trịnh Hiếu Phong ngất đi vì đau đớn. Ngài Thiên, sau này nếu anh có chuyện gì cần làm, xin hãy nói cho tôi biết, chỉ cần một cuộc điện thoại tôi sẽ lập tức đến. Kha Phù Nịnh nọt đua ói tay ra, chuẩn bị bắt tay với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Kha Phù một chút, anh đối với người này thật sự không có cảm tình. So với Lã Việt, Kha Phù rõ ràng là quá tầm thường thậm chí là không có sự nhiệt tình bà hào hiệp giống như Lã Việt. Hoàng Thiên vẫn đánh giá cao Lã Việt, nhưng về phần Kha Phù thì chưa thể. Vì vậy Hoàng Thiên không bắt tay Kha Phù, cứ để Kha Phù đứng khô ở đó, là một ông trùm liên tỉnh sao Kha Phù lại có thể mất mặt như vậy? Nhưng hắn không giận Hoàng Thiên, bởi vì hắn không dám. Ngại ngùng rút hay về, Kha Phù nhìn Hoàng Thiên, trên mặt vẫn mang theo ý cười. "Anh Kha Phù, Lã Việt là bạn tốt của tôi, tương lai anh sẽ phải chiếu cố cho hắn thật nhiều." Hoàng Thiên thản nhiên nói, nhưng lời nói bình thường của anh còn quý hơn vàng lã việt cảm động đến mức chảy cả nước mắt với lời nói của hoàng thiên có những lời này mai sau những người ngoại tỉnh hắn còn sợ ai vâng vâng bạn tốt của anh thiên tôi nhất định sẽ chiếu cố cho hắn kha phù liên tục đồng ý sau đó nhìn lã việt nói anh việt sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn lã việt cảm thấy có chút nịnh ngọt hắn chưa bao giờ mơ rằng kha phù lại có thể gọi hắn là anh việt không dám không dám lã việt nhanh chóng lễ phép nói anh thiên anh việt buổi tối tôi mời hai anh đi ăn một bữa hai anh nghĩ có được không kha phù ngập ngừng hỏi hoàng thiên để sau rồi tính hoàng thiên nhàn nhạt trả lời sau đó đi ra ngoài cửa không quay đầu lại nói với lã việt lã việt đem người của anh rút lui hết đi dạ lã việt hưng phấn đồng ý hoàng thiên vội vàng rời đi anh chỉ thấy lo lắng cho lâm ngọc an cho nên nhanh chóng trở về nhà tiêu tấn đã đưa lâm ngọc an và lâm huỳnh mai sớm trở về nhà sau đó đưa đỗ hành đến bệnh viện rồi mới rời đi nhìn thấy hoàng thiên trở về lâm ngọc an cảm thấy hỗn độn trong lòng nếu như hoàng thiên không dẫn lã việt tới cứu cô không thể tưởng tượng hôm nay sẽ có hậu quả như thế nào tuy nhiên làm thế nào mà hoàng thiên lại mời được một nhân vật máu mặt như lã việt đến ngọc an em có bị thương không hoàng thiên đau khổ khi nhìn thấy cánh tay bầm tím của lâm ngọc an lâm ngọc an cảm thấy ấm áp Cô có thể nhìn ra người đàn ông mà cô khinh thường hơn 3 năm qua thật sự yêu thương cô. "Anh rể, hôm nay nhờ có anh sao?" Lâm Huỳnh mai nhẹ giọng nói, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, đồng thời nhận ra trước đây mình đã đối xử quá đáng với người anh rể này. Hoàng Thiên chưa kịp nói thì Trương Lan Phượng ngay lập tức mở cửa quay trở lại. Nhìn thấy Hoàng Thiên, lửa giận của Trương Lan Phượng không thể bị dập tắt. Bốp, bước nhanh về phía trước Trương Lan Phượng dành cho Hoàng Thiên một cái bạt tai hoàng thiên bị đánh đến choáng váng nghĩ không biết bà mẹ vợ này là vì cái gì nữa hoàng thiên thực sự suy sụp vì bị tát vô cớ mẹ có chuyện gì vậy hoàng thiên yếu ớt hỏi cậu bị sao vậy cậu không biết mình đã làm sai cái gì sao trương lan phượng một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mũi hoàng thiên tôi đã làm sai chuyện gì hoàng thiên vẻ mặt thất thần anh vừa mới cứu hai đứa con gái của bà ra khỏi miệng cọp con giả bộ ngây ngốc cậu và Đường Lương Hạnh cùng nhau lén lút gặp mặt, tưởng rằng tôi không biết sao?" Trương Lan Phượng hỏi Hoàng Thiên, khi bà còn ở nhà mẹ đẻ của mình, Trần Giang đã đưa ra những lời giải thích, Trương Lan Phượng đã bị thuyết phục, vì vậy bà không thể chờ đợi thêm nữa, mau chóng quay về nhà để xé nát Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời. "Mẹ, con không có quan hệ như vậy với Đường Lương Hạnh, chỉ là quen biết." "Chỉ quen biết? Ha ha, bây giờ cậu nói dối mà mặt không đỏ cũng không trắng?" thế tôi hỏi cậu nếu cậu không có chuyện gì với đường lương hạnh lần trước ở nhà hàng hải sản tại sao cô ấy lại bỏ ra hẳn mấy chục triệu để thanh toán hóa đơn vì cậu ngoài ra cậu còn có thể chỉ đạo cho lương mạnh bắc tại sao cậu lại có khả năng như vậy không phải bởi vì đường lương hạnh là đàn em của lương mạnh bắc cậu với sự giúp đỡ của đường lương hạnh cậu đã thiết lập quan hệ với lương mạnh bắc đúng không trương lan phượng càng thêm tức giận nhìn chằm chằm hoàng thiên hỏi hoàng thiên thực sự là phục không biết ai đã đồn thổi ra những lời thua thiệt này những chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được sức mạnh tin đồn quả thật đáng sợ mẹ nếu mẹ đã hung dữ như vậy con cũng muốn lật bài thực ra con đã nói từ sớm con là thế hệ thứ hai của nhà giàu có hàng đầu và nhà hàng đó là do con mua lại nên đường lương hạnh đã nghe lời con còn nữa lương mạnh bắc là người làm tập đoàn quốc tế toàn cầu là tập đoàn của gia đình con và bây giờ nó thuộc quyền quản lý của con tất nhiên là con cũng có thể chuyển cho lương mạnh bắc quản lý giúp hoàng thiên nói được ra những điều này anh cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều chết tiệt cứ nói ra để trong lòng không tốt lại luôn bị hiểu lầm hoàng thiên hít một hơi dài lúc này mới nghiêm túc nhìn trương lan phượng sắc mặt trương lan phượng hoàn toàn chìm xuống hai mắt tròn xoay nhìn hoàng thiên mẹ mẹ đừng nhìn con lo lắng như vậy tuy là thuộc nhà giàu có nhưng con trước sau như một sẽ luôn đối xử tốt với ngọc an đời này con chỉ yêu mình cô ấy thôi ha 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 trương lan phượng nhịn nửa ngày mới cười bật ra như vậy cậu chính là cậu chủ họ hoàng nhà ở hà nội đó hả đường đường là cậu chủ giống như cậu thế mà tại sao kết hôn cũng không có lễ vật thách cưới còn phải vào đây ở rể người như cậu chủ họ hoàng như cậu còn phải dựa vào con gái tôi dưỡng lão mấy năm em gái của cậu cũng chẳng phải thứ có tiền gì, đến học phí còn phải đi vay mượn để đóng. Ô, cậu nói cậu là cậu chủ nhà họ Hoàng, cậu định lừa ma bịp quỷ hay sao? Cậu mà là cậu chủ nhà họ Hoàng, bà đây là phu nhân của ông chủ nhà họ Hoàng. Trương Lan Phượng càng nói càng mạnh miệng, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Lâm Ngọc An cũng không ngừng lắc đầu, cô cảm thấy đôi khi Hoàng Thiên quá mức không đáng tin cậy. Sự điên rồ và đạo đức giả, anh cũng dám nói ra trên môi anh rể, em vừa mới có ấn tượng tốt với anh, này, anh tại sao lại như thế này? Lâm Huỳnh Mai cũng lắc đầu, không nói nên lời với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không có gì để nói, nói ra cũng không ai tin là sự thật, ngược lại còn bị chế nhạo. Quên đi, sau này có nhắc tới cũng sẽ thua thiệt. Hoàng Thiên lắc đầu không nói gì. Cậu và đường lương hạnh cứ cẩn thận, đừng để tôi bắt được, hừ. Trương Lan Phượng tức giận khít mũi quay về phòng. Ngọc An, anh và Đường Lương Hạnh thật sự không có liên quan. Hoàng Thiên đi tới chỗ Lâm Ngọc An và giải thích với cô. Trên mặt Lâm Ngọc An không có biểu cảm gì, cô chỉ bình tĩnh nói, "Không sao, nếu anh cảm thấy thích hợp với cô ấy thì cứ nói với em, rồi em sẽ cùng anh làm thủ tục." Sau đó, Lâm Ngọc An cũng không thèm nhìn Hoàng Thiên, quay người bước vào phòng. "Em thật sự không nhìn ra, anh thật không thành thật. Tốt nhất đừng làm tổn thương chị gái em, bằng không em không tha cho anh." Lâm Ngọc Anh chừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi trở về phòng. Hoàng Thiên bất lực lắc đầu, không thể nói ra miệng. Buổi tối, Lã Việt gọi điện cho Hoàng Thiên. Lã Việt nói với Hoàng Thiên qua điện thoại rằng Kha Phù muốn mời Hoàng Thiên đi ăn tối, điều này khiến anh rất phiền muộn. Hoàng Thiên nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao ở nhà buồn bực, ra ngoài đi loanh quanh cũng không sao. Vừa đi ra ngoài, anh đã thấy Lã Việt lái chiếc Bentley sớm đợi ở dưới lầu. Trên xe còn có Kha Phù và Lăng Thanh chúc bảo họ nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên. Trước mặt Hoàng Thiên bọn họ cũng vô cùng hèn mọn. Hoàng Thiên tâm trạng không tốt, dọc đường không nói gì. Sau khi đến khách sạn ba sao, Hoàng Thiên theo họ vào một phòng riêng sang trọng. Căn phòng này đã được đặt trước bởi Kha Phù và hắn đang chờ để mời được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, tôi xin nâng ly chúc mừng anh với ly rượu này. Sau này anh hãy chiếu cố nhiều hơn nhé. Kha Phù đứng dậy cúi xuống chúc rượu Hoàng Thiên anh ra, anh không cần căng thẳng như vậy, về sau mọi người đều là bạn bè. Hoàng Thiên phất tay, thẳng thừng nói. Tôi không dám, tôi rất vinh dự được làm con tốt trước mặt của anh Thiên. Kha Phù nhanh nói. Anh Thiên, tôi xin lỗi ngài vì những gì đã xảy ra trước đó, tới đây, tôi cũng sẽ nâng cốc kính ngài một ly. Lăng Thanh Trúc nháy mắt phóng điện bắn Hoàng Thiên. Khi nâng cốc, cô ta còn cố ý xoa xoa cánh tay của Hoàng Thiên. Người phụ nữ này quả nhiên là hồ ly quyến rũ đàn ông, nếu đã tung chiêu thì chỉ làm đàn ông không chịu nổi hoàng thiên bị cô làm cho nóng lên nâng cốc với cô nàng xong anh nói tôi đi vệ sinh một lát anh thiên anh có cần em đi cùng không lúc này lăng thanh trúc đứng lên khoác tay hoàng thiên chết tiệt giúp đi vệ sinh cái quái gì thế hoàng thiên thực sự câm nín nhìn kha phù anh kha cô gái của anh muốn giúp đỡ tôi kha phù thật ra không hề ngại mặc dù lăng thanh trúc là một trong những người yêu thích nhất của hắn nhưng nếu cô ấy thực sự có khả năng quyến rũ Hoàng Thiên, Kha Phù cũng không ngại sử dụng cô ấy để mở đường. Dường như Hoàng Thiên có vẻ không hứng thú, Kha Phù hô khan một tiếng, e hèm, anh đang nói gì về phía tây ngoại ô. Lăng Thanh chúc chán nản quay về chỗ ngồi của mình, Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng riêng đi vào phòng vệ sinh. Nhưng vừa bước đến cửa phòng riêng bên cạnh thì thấy cửa phòng riêng đó liền mở ra, một nam thanh niên đang đứng ở cửa, tay còn lại ôm một người phụ nữ xinh xắn món ăn cuối cùng chậm quá là khách sạn ba mà thế này người đàn ông bất mãn nói sau đó khi nhìn thấy hoàng thiên ông nói một cách giận dữ cậu có phải là người bồi bàn không phục vụ nhanh lên bồi bàn hoàng thiên nhìn bộ quần áo mình mặc hôm nay trong lòng chợt hiểu quần áo của anh hơi giống quần áo của nhân viên phục vụ đang mặc chẳng trách bị người đàn ông này hiểu lầm chỉ định nói rằng anh không phải là bồi bàn người phụ nữ xinh đẹp khoác tay người đàn ông nói Ồ, đây không phải là Hoàng Thiên sao? Hoàng Thiên giật mình, liền liếc nhìn Mỹ nữ. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra, đây không phải là Lý Minh Thủy sao, bạn cùng lớp của anh thời trung họ. C. Lý Minh Thủy là hoa khôi trong lớp khi còn học cấp 2. Trải qua nhiều năm, tuy rằng diện mạo có chút thay đổi nhưng vẫn đẹp như vậy. Không chỉ xinh đẹp mà còn có vóc dáng chuẩn, hồi đó Hoàng Thiên cũng phải lòng cô. Chỉ là lúc đó Hoàng Thiên được Hoàng Phúc Trường nhận làm con nuôi, vì nhà nghèo nên bị bạn học và thầy cô coi thường, làm sao dám theo đuổi hoa khôi lớp người khác? Bạn học cố gặp lại sau nhiều năm, lại là cô gái mà thổi nhỏ đã đem lòng yêu thương, Hoàng Thiên vẫn rất hứng thú. Minh Thủy, thật là trùng hợp. Hoàng Thiên nhìn Lý Minh Thủy xúc động nói. Đúng vậy, cậu vừa đến kịp buổi học lớp. Thật là trùng hợp. Khuôn mặt của Lý Minh Thủy tràn đầy nụ cười, nhưng khi cô ấy nói điều này, cô đã nhìn Hoàng Thiên từ trên xuống dưới nhìn thấy quần áo của hoàng thiên cô không nhịn được trong lòng thầm buồn cười sau bao nhiêu năm bạn học cũ này vẫn nhạt nhẽo như mọi khi dù cậu ta nghèo đến như vậy cũng không thể mặc quần áo đẹp hơn sao cục cưng đây là bạn học cũ của em sao ha ha ăn mặc thế này anh tưởng là bồi bàn người đàn ông vòng tay ôm lý minh thủy chế nhạo với giọng điệu mỉa mai hoàng thiên nhìn thấy sự khinh thường của người đàn ông đối với mình nhưng không thành vấn đề hoàng thiên đã miễn nhiễm vâng ạ à, tử tuyên gia đình bạn học cũ của em rất nghèo và vượt qua điều đó không dễ dàng gì he he hồi đó anh ấy viết thư tình nặc danh gửi cho em nhưng nét chữ đã bị em nhận ra lý minh thủy cười vòng tay qua vương tử tuyên cùng hắn ta chế nhạo thật sao hi hi không lại tưởng là người lập dị bây giờ đã đến đây rồi đi vào ăn uống gì đi vương tử tuyên cười tinh quái thầm nghĩ anh là đồ hèn mọn dám gọi là bạn gái của hắn là minh thủy dám viết cho cô ấy một bức thư tình, nếu hắn ta không làm nhục anh một hồi, hắn sẽ không được gọi là Vương Tử Tuyên. Hoàng Thiên không muốn tham gia vào cuộc vui này, dù sao anh cũng là người thích sạch sẽ. Dù có Lý Minh Thủy, mối tình đầu trước đây và những cảm xúc của tuổi trẻ là không thể thay đổi, nhưng Lý Minh Thủy đã nổi tiếng lẳng lơ từ trước và anh thì đã có vợ rồi. Nhìn Vương Tử Tuyên ánh mắt khinh thường, Hoàng Thiên cười nhạt nói, tôi sẽ không quấy dậy mấy người. Sau đó, Hoàng Thiên chuẩn bị xoay người trở về phòng riêng. "Đừng mà Hoàng Thiên, dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, cậu mà không vào những bạn học khác họ sẽ nghĩ cậu như thế nào." Lý Minh Thủy lúc này lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Giọng của Lý Minh Thủy rất hay, giống như hồi cấp 2 vậy, rất quyến rũ. Trong lòng Hoàng Thiên có chút bối rối, nghĩ lại cuộc sống thời trung học. Nó có thể được mô tả là khủng khiếp, anh bị các bạn trong lớp chế giễu và trêu ghẹo. Vì nhà quá nghèo nên anh được mệnh danh là người kém hòa đồng nhất trong lớp. Theo tiếng mở cửa, Hoàng Thiên liếc nhìn vào trong phòng riêng này. Cả chục bạn nam và bạn nữ, có một số người nhìn xong liền cảm thấy quen thuộc liền có thể nhớ tên của họ trong nháy mắt. "Không được, Minh Thủy, cậu trở lại ăn tối đi." Hoàng Thiên cười nhạt nhìn Lý Minh Thủy. "Ấy, đừng để mọi thứ còn ở trên kệ, nếu không vào kéo xuống tất cả mọi thứ xuống, ai còn nhớ cậu?" Lý Minh Thủy buồn bực nhìn Hoàng Thiên một cái sau đó cùng vương tử tuyên đi về phòng riêng đừng như vậy minh thủy bạn học cố gặp được nhau cũng không dễ dàng gì cả em làm sao không mời người ta đi vào vương tử tuyên giả làm người tốt cười mời hoàng thiên đi vào hoàng thiên thật sự không muốn đi vào hiện tại họp lớp chẳng qua là khoe khoang hẹn gặp mà thôi thực sự rất ít nhớ tới tình bạn giữa các bạn cùng lớp đúng lúc này trong phòng riêng có một người phụ nữ xinh đẹp cao lớn đứng dậy vẫy tay với hoàng thiên có phải là Hoàng Thiên không? Mời vào, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ đó rồi nhận ra, đó là lớp trưởng lớp cấp 2 Tô Lạc Yến. Thời anh còn đi học, lớp trưởng Tô Lạc Yến đối xử với Hoàng Thiên rất tốt. Khi các bạn cùng lớp luôn từ chối anh thì Tô Lạc Yến luôn là người giúp đỡ và không bao giờ coi thường anh vì gia đình anh nghèo. Tô Nhiên, cô cũng ở đây. Hoàng Thiên nở một nụ cười nhạt rồi bước tới. He he, xem ra vẫn là nể mặt Tô Nhiên nha. Tôi và Từ Tuyên khuyên nửa ngày mà không chịu đi vào. Lý Minh Thủy nói với mọi người. Nhưng mọi người có thể cảm thấy rằng trong những lời nói của Lý Minh Thủy thật sự chua chát. Vài bạn học có mặt nhìn thấy Hoàng Thiên, thậm chí còn không đứng dậy chào hỏi, trên mặt lộ ra một chút diễu cợt. Hoàng Thiên không khỏi cười khổ khi nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lúc này trông như thế nào thì vẫn như trước đây nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Nhưng không quan trọng, Hoàng Thiên không quan tâm. Hoàng Thiên còn chỗ ngồi ở đây cậu qua ngồi ở đây tô lạc yến chấp chấp đôi mắt to đẹp chân thành mời hoàng thiên ngồi bên cạnh hoàng thiên gật đầu và ngồi bên cạnh tô lạc yến ồ sao lại có mùi lạ thế này lúc này cô gái phía bên kia hoàng thiên chợt lên tiếng vừa xua tay tố huệ chịu khó một chút đi có lẽ hoàng thiên đã không chuẩn bị nên đã nhiều ngày không tắm lý minh thủy cười khúc khích nói đùa khi cô ấy nói điều này tất cả mọi người có mặt ngoại trừ tôn lạc yến đều cười hoàng thiên liếc nhìn tố huệ bên cạnh cảm thấy thật không nói nên lời mặc dù anh mặc quần áo khá bình thường nhưng vệ sinh cá nhân của anh luôn tốt anh tắm mỗi ngày sao có thể khiến cô ấy thấy có mùi hôi thật ra tố huệ không thích ngồi cạnh hoàng thiên lúc này cô rời ghế sang một bên và cách xa hoàng thiên mấy người đàn ông nhìn thấy tố huệ làm như vậy cũng âm thầm cười một tiếng tô lạc yến sợ hoàng thiên cảm thấy lúng túng sau đó mỉm cười và nói hoàng thiên chúng ta đã không gặp cậu trong nhiều năm, nào, hãy đến nâng ly. Tô Lạc Yến vừa nói vừa rót một ly rượu cho Hoàng Thiên. Rồi anh nâng ly rượu, Hoàng Thiên cười với cô, cạn ly. Hai người cùng ly, uống một hớp bia. Những người đàn ông có mặt cảm thấy hơi khó chịu, Tô Lạc Yến và Lý Minh Thủy là người đẹp nhất ở đây. Lý Minh Thủy đã có chủ, nhưng Tô Lạc Yến vẫn còn độc thân nên họ đều có ý đồ với Tô Lạc Yến. Nhìn thấy Tô Lạc Yến nâng đỡ Hoàng Thiên nhiều như vậy, những người này cảm thấy không vui lúc này một bạn học nam cười hì hì hỏi hoàng thiên hoàng thiên cậu đang làm công việc gì vậy hiện tại tôi không có việc làm hoàng thiên thành thật đột nhiên những người có mặt thở dài đặc biệt là vương tử tuyên nhìn hoàng thiên cười nói không sai khi mà cậu ta ăn mặc như bồi bàn hóa ra là một kẻ lang thang tử tuyên anh đừng nói người ta như vậy em nghĩ quần áo của cậu ta khá cá tính lý minh thủy nói với một nụ cười hoàng thiên cậu không thể tiếp tục như thế này nếu nhà cậu nghèo và cậu không đi làm vậy cậu quá thiếu ý chí đừng nói vậy với hoàng thiên con gà còn có cách đi tiểu riêng của nó tôi không thấy mà không chết đói khi không đi làm việc hai người bạn nam khác bắt đầu nói chuyện một cách kỳ lạ tố huệ bật cười khi nghe điều này và cố ý cao giọng các cậu vẫn chưa biết nghe nói hoàng thiên đã cưới vợ và đi ở rể vợ cậu ấy vẫn là quản lý của một công ty nhỏ nên có thể nuôi cậu ấy sao ở rể không phải là ăn bám vợ sao hoàng thiên có thật vậy không cậu thật sự ăn bám vào vợ gà mọi người bàn tán nhau bọn họ đối với hoàng thiên càng khinh bỉ nhiều hơn bị coi thường hoàng thiên liền hối hận đã đi vào đây là cuộc hội ngộ gì rõ ràng là cuộc họp xét xử công khai nhìn thấy hoàng thiên không phản tuyên vương tử tuyên biết đó là thật ha ha anh nói này minh thủy bạn học em thật là tốt dựa vào phụ nữ mà được ăn cơm anh rất hâm mộ cậu ấy. Sau đó Vương Tử Tuyên cũng nắm một nắm đấm hướng trước mặt Hoàng Thiên diễu cợt. Được rồi, Tử Tuyên, đừng vạch trần khuyết điểm của người ta. Nếu cậu ta mà có gia thế thượng đẳng như anh, cậu ta sẽ không phải đi ăn bám vào vợ. Lý Minh Thủy khoác tay Vương Tử Tuyên, ngưỡng mộ bạn trai. Khi Vương Tử Tuyên nghe Lý Minh Thủy đề cập đến gia thế của mình, hắn ngay lập tức rất tự hào. Cha hắn là một nhà thầu và kiếm được hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm được rồi chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa được không tô lạc yến không nghe được nữa liền đứng dậy nói lớn vương tử tuyên lắng nghe một lúc nhưng hắn nhanh chóng trở lại trạng thái cười đùa tô lạc yến tôi thấy chủ đề này khá hay nhìn xem mọi người vui vẻ thế nào mọi người sau khi nghe xong đều bật cười quả nhiên là như lời vương tử tuyên cười nhạo hoàng thiên khiến bọn họ cực kỳ vui vẻ vui vẻ mọi người lấy niềm vui từ nỗi khổ của hoàng thiên Tô Lạc Yến tức giận hỏi Vương Tử Tuyên. Khi Hoàng Thiên nhìn thấy Tô Lạc Yến bảo vệ mình theo cách này, anh không thể không nghĩ đến thời cấp 2 của mình, khi anh bị bắt nạt Tô Lạc Yến đã từng ngăn chặn những người bạn cùng lớp bắt nạt anh. Khi Lý Minh Thủy nhìn thấy Tô Lạc Yến như vậy, cô ngay lập tức không vui. Nhìn Tô Lạc Yến, cô liền nói, "Tô Lạc Yến, cậu làm sao vậy? Cậu vì mấy câu trêu đùa như vậy mà chọc giận bạn trai của mình sao? Đến mức phải thế sao?" vương tử tuyên lúc này cười đắc ý vẫy tay ra hiệu cho lý minh thủy đừng cãi nhau với tô lạc yến sau đó hắn nói tô lạc yến tôi cũng không làm cho hoàng thiên đau khổ tôi chỉ đang phơi bày một sự thật gia đình của hoàng thiên rất nghèo vậy tại sao cậu ta không nói cho tôi biết mọi người nói xem tôi nói đúng không đúng đúng vương tử tuyên nói không sai rất nhiều người tán thành lời nói của vương tử tuyên nhìn hoàng thiên xem thường vương tử tuyên rất hài lòng đứng dậy lắc đầu đến gần hoàng thiên đừng bực tức hoàng thiên ai bảo cậu không biết đi đầu thai còn đầu thai vào nhà nghèo ha ha kiếp sau cậu nên cố gắng chọn lựa một chút đi từ nay đừng gọi bạn gái của tôi là minh thủy minh thủy người như cậu có thể gọi như vậy sao hoàng hiên nhìn vương tử tuyên anh thật sự không nói nên lời anh vốn dĩ không định cùng những người này so đo nhưng vương tử tuyên này còn ở trước mặt dậy đời nhtl vương tử tuyên anh rất biết cách đầu thai, nhà anh thật sự giàu có sao. Hoàng Thiên cười nhạt hỏi Vương Tử Tuyên. Vương Tử Tuyên tức giận đưa chừng mắt nhìn Hoàng Thiên, cho rằng tên này cũng gan lắm, rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, còn dám chọc vào hắn. Cậu ta vẫn còn cười được. Tố Huệ ở một bên chế nhạo, nói, lời này mà cậu còn dám hỏi, cậu có biết nhà Vương Tử Tuyên có bao nhiêu tiền không? Nói ra khéo dọa chết cậu. Ồ, vậy tôi muốn nghe xem, nhà anh ta có bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên cười một tiếng, Tố Huệ cũng cao hứng, hâm mộ nhìn Vương Tử Tuyên nói, nhà Vương Tử Tuyên, họ ít nhất cũng có mấy trăm tỷ đồng. Cha anh ta là chủ thầu, mỗi năm kiếm được tiền tỷ. Ai mà được gả vào nhà Vương Tử Tuyên thì là một người cực kỳ tốt số. Thật tiếc vì số phận tôi chưa đủ may mắn, Tố Huệ nói, lắc đầu tiếc nuối. Thật khủng, Hoàng Thiên lộ vẻ kinh ngạc, Lý Minh Thủy tràn đầy tự hào, cô ta đứng dậy nhìn Hoàng Thiên và nói thêm cậu có nghe nói đến dự án công viên nước phía tây ngoại ô chưa? Đó là một dự án lớn với vốn đầu tư 3.500 tỷ. Cha của Vương Tử Tuyên có một gói thầu nhỏ ở đó. Một phần nhỏ của dự án, cậu có biết có thể kiếm được bao nhiêu chỉ từ dự án nhỏ này không? Không đợi Lý Minh Thủy dứt lời Vương Tử Tuyên liền chen vào, he he, Minh Thủy, đừng nói với cậu ta nữa, em mà dọa chết cậu ta, anh cũng không biết xử lý thế nào đâu. Ha ha, đúng nha Minh Thủy. Đối với Hoàng Thiên, tiền giống như là con số thiên văn sẽ dọa cậu ta đau tim mà chết. Tố Huệ cười nghiêng ngả, những người khác đều cười, họ cảm thấy bữa tiệc hôm nay thực sự không vô ích, thật là vui vẻ. Vương Tử Tuyên, nói cho chúng tôi biết nhanh đi, cha cậu có thể kiếm được bao nhiêu từ những dự án mà ông ấy đã thực hiện. Một bạn học nam trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, và tất nhiên cậu ta cũng là kẻ su nịnh. Khi Vương Tử Tuyên nhìn thấy mọi người đều tò mò và ghen tị như vậy, hắn càng cảm thấy tự hào. He he, thực ra tôi cũng không kiếm được bao nhiêu, chỉ 100 tỷ thôi. Chà, 100 tỷ sao? Vương Tử Tuyên, bố cậu quá giỏi. Tôi ghen tị với Vương Tử Tuyên vì có gia đình rất giàu có và lại có một người bạn gái xinh đẹp như Lý Minh Thủy, cậu chính là một người thành công trong cuộc sống. Một số bạn học nam tân bốc, nhưng tất cả họ đều mang theo ý đố kỳ và ghen tị. Lúc này Tố Huệ bước tới chỗ Vương Tử Tuyên, tò mò hỏi, Vương Tử Tuyên, tôi nghe nói ông chủ của dự án công viên nước phía tây thành phố là cậu chủ nhà họ hoàng ở hà nội có thật vậy không vương tử tuyên đối với những lời này lại càng thêm kiêu ngạo hắn cười với tố huệ một cái rồi nói chính xác kéo không thì còn ai có thể đầu tư số tiền lớn như vậy được oa thật tuyệt nghe nói cậu chủ nhà họ hoàng cực kỳ cực kỳ giàu cầu mong thần phù hộ cho tôi có thể gặp được cậu chủ nhà họ hoàng tôi nhất định sẽ quyến rũ hẳn và kết hôn với người giàu có tố huệ nhìn như một đứa ngốc đang nằm mơ có thể gặp được cậu chủ nhà họ hoàng hoàng thiên xem cảnh này thật sự nhịn không được nở nụ cười tố huệ này có thể nghĩ ra những thứ đẹp đẽ đến mức hoang tưởng tố huệ tuy có dáng người đẹp nhưng cũng chỉ ở mức trung bình chưa kể anh đã có vợ rồi cho dù là độc thân cũng không muốn người như tố huệ lý minh thủy ngay lập tức mỉm cười khi tố huệ nói những điều này tố huệ mong ước của cậu sẽ được thực hiện cậu có thể gặp được cậu chủ nhà họ hoàng cái gì tố huệ đầy phấn khích nhìn lý minh thủy giám đốc của dự án công viên nước là đặng nam có quen biết với vương tử tuyên hãy nhờ đặng nam giúp cậu giới thiệu với cậu chủ họ hoàng sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp lý minh thủy mỉm cười thật sao chuyện đó đặng nam quen biết cậu chủ nhà họ hoàng tố huệ kích động đến mức không thể ngồi yên liền hỏi vậy cậu nghĩ sao đặng nam là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn quốc tế toàn cầu và ông chủ của tập đoàn quốc tế toàn cầu là cậu chủ nhà họ Hoàng Lý Minh Thủy giới thiệu với Tố Huệ. Oa, thật tuyệt, Minh Thủy, nếu cậu thực sự giúp tôi gặp được cậu chủ nhà họ Hoàng, tôi thậm chí sẽ mời bạn ăn một tháng. Tố Huệ mong đợi và phấn khích. Chuyện nhỏ, đều nằm trong khả năng của tôi Lý Minh Thủy võ vỗ ngực vương tử tuyên sau đó nói, anh yêu, anh bây giờ có thể gọi điện thoại cho Đặng Nam và gọi hắn đến đây được không? Vương tử huyên nghe xong, nở nụ cười, hắn vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người khác đối với bản thân mình. Dù sao chuyện quen biết giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn như Đặng Nam cũng là chuyện rất đối vinh dự. Chuyện nhỏ, bà tôi đang lo dự án này dù sao cũng phải nhờ tới Đặng Nam, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay. Vương Tử Tuyên nói xong liền gọi điện cho Đặng Nam. Hoàng Thiên một mực không lên tiếng, hắn cũng không cần nghiêm túc nhìn mấy con ếch ngồi đáy giếng này. Tuy nhiên, những lời nói cuối cùng của vương tử tuyên đã khiến hoàng thiên giữ vào trong lòng lạc cương đang giúp cha của vương tử tuyên lấy tiền từ dự án nếu vậy thì đã thu được không ít lợi ích nếu đặng nam thật sự lợi dụng chức quyền để tiếp tay giúp cha của vương tử tuyên kiếm tiền bẩn từ trong dự án thì hoàng thiên thật sự không thể để yên cho anh ta được ai cũng biết rằng tất cả tiền bạc tham nhũng đó đều là rút từ trong túi của hoàng thiên chẳng mấy bao lâu vương tử tuyên cúp điện thoại đắc ý nói ok anh Đặng Nam đã đồng ý đến đây. Thật sự tầm ảnh hưởng của Vương tử Tuyên quá lớn, một cú điện thoại mà mời được một nhân vật tầm cỡ đến đây. Hai bạn học nam vuốt đuôi nịnh bợ, giống như Hoàng Thiên, Tô Lạc Yến im lặng từ đầu đến cuối. Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Vương tử Tuyên lúc này, Tô Lạc Yến cắn chặt môi, sắc mặt rất xấu. Hoàng Thiên chú ý tới, sau đó trầm giọng hỏi Tô Lạc Yến, "Lạc Yến, cậu có chuyện gì sao?" Tô Lạc Yến nhẹ thở dài, sau đó do dự liền ghé vào tai Hoàng Thiên nói nhỏ, thực ra, dự án do gia đình Vương Tử Uyên đảm nhận lẽ ra phải thuộc về gia đình mình. Hoàng Thiên đột nhiên sửng sốt. Nhưng anh vẫn nhớ khi còn học cấp 2, gia đình Tô Lạc Yến có điều kiện rất tốt, anh còn nghe nói dưới tay ba cô có một đội xây dựng, chuyên phụ trách một số công trình trong thành phố. Hoàng Thiên cuối cùng cũng ghé tai Tô Lạc Yến nói, ý của cậu là Đặng Nam đã sử dụng chuyện tư để giao quyền xây dựng của nhà của bạn cho nhà của Vương Tử Tuyên. Là như này, những công trình đã được cha tôi đấu thầu thành công nhưng mà cha của Vương Tử Tuyên đã hối lộ tiền cho Đặng Nam và giành lấy dự án. Tô Lạc Yến thì thầm vào tai Hoàng Thiên. Sau khi phàn nàn về những cay đắng này, Tô Lạc Yến liền thở dài một cái. Trong lòng Hoàng Thiên thật sự đã đoán đúng, xem ra Đặng Nam thật sự đã ăn hối lộ và bắt mối với cha của Vương Tử Tuyên. Nhìn thấy vẻ buồn giàu của Tô Lạc Yến, Hoàng Thiên an ủi cô, Lạc Yến, đừng lo lắng, những dự án xây dựng đó sẽ thuộc về ba cậu. Gia đình nhà họ Vương sẽ không được tiếp tục tiếp nhận nó nữa. Sao, lần này Tô Lạc Yến sửng sốt, cô cũng quên ghé vào tai Hoàng Thiên nói chuyện, trực tiếp hét lên. Tiếng hét của cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. "Ồ, mọi người nhìn xem, Hoàng Thiên đã tận dụng cơ hội của chúng ta không để ý để nói chuyện riêng với Tô Lạc Yến tố huệ nói một cách kỳ quái." Lý Minh Thủy cũng cười nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cậu đúng là một người phong lưu lãng mạn, không phải trước đây cậu nhất định chỉ yêu thích một mình tôi sao? Sao bây giờ lại quay sang thích Tô Lạc Yến rồi? He he, cậu thì biết cái gì, kẻ ăn bám dĩ nhiên phải tìm cho mình thật nhiều phao cứu trợ, phải tìm thật nhiều phụ nữ có thể nuôi hắn tố huệ chế nhạo. Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Tô Lạc Yến tức giận đứng lên. Hoàng Thiên kéo cô nói, Lạc Yến, cậu không cần phải so đo với họ. Lần này Tô Lạc Yến thực sự tức giận, vốn cô đã rất chán nản khi nhìn thấy Vương Tử Tuyên khoe ra dự án, vậy mà Tố Huệ và Lý Minh Thủy còn kẻ tung người hướng ở đây. Chật chật, gọi đó là tình cảm lạ lùng và cũng là đợi để mọi người vui vẻ thôi, tôi nói này Hoàng Thiên, bản chất của đàn ông chính là thích những cô gái xinh đẹp, nhưng cậu cũng phải biết tự lượng sức mình. Một người đàn ông nghèo như cậu làm sao có thể còn có ý đồ tán đổ tô lạc yến. Vương Tử Huyên nhìn chằm chằm Hoàng Thiên châm chọc hắn ta vỗ vai Hoàng Thiên nhưng như thể đó là một cái tát vào mặt. Từ nhỏ Hoàng Thiên đã rất ít nói đối với những hành động này anh càng im lặng. Vương Tử Tuyên thật sự quá kiêu ngạo. Vương Tử Tuyên nói, những người nghèo hèn như vậy làm sao mà có cửa với người đẹp Tô Lạc Yến. Tôi đây lương tháng 80 triệu đồng còn không dám mơ tưởng. Đúng là cái loại người không mặt mũi, không có tự trọng. Vài người đàn ông chế nhạo Hoàng Thiên, anh nói chuyện với Tô Lạc Yến khiến bọn họ rất bất mãn hoàng thiên chúng ta đi ra ngoài đi tô lạc yến không thể chịu đựng nổi nữa lúc này cô nắm lấy tay hoàng thiên muốn kéo anh ra ngoài đôi tay ngọc mềm mại khiến trái tim hoàng thiên loạn nhịp anh không biết là tô lạc yến quá kích động hay cố tình mà thực sự nắm tay anh khi một số người đàn ông nhìn thấy họ gần như lặng đi vì tức giận vương tử tuyên cũng trố mắt đừng tưởng có bạn gái xinh đẹp như lý minh thủy mà hắn không thèm muốn ô lạc yến lúc này nhìn thấy tô lạc yến thực sự nắm tay hoàng thiên vương tử huyên cảm giác mình vừa ăn phải ruồi lạc yến lát nữa tôi đi giờ tôi muốn ở lại để hỏi đặng nam một chuyện hoàng thiên cười nhẹ nhìn tô lạc yến tô lạc yến giật mình cậu biết đặng nam à ừ hoàng thiên gật đầu ha 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 cười đau cả bụng cậu mà cũng dám nói quen biết đặng nam à tố huệ ôm bụng cười dù sao cũng là kẻ không có tiền cậu ta thích nói gì cho cậu ta nói lý minh thủy cong môi vương tử tuyên cũng nhìn hoàng thiên diếu cợt nói xin lỗi cậu muốn hỏi đặng nam chuyện gì hoàng thiên khinh bỉ nhìn vương tử tuyên tôi muốn hỏi hắn nhận từ cha cậu bao nhiêu tiền hi hi hắn có nói cho người biết người có thể làm gì vương tử tuyên cười khinh thường trực tiếp thừa nhận cha hắn đút lót tiền cho đặng nam không đợi hoàng thiên nói gì thêm cửa phòng riêng mở ra đặng nam khí thế bước vào anh nam là ở đây đợi anh đã lâu. Vương Tử Tuyên niềm nở chào hỏi, coi Đặng Nam như khách quý. Lý Minh Thủy và Tố Huệ trong mắt có chút ngưỡng mộ. Đối với bọn họ mà nói Đặng Nam chính là tầng lớp thượng lưu, người phụ trách bộ phận dự án công viên nước phía Tây, khá lắm. Đặng Nam cảm thấy rất có mặt mũi, vừa muốn giả bộ hoành tráng trước mặt những cô gái này, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên. Khi thấy Hoàng Thiên ở đây, Đặng Nam thực sự rất ngạc nhiên kể từ khi biết Hoàng Thiên có quan hệ thân thiết với Lã Việt, Đặng Nam thực sự ghen tị với Hoàng Thiên. Ngoài ra, khi ở nhà của Trương Công Điền, Hoàng Thiên thực sự đã điều động lương mạnh bắc, và Đặng Nam cũng không thể nhìn thấu Hoàng Thiên. Mặc dù Trần Tình một mực khẳng định, nói rằng Hoàng Thiên dựa vào đường tiểu nhị để lừa gạt lương mạnh bắc, nhưng Đặng Nam vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu, cậu đến rồi sao? Đặng Nam nhìn Hoàng Thiên. Hắn có một chút lo lắng vốn dĩ hoàng thiên không muốn làm cho đặng nam khó xử dù thế nào đi nữa anh ta cũng là bạn trai của trần giang thấy rằng trần giang là chị họ của lâm ngọc an hoàng thiên cũng rất muốn khoan dung với đặng nam nhưng bây giờ hoàng thiên không muốn bỏ qua cho đặng nam nữa hoàng thiên thật sự không quan tâm tới chuyện tiền bạc nhưng không thể chấp nhận việc nhận hối lộ của đặng nam đặng nam tôi nghe nói anh và vương tử tuyên có quen biết hoàng thiên nhìn đặng nam cười lạnh đặng nam nhịp tim đập nhanh một chút càng không thể đoán được Hoàng Thiên, bây giờ hắn lại càng sợ hãi Hoàng Thiên hơn. Ừ, ừ, có chuyện gì vậy? Đặng Nam giả vờ bình tĩnh. Tôi không quan tâm cậu nhận được bao nhiêu lợi ích, nhưng tất cả những dự án mà nhà họ Vương đã được ký hợp đồng đều phải từ chối. Hoàng Thiên thẳng thừng nói. Cái này, Đặng Nam ngẩn người. Hắn không ngờ rằng Hoàng Thiên thực sự làm khó cho hắn. Tất cả những hợp đồng này lợi ích cuối cùng dành cho ai? Hoàng Thiên có bao giờ quan tâm không? nhưng hắn không dám chất vấn hoàng thiên đặng nam lắp bắp kinh hãi đứng đó như một kẻ ngốc không chỉ đặng nam choáng váng mà không một ai trong số những người có mặt tại đây mà không choáng váng ai có thể nghĩ rằng hoàng thiên người đã bị chế nhạo lại thực sự nói điều này với đặng nam với giọng điệu ra lệnh tô lạc yến có vẻ kinh ngạc cô không thể không nhìn vào mặt hoàng thiên cô hy vọng hoàng thiên thực sự có khả năng và có thể nắm giữ công lý cho cô nhưng nó có khả thi không theo suy nghĩ của cô ấy tất nhiên đó là điều vô nghĩa. Sau một khoảng lặng ngắn trong phòng riêng, có một chàng cười vang lên. Ha ha, não của Hoàng Thiên bị chập mạch. Cậu ấy tự coi mình là chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu và đã ra lệnh cho Đặng Nam làm điều đó. Hơn cả chủ tịch, tôi nghĩ anh ấy coi mình là con trai nhà họ Hoàng, phải không? Ô, thực sự tội nghiệp đến mức điên khùng, mất trí. Một nhóm người cùng nhau cười, đi đến trước mặt Hoàng Thiên trêu đùa. Nhưng Đặng Nam không dám cười, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Thiên, Đặng Nam cảm thấy Hoàng Thiên rất tự tin. Thấy Đặng Nam không lên tiếng, Hoàng Thiên lạnh lùng nói, "Đấu thầu mấy dự án đó, nhà họ Tô chúng thầu đúng không?" Đặng Nam gật đầu, "Đúng." "Theo quy định, dự án đó thuộc về nhà họ Tô. Sau này cũng đừng dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này nữa, đây là cơ hội cuối cùng của NHTL dứt lời, Hoàng Thiên không đợi Đặng Nam trả lời, đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng đặng nam sững sờ trước vài câu nói của hoàng thiên hắn đã mất đi tinh thần và sức lực khi mới bước vào lòng hắn dối bời hắn không hiểu hoàng thiên chính xác đã làm gì bây giờ đặng nam sợ nhất là hoàng thiên điều động lương mạnh bắc một lần nữa nếu chuyện này mà lương mạnh bắc biết hắn ta nhất định sẽ không được làm giám đốc dự án ha ha làm trò hề gì mà buồn cười thế này vương tử tuyên không khỏi cười khẩy vương tử tuyên cậu vừa rồi nhất định là vỗ hoàng thiên quá mạnh làm cho cậu ta phát điên ha ha tố hề cười nói cậu ơi mình nghĩ hoàng thiên không chỉ nghèo mà thần kinh còn không bình thường lý minh thủy cười phụ họa tô lạc yến nhìn theo bóng lưng của hoàng thiên cô khẽ thở dài cô đang định cùng hoàng thiên rời đi nhưng lại nghe thấy đặng nam đột nhiên nói vương tử tuyên những dự án đó thật sự tôi không thể tiếp tục giao cho nhà anh những lời này giống như một quả bom trực tiếp khiến vương tử tuyên choáng váng anh la anh nói nhầm đúng không? Vương Tử Tuyên mở to mắt ngạc nhiên hỏi Đặng Nam, Đặng Nam lắc đầu và nói, không nhầm, những dự án đấu thầu kia chuyển hết cho nhà họ Tô. Tôi, mẹ kiếp, Vương Tử Tuyên văng tục bây giờ hắn không thể đứng vững. Dựa vào cái gì? Cha Vương Tử Tuyên đã thỏa thuận với anh và hứa sẽ đưa cho anh 3 tỷ tiền hoa hồng. Dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành trong 3 tháng và số tiền 3 tỷ đó sẽ là của anh, Lý Minh Thủy miễn cưỡng hỏi Đặng Nam những người khác trong phòng nhìn chằm chằm vào đặng nam trái tim của bọn họ cũng bị làm cho kích động hoàng thiên là một tên bần hàn làm sao lại có thể ra lệnh cho đặng nam điều này quá vô lý phải không tôi không muốn ba tỷ đó nữa đó là quyết định hãy quay về nói với bố cậu mặt đặng nam tái xanh nói xong liền quay người bỏ đi con mẹ nó vương từ tuyên nắm chặt tay đập vào bàn rượu hắn tưởng hắn sẽ cực ngầu với cú đấm này những rồi hắn thở dài vì đau đớn và bốn ngón tay xương tấy lên như thể bị gãy. Lý Minh Thủy cũng chết lặng, nhưng Vương Tử Tuyên đã hứa với cô, sau khi dự án được hoàn thành, hắn sẽ tặng cô một chiếc Mercedes-Benz tiền tỷ hạng A. Nhưng bây giờ tất cả đều bị hủy bỏ, có lẽ người kích động nhất trong lòng chính là Tô Lạc Yến, cô cảm thấy tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Cha cô sẽ hạnh phúc biết bao khi biết rằng dự án bị mất đã được trả lại về tay. Tin hay không thì tùy, Quả thực lời nói của Hoàng Thiên đã khiến Đặng Nam đưa ra quyết định của hiện tại. Hoàng Thiên, hắn, thân phận của hắn là gì? Tô Lạc Yến khó hiểu, liền chạy ra khỏi phòng riêng đuổi theo Hoàng Thiên. Tô Lạc Yến chạy đuổi ra ngoài mà không thấy Hoàng Thiên nên cô phải một mình quay trở lại. Tử Tuyên, xem ra chúng ta không nên cười nhạo Hoàng Thiên. Lý Minh Thủy cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn Vương Tử Tuyên mặt đầy tiếc nuối. Vương Tử Tuyên trừng mắt. Minh Thủy cậu có thực sự tin rằng Hoàng Thiên có khả năng khiến Đặng Nam thay đổi quyết định không? Tôi cũng không biết như thế nào. Nhưng, chính Hoàng Thiên đã yêu cầu Đặng Nam làm điều đó. Lý Minh Thủy lắp bắp nói. Tố Huệ cũng nguôi ngoài cơn sốc, lúc này cô bước tới nói, Ương Tử Tuyên, Minh Thủy, theo tôi, chúng ta đều đã đánh giá thấp Hoàng Thiên. Cậu ấy muốn đi rồi, cậu còn cười nhạo cậu ta, nên cậu ta mới muốn đọ sức với anh. Vậy Hoàng Thiên thực sự có khả năng này sao? Đặng Nam phải nghe lời anh ta. Vương Tử Tuyên giống lên một cách mất kiểm soát, mặc dù anh không muốn tin vào điều đó. Nhưng với sự thật trước mắt, anh cũng phải nghi ngờ. Lý Minh Thủy lúc này đã ngừng nói, đảo mắt và bắt đầu quan tâm đến Hoàng Thiên. Chỉ cần một câu nói của Hoàng Thiên mà có thể quyết định ai là người có thể kiếm được hàng trăm tỷ. Với uy lực như thế, thân phận của hắn đáng sợ đến mức nào? Nó mạnh hơn nhiều nếu so với Vương Tử Tuyên, Lý Minh Thủy đè nặng trong lòng. Cô đã có kế hoạch rồi, còn tưởng rằng Hoàng Thiên nghèo nàn. Hoàng Thiên, anh không phải là phải lòng em sao? Lần này em sẽ cho anh một cơ hội. Những người khác đều im lặng, vừa rồi bọn họ đều cười nhạo Hoàng Thiên, giờ lại cảm thấy mình giống như một tên ngu. Dường như tôi có nghe thấy phòng bên cạnh có nói chuyện với ai đó họ Hoàng. Vương Tử Tuyên kéo dài giọng lạnh lùng và hỏi Lý Minh Thủy, có phải Hoàng Thiên đi ra từ phòng riêng bên cạnh? Hình như là như vậy, Lý Minh Thủy gật đầu nhưng cô ấy đang nghĩ làm thế nào để có một cuộc hẹn với hoàng thiên một ánh mắt hung ác rơi trên mặt vương tử tuyên sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng riêng những người khác cũng đi ra họ cảm thấy có điều gì đó không ổn và không muốn nhận thêm gây rắc rối cho bản thân nên đều lặng lẽ chuồn đi tử tuyên anh định làm gì lý minh thủy hỏi vương tử tuyên em về nhà trước anh đi tìm hoàng thiên vương tử tuyên nói xong liền trực tiếp đi tới phòng riêng bên cạnh Lý Minh Thủy bây giờ đầu toàn Hoàng Thiên, anh ta thực sự giàu có và cô đã chốt hạ Hoàng Thiên nhất định giàu hơn Vương Tử Tuyên rất nhiều. Về phía Hoàng Thiên, sau khi đi ra, anh trực tiếp đi vào phòng riêng nơi Lã Việt và Kha Phù đang ở trong đó. Đã một lúc lâu không trở lại, Lã Việt và Kha Phù không dám hỏi anh, họ tiếp tục nâng ly chúc mừng Hoàng Thiên và kết nối mối quan hệ bền chặt với nhau. Lăng Thành chúc càng chăm chú hơn, mong muốn được Hoàng Thiên chiếu cố ngay lập tức hoàng thiên không biết tô lạc yến đã ra ngoài đuổi theo mình lúc này anh cũng không nghĩ tới chuyện vừa rồi vừa uống vừa nói chuyện phiếm với lã việt và kha phù nhưng đúng lúc này cửa phòng riêng mở ra vương tử tuyên vẻ mặt khó coi bước vào hoàng thiên không ngờ vương tử tuyên đi vào anh ta liếc nhìn vương tử tuyên rồi không nói gì cậu từ đâu tới ra ngoài lã việt nhìn thấy vương tử tuyên mặt nghiêm lại vương tử huyên trầm mặc hắn ta chưa từng nhìn thấy lã việt thậm chí còn có kha phù làm sao hắn ta có thể biết thân phận của hai người này là gì mẹ kiếp ngươi và cái tên họ hoàng dám nói chuyện với vương tử tuyên như vậy vương tử uyên trừng mắt đi tới gần lã việt chỉ tay vào mũi lã việt ngươi nói lại lần nữa tao nghe hoàng thiên thật sự sững sờ ở đây toàn những người tai to mặt lớn như vậy mà vương tử tuyên dám lên giọng anh thực sự khâm phục lòng dũng cảm của hắn ta audio điện tử võ tấn bền lúc này vương tử tuyên tràn đầy oán hận đối với hoàng thiên dự án của anh ta thu về hàng tỷ đồng lợi nhuận nhưng hoàng thiên nói vài lời đã làm đảo lộn hết anh ta bực tức đến mức sắp phát điên rồi đó là lý do tại sao anh ta rất tức giận chỉ vào mũi lã việt và chửi bới và anh ta có xu hướng đánh lã việt chưa kể việc vương tử tuyên làm điều này khiến lã việt bối rối giữ vị trí của lã việt ở thành phố bắc ninh ai dám đối xử với ông như vậy Thấy Lã Việt không nói, Vương Tử Tuyên cho rằng Lã Việt suy sụp tinh thần, trong lòng càng thêm hăng hái. Em mờ sao mày, mày nhìn bộ dạng ngu ngốc của mình đi, mày biết ông đây là ai không? Vương Tử Tuyên tức giận mắng Lã Việt, sau đó chỉ vào Kha Phù đang ở bên cạnh Lã Việt, còn đồ ngu xuẩn như ông nữa, người lùn tịt lại béo ục béo ịch, lại còn bị hói đầu nữa, ra ngoài để mất mặt à. Em mờ sao kiếp, ông Kha Phù tức giận đến mức trợn tròn mắt, thế này chẳng phải quá đà rồi sao phản ứng của lăng thanh trúc đủ nhanh lúc này nâng ly rượu trong tay lên phun ly rượu vào mặt vương tử tuyên con chó điên từ đâu đến có biết ai đang ngồi đây không lăng thanh trúc đứng lên và mắng mỏ con đĩ này mày có biết tao là ai không tao là vương tử tuyên vương tử tuyên chửi rủa và sau đó anh a định đánh lăng thanh trúc muốn chết kha phù đứng dậy và cầm một chai rượu lên Vương tử tuyên cong cong khóe miệng, thằng chọc này định dọa ai? Mày có giỏi thì đập đi, mày dám đập ông đây coi như mày giỏi. Trong lúc nói một cách kích động, vương tử tuyên chỉ vào chán Kha Phu mà chửi. Hoàng thiên nhìn vương tử tuyên tìm chết, cảm thấy rất hài hước. Anh cũng thầm ngưỡng mộ lòng dũng cảm của vương tử văn. Kha Phu tức giận đến mức dâu cong lên, ông ta là nhờ chém giết mà thành danh, đừng nói chỉ là đập vương tử tuyên, cho dù có lập tức giết vương tử tuyên, Kha Phù cũng không chớp mắt. Nhặt chai rượu lên, ông Kha Phù đập đầu Vương Tử Tuyên. Tất cả mọi người đều cho rằng đầu của Vương Tử Tuyên sẽ bị đập nát, dù sao thằng nhãi này chỉ biết chém gió, nhất định sẽ không biết né đòn. Không ngờ Vương Tử Tuyên xoay người bỏ chạy, chạy nhanh hơn con thỏ, trong nháy mắt đã tới cửa. Cứ đợi đấy Hoàng Thiên, tao sẽ cho ba tao tìm người giết mày. Vương Tử Tuyên buông ra câu này và bỏ chạy. Hoàng Thiên thấy thế thì cạn lời, vương tử tuyên vừa rồi rất oai vệ cơ mà sao được mấy câu đã bỏ chạy thế lã việt và ông kha phù đương nhiên sẽ không đuổi theo vương tử tuyên bởi vì như vậy là quá hạ đẳng lã việt ông ngay cả trên địa bàn của mình cũng thất bại như vậy sao lại có một thằng ất ơ dám ngông cuồng trước mặt ông ông kha phù đảo mắt nhìn lã việt lã việt cười nhẹ chỉ là một thằng nhãi danh mà thôi suốt cuộc lã việt lấy điện thoại di động ra gọi cho tiêu tấn kiểm tra cho tôi một đứa nhóc tên vương tử tuyên để nó quẻ hai ngày trước này anh hoàng đừng để bị ảnh hưởng bởi sự thiếu ngu mốc đó nào chúng ta tiếp tục uống rượu lăng thanh trúc duyên dáng dựa vào hoàng thiên và rót rượu cho hoàng thiên hoàng thiên thật sự không chịu nổi cô ta như thế này ngồi ở chỗ đó đúng là tra tấn vừa lúc đó di động của hoàng thiên vang lên thấy là lâm ngọc an gọi hoàng thiên nhanh chóng nhấc máy hoàng thiên anh đến quảng trường ba đình đi mẹ xảy ra chuyện rồi giọng nói lo lắng của lâm ngọc an truyền qua điện thoại ngọc an đừng lo lắng anh sẽ đến ngay hoàng thiên giật mình sau khi an ủi lâm ngọc an liền đứng dậy chuẩn bị rời đi anh hoàng anh có cần tôi giúp không lã việt nhanh chóng đứng dậy hỏi hoàng thiên không cần hoàng thiên bước ra cửa anh hoàng lấy xe của tôi mà đi nếu có gì không ổn thì cứ gọi cho tôi Lã Việt đuổi tới cửa và đưa chìa khóa Bentley của mình cho Hoàng Thiên. Sau khi nhận chìa khóa vào Hoàng Thiên, anh không lái xe đến, may mà có xe của Lã Việt. Lúc này, Tô Lạc Yến vẫn đang tìm Hoàng Thiên ở khách sạn. Tô Lạc Yến rất lo lắng khi vừa rồi chạy đến phòng riêng nhưng không thấy Hoàng Thiên đâu. Hoàng Thiên yêu cầu Đặng Nam đưa dự án cho Cha Cô, điều này khiến cô rất cảm động. Cô quyết định đích thân cảm ơn Hoàng Thiên nhưng cô còn không có thời gian hỏi số điện thoại của hoàng thiên cô có thể tìm hoàng thiên ở đâu lạc yến cô đã thấy hoàng thiên chưa đúng lúc này lâm minh thủy dắt theo tố huệ và đi đến chỗ tô lạc yến sau khi họp lớp xong các bạn học khác đều đã rời đi nhưng họ không rời đi bây giờ lâm minh thủy và tố huệ đều rất tò mò về hoàng thiên đặc biệt là lâm minh thủy hiện tại cô nhất định muốn biết hoàng thiên có phải là cố ý hạ thấp hay không hay là anh đã trở nên giàu có rồi nếu hoàng thiên thực sự trở nên giàu có lâm minh thủy sẽ không ngại đá vương tử tuyên và sau đó theo đuổi hoàng thiên sau tất cả cô chỉ muốn tìm một người đàn ông giàu có và quyền lực hơn để sống cuộc sống của một tiểu thư tô lạc yến không có ấn tượng tốt với lâm minh thủy và tố huệ trước đây vẫn là bạn bè bình thường với họ nhưng thái độ vừa rồi của hai người họ đối với hoàng thiên khiến tô lạc yến vô cùng chán ghét tôi cũng tìm cậu ta nhưng không tìm được tô lạc yến nói nhỏ cảm thấy hơi mất mát. Lâm Minh Thủy nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tô Lạc Yến thì chế nhạo. Hừ, chắc là Tô Lạc Yến thấy Hoàng Thiên giàu có nên muốn đeo bám đây mà. Nhưng cô suy nghĩ nhiều quá rồi, hồi trung học Hoàng Thiên có yêu thầm tôi, cậu ta viết thư tình cho tôi, tôi có lợi thế hơn cô nhiều. Lâm Minh Thủy nghĩ về điều này một cách tự hào và sau đó mỉm cười, đừng tìm cậu ấy nữa. Tôi nghĩ cậu ấy muốn gặp tôi nhất bây giờ. Khi nào tôi gặp cậu ấy thì sẽ nói với cô. Tô Lạc Yến sửng sốt, Lâm Minh Thủy không phải coi thường Hoàng Thiên sao? Tại sao bây giờ lại muốn gặp Hoàng Thiên bây giờ? Nhưng cô là người thông minh nên nhanh chóng hiểu ra. Ngay cả một giám đốc điều hành như Đặng Nam cũng phải nghe theo Hoàng Thiên, có thể thấy thân phận hiện tại của Hoàng Thiên không tầm thường. Lâm Minh Thủy hẳn là coi trọng điểm này, thái độ của cô ta đối với Hoàng Thiên đã thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ về điều này, Tô Lạc Yến không nói gì, cô định rời khỏi đây lúc này vương tử tuyên chạy nhanh ra ngoài lúc này anh ta đang hoảng sợ sợ hoàng thiên đuổi ra ngoài đánh anh ta nhìn thấy lâm minh thủy và tô lạc yến ở đây vương tử tuyên giả vờ bình tĩnh và nói với lâm minh thủy minh thủy đi thôi sao anh lại đi lâm minh thủy vẻ mặt hơi lạnh lùng vương tử tuyên chán nản cả giận nói vào phòng đi giúp anh hạ nhiệt một chút vào phòng giúp anh hạ nhiệt anh coi tôi là công cụ phát tiết sao lâm minh thủy bất mãn bất mãn kêu lên Vương Tử Tuyên chừng mắt nhìn, anh ta không hiểu tại sao Lâm Minh Thủy lại thay đổi thái độ. Sợ Hoàng Thiên dẫn người đuổi ra ngoài, Vương Tử Tuyên không dám dây dưa thêm nữa. Anh ta chừng mắt với Lâm Minh Thủy một cái rồi chuồn đi. Lâm Minh Thủy không coi trọng chuyện đó, cô ta biết dù không đuổi kịp Hoàng Thiên thì cô ta cũng không sao, chỉ cần quay về dỗ dành Vương Tử Tuyên một chút, Vương Tử Tuyên sẽ lại muốn cô ta, ai bảo cô ta xinh đẹp như vậy làm gì chứ. Lạc Yến, sao cậu vẫn chưa đi, đúng lúc này hoàng thiên từ khách sạn đi ra hoàng thiên tô lạc yến hào hứng chào hỏi dù sao đối với cô hoàng thiên chính là ân nhân lớn của gia đình cô hoàng thiên rất vui khi thấy tô lạc yến ở cửa khách sạn anh rất muốn trò chuyện vui vẻ với cô nhưng bây giờ anh đang nóng lòng muốn đến quảng trường ba đình nên không có thời gian lâm minh thủy và tố huệ cũng đã đến trước mặt hoàng thiên lúc này tô lạc yến chưa kịp nói thì lâm minh thủy đã nói trước Hoàng Thiên, bây giờ cậu có rảnh không? Hoàng Thiên sững sờ, en phát hiện Lâm Minh Thủy lúc này thật xa lạ, đôi mắt to lóe lên, ngây ngẩn cả người. "Minh Thủy, cậu có sao không vậy?" Hoàng Thiên nghi ngờ hỏi. "He he, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy, muốn trò chuyện vui vẻ với nhau có làm sao? Hay là đi xem phim nhé, chỉ hai chúng ta thôi, được không?" Lâm Minh Thủy nói, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự rất sốc, từ lúc học cấp 2 đến giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lâm Minh Thủy thật sự nép vào tay mình như con chim nhỏ. Tô Lạc Yến nhìn thấy Lâm Minh Thủy như vậy, cô thật sự cạn lời. Sao cô ta có thể vô liêm sỉ như vậy? Vừa rồi ở trong phòng thì ác ý châm chọc Hoàng Thiên, hiện tại cảm thấy Hoàng Thiên có năng lực, cho nên lại dụ dỗ cậu ta. Minh Thủy, cậu có bạn trai rồi, có sợ Vương Tử tuyên tức giận không? Hoàng Thiên cười Ồ tại sao lại nhắc tới anh ta? Hoàng Thiên, chúng ta gặp nhau sớm hơn anh ta. Hồi cấp 2, cậu Vân luôn thích tôi, bây giờ cậu vẫn thích tôi đúng không? Vừa nói xong, Lâm Minh Thủy đột nhiên nắm lấy eo Hoàng Thiên, ngẩng mặt lên với vẻ rất vô tội, chờ Hoàng Thiên đáp lại cô ta. Hoàng Thiên cảm thấy bối rối, và anh thừa nhận rằng Lâm Minh Thủy đủ quyến rũ và rất giỏi trong việc làm nũng. Nhưng thế thì đã sao? Nếu Lâm Minh Thủy đối xử với anh theo cách này ở trường cấp 2, anh sẽ cố gắng hết sức để lâm minh thủy hạnh phúc mãi mãi nhưng bây giờ mọi thứ đã khác anh đã có vợ là lâm ngọc an và rất yêu cô ấy tôi hy vọng cậu đừng làm như vậy tôi cho rằng cậu hiểu lầm gì đó rồi bây giờ tôi rất vội tôi đi trước đây hoàng thiên nói như vậy rồi nhanh chóng rời đi nhưng điều anh không ngờ tới là lâm minh thủy bất ngờ ôm lấy anh và nói anh đừng đi không không cái gì có thể quan trọng hơn tôi hoàng thiên nếu không muốn xem phim thì đi mua sắm với tôi. Đừng lo lắng, cậu mua cái gì cho tôi, tôi đầu thích. Lâm Minh Thủy cảm thấy rất tự tin vào bản thân, chắc chắn Hoàng Thiên sẽ thích mình. Hoàng Thiên cũng ngơ ngác, cô thì có gì quan trọng chứ? Hơn nữa, tôi đã nói muốn mua đồ cho cô khi nào. Ha ha, cậu thấy tôi ăn mặc có khác gì nhân viên phục vụ không, thế thì có thể mua được gì cho cậu? Hoàng Thiên tự giễu cười. Lâm Minh Thủy nở nụ cười mê hoặc, "Hì, đừng giả nghèo nữa." Ngay cả Đặng Nam cũng nghe lời cậu, "Tôi đoán cậu hẳn đã trở thành tổng giám đốc của công ty quốc tế toàn cầu rồi đúng không?" Hoàng Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, chẳng trách Lâm Minh Thủy lại cư xử như vậy, hóa ra là vì tiền của mình mà đến. "Bạn phải biết rằng nếu bạn có thể làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu, mức lương khởi điểm hàng năm là 15 tỷ và trở nên rất giàu có." Sau khi đoán ra được điều này, Hoàng Thiên cười nhẹ nói với Lâm Minh Thủy, Cậu thật sự hiểu lầm rồi. Hiện tại tôi thật sự không có việc làm. Tại sao Đặng Nam lại nghe lời cậu?" Lâm Minh Thủy miễn cưỡng hỏi. "Rất đơn giản, chị họ của vợ tôi là vợ chưa cưới của Đặng Nam. Chúng tôi có họ hàng với nhau, nên anh ấy nể mặt tôi lần này." Hoàng Thiên Nhiên nói một cách nghiêm túc. Khi Lâm Minh Thủy nghe thấy điều này, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. "Mẹ kiếp, hóa ra là như vậy, lãng phí tôi phải mất công suy nghĩ." lâm minh thủy nhìn hoàng thiên với ánh mắt tức giận không ôm hoàng thiên nữa vẻ mặt chán ghét giống như có hành động thân mật như vậy với hoàng thiên là một chuyện rất ghê tởm nhìn thấy lâm minh thủy như tắc kè hoa hoàng thiên bất lực mỉm cười đúng là một con đĩ vô tình lật mặt còn nhanh hơn lật sách ha ha minh thủy cậu thật là nhìn không ra bộ dáng của cậu ta không tốt sao làm sao cậu ta có thể là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế toàn cầu được chứ Tố Huệ bộ dạng rất coi thường Hoàng Thiên. Tô Lạc Yến vô cùng thất vọng về hai người bạn học của mình. Cô không thèm quan tâm đến Lâm Minh Thủy và Tố Huệ, lúc này cô nhẹ nhàng nói với Hoàng Thiên, "Hoàng Thiên, nếu cậu có việc gấp thì đây là danh thiếp của tôi. Ngày mai tôi muốn mời cậu đi ăn tối để cảm ơn. Khi nào rảnh thì gọi điện cho tôi, được chứ?" Sau đó, Tô Lạc Yến đưa danh thiếp cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhận danh thiếp của cô và gật đầu với Tô Lạc Yến. "Ồ, tôi nói này tô lạc yến chẳng phải cậu vui mừng quá sớm sao lâm minh thủy chế nhạo và hỏi tô lạc yến một cách kỳ lạ tô lạc yến liếc lâm minh thủy ý cậu là gì ha ha cậu nghĩ hoàng thiên có thể đảm bảo rằng gia đình cậu có thể ký hợp đồng với dự án không cậu ta chỉ có họ hàng với đặng nam mà thôi khi trở về tôi sẽ yêu cầu cậu chủ vương thêm tiền cho đặng nam nếu một tỷ rưỡi không đủ thì ba tỷ nếu không hiệu quả thì sẽ là sáu tỷ hưng Tôi không tin là Đặng Nam sẽ thở ở." Lâm Minh Thủy lạnh lùng nói với Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến đã nghe thấy điều này thì tim bỗng đập thình thịch. Nếu cha của Vương Tử Tuyên thật sự làm chuyện này thì Đặng Nam nhất định sẽ không cần để ý đến mối quan hệ họ hàng với Hoàng Thiên, dự án vẫn sẽ giao cho nhà họ Vương. Sao nào, chết lặng đúng không? Cậu chủ Vương đã nói cho tôi biết tình hình gia đình cậu bây giờ thế nào. Năm ngoái cha cậu đã mất hàng chục tỷ đồng cho các dự án Bây giờ gia đình cậu thậm chí không thể kiếm được 300 triệu, lấy gì để xử lý Đặng Nam? Hừ, Lâm Minh Thủy càng nói càng hăng, nhìn Tô Lạc Yến rất vui vẻ. Tình bạn học, theo quan điểm của Lâm Minh Thủy, tình bạn giữa những người bạn học đứng trước lợi ích thì chẳng là cái gì cả. Tô Lạc Yến im lặng, cô biết rằng Lâm Minh Thủy đã đúng, kể từ khi cha cô bị thua lỗ vào năm ngoái, ông ấy làm ăn xa sút và nợ nước ngoài của ông ấy chưa trả hết. Làm sao ông ấy có thể có tiền để hối lộ cho Đặng Nam? Còn Hoàng Thiên và Đặng Nam chỉ là anh em họ, nếu nhà họ Vương thật sự lấy 6 tỷ để hối lộ Đặng Nam, Đặng Nam nhất định sẽ lại đổi ý. Nghĩ đến đây Tô Lạc Yến cảm thấy vô cùng buồn bã, đây là cơ hội duy nhất để gia đình cô đứng lên, nhưng với nhà họ Vương, cơ hội này đã không còn nữa. Nhìn Lâm Minh Thủy, Hoàng Thiên thực sự không nói nên lời. Nếu Lâm Minh Thủy ngay từ đầu nể tình bạn học thì và không làm vậy, tất nhiên hoàng thiên sẽ không hủy bỏ dự án mà nhà họ vương đã ký hợp đồng dù sao dự án công viên nước có khối lượng công việc rất lớn gia đình vương tử tuyên và gia đình tô lạc yến cùng làm một chút cũng không thành vấn đề tuy nhiên lâm minh thủy và vương tử tuyên coi thường người khác và chế nhạo hoàng thiên đây đúng là lấy đá bỏ vào chân nhìn thấy sự mất mát và buồn bã của tô lạc yến vào lúc này hoàng thiên vẫn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô như thế này sau đó nói lạc yến cậu có tin tôi không Tin, Tô Lạc Yến nhìn Hoàng Thiên với đôi mắt lấp lánh và nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thiên cười võ vô cánh tay Tô Lạc Yến, chỉ cần tin tưởng tôi, nhớ kỹ lời nói của tôi, nhà họ Vương sẽ không thể nhận thầu bất kỳ dự án nào, tất cả dự án đều là của nhà cu. Hoàng Thiên, cái này có thể sao? Giọng Tô Lạc Yến hơi run, cô không thể tin được. Không chỉ vậy, công việc hoàn thiện của trang viên cầm viên sắp bắt đầu. Tôi sẽ để cha của cậu thực hiện phần này của dự án. Hoàng Thiên nói nhỏ. Ngay lập tức, cơ thể mềm mại của Tô Lạc Yến run lên vài cái. Cô sửng sốt đến mức không nói được lời nào vào lúc này, chỉ có thể ngây người nhìn Hoàng Thiên. Ha ha ha, điều này hoàn toàn điên rồ. Tố Huệ không nhịn được mà bật cười, nhìn Hoàng Thiên khinh thường, trên mặt mang theo nụ cười chế giễu. Lâm Minh Thủy không thể kiểm soát được nữa, cô ta cười nghiêng ngả. Cô ta đã biết Hoàng Thiên và Đặng Nam chỉ là họ hàng, hơn nữa hoàng thiên là kẻ vô dụng thậm chí không có việc làm nên cô ta càng thêm khinh thường hoàng thiên hoàng thiên đừng lừa tô lạc yến bằng những lời sáo rỗng này cậu không biết rằng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn sao ha ha lâm minh thủy cười cười lăn cười bò minh thủy cậu không hiểu rồi tôi xem hoàng thiên không có tài năng gì nhưng lại có kỹ năng lừa gạt con gái cậu ta muốn lừa gạt tô lạc yến mà thôi tố huệ cong môi nói Tô Lạc Yến mím môi nhìn Hoàng Thiên bị Lâm Minh Thủy và Tố Huệ chế nhạo. Trong lòng cô thực sự khó chịu. Hoàng Thiên cậu mau đi đi, vậy mà cậu còn chịu được. Không sao, tôi quen rồi Hoàng Thiên cười nhạt. Tô Lạc Yến chua sót nhìn Hoàng Thiên, cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bình tĩnh của Hoàng Thiên lúc này. Người đàn ông này đã trải qua bao nhiêu chế diễu chứ, năng lực phản kháng thực sự rất mạnh. Ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu. Hoàng Thiên nói với Tô Lạc Yến, rồi bước nhanh đến chiếc Bentley của Lã Việt. Bên cạnh chiếc Bentley cũng có một chiếc ô tô điện đang đỗ, Tố Huệ nhìn thấy Hoàng Thiên đang đi về hướng đó thì lập tức nở nụ cười. "Tô Lạc Yến, cậu đừng có bị tên khoe khoang này lừa. Đi xe hỏng pin, cái loại kém cỏi như vậy thì có tài cán gì?" "Tôi thích bị cậu ta lừa đấy, có vấn đề gì sao?" Tô Lạc Yến liếc mắt hỏi Tố Huệ. "Ha ha, thì ra cậu thích bị lừa, tôi chỉ là muốn tốt bụng nhắc nhở cậu thôi." Tố Huệ chế nhạo: cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tôi không cần." Tô Lạc Yến lạnh lùng nói rồi sải bước rời đi. "Đồ ngu." Tố Huệ nhìn bóng lưng Tô Lạc Yến và nói một câu. Lâm Minh Thủy lúc này mới nhìn Hoàng Thiên, chế nhạo nói: "Này, xe chạy pin không ổn định, có thể không cẩn thận ngã vào ổ chó đấy, hi hi." Hoàng Thiên cau mày, không có thời gian nói chuyện với Lâm Minh Thủy liền bấm phím điều khiển từ xa của chiếc Bentley, đột nhiên chiếc xe sang trọng này tỏa sáng. Và ngay sau khi Hoàng Thiên lên xe, chiếc Bentley nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Minh Thủy và Tố Huệ. Chuyện này là sao? Tố Huệ hơi sững sờ. Lâm Minh Thủy cũng mở cái miệng nhỏ nhắn, thật lâu không lên tiếng. Quảng trường Ba Đình. Sau khi Hoàng Thiên lái ô tô đến đã thấy rằng nhiều người đã tập trung ở trung tâm quảng trường. Hầu hết trong số họ là các gì các bác tập nhảy và họ sẽ mở tiệc ở đây mỗi buổi tối vào thời gian này. Chỉ là tối nay đã xảy ra chuyện một người phụ nữ mặc quần áo sang trọng, ôm một cậu bé 3-4 tuổi, chỉ tay vào mũi khiển trách Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bị chửi đến mức đỏ mặt vì tức giận. Lâm Ngọc An thuyết phục người phụ nữ đó, có thể thấy cô rất lo lắng. Đột nhiên, Lâm Ngọc An nhìn thấy Hoàng Thiên vội vàng chạy tới. Mẹ đừng lo, Hoàng Thiên đến rồi. Lâm Ngọc An nhanh chóng nhắc nhở Trương Lan Phượng. Kể từ khi Hoàng Thiên mang theo Lão Việt đến cứu cô và Lâm Huỳnh Mai, cô vẫn có chút tin tưởng đối với hoàng thiên trương lan phượng nhìn hoàng thiên đang chạy tới tức giận nói con gọi tên phế vật này thì có tác dụng gì còn không mau gọi cho cậu chủ trịnh hỏi cậu ta đi đến đâu rồi ngọc an cháu thật là đừng trách mẹ măng cháu cháu gọi hoàng thiên cũng vô dụng đúng thế cậu ta đến chỉ gây thêm phiền phức ngọc an nghĩ cách đi tôi nghĩ người phụ nữ này nên là người giàu có không dễ gây sự đâu một số bác gái nhảy trên quảng trường khuyên lâm ngọc an họ đều rất quen thuộc với trương lan phượng và sống trong một cộng đồng vì vậy vào lúc này họ cũng rất lo lắng lâm ngọc an không thích nghe điều này nhưng không có cách nào hoàng thiên chồng cô vô dụng đây là chuyện người trong tiểu khu ai cũng biết ngọc an có chuyện gì vậy hoàng thiên chạy đến lâm ngọc an sốt sắng hỏi lâm ngọc an nhỏ giọng nói chuyện đã xảy ra vừa rồi với hoàng thiên hóa ra vừa rồi trong lúc Trương Lan Phượng đang nhảy múa, bà đã vô tình vấp phải bé trai con của người phụ nữ này và dám lên tay cậu bé. Cậu bé không ngừng khóc, người phụ nữ đó thương con nên đã xảy ra một cuộc cãi vã với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cũng không phải người dễ bắt nạt, cãi nhau với người phụ nữ đó càng gay gắt, sau đó người phụ nữ đó đã gọi điện cho chồng bà ta, có lẽ sắp tới rồi. Ở đây có người quen biết người phụ nữ đó và biết chồng bà ta rất có thế lực, trương lan phượng cũng sợ hãi nghĩ đến trịnh hiếu phong bà cảm thấy gia đình giàu có và quyền lực của trịnh hiếu phong mới có thể giải quyết chuyện này hoàng thiên anh mau nghĩ cách đi nếu không chồng bà ta đến sẽ rất phiền phức lâm ngọc an lo lắng nói với hoàng thiên đừng lo lắng anh sẽ nghĩ cách hoàng thiên an ủi lâm ngọc an rồi đi về phía trước ngay khi trương lan phượng nhìn thấy hoàng thiên bà rất tức giận chồng bà đã qua đời chỉ có hai cô con gái Trương Lan Phượng cảm thấy không có chỗ dựa khi gặp chuyện lớn. Nhưng con rể vô dụng này không thể trông cậy vào chút nào. Cậu tới đây làm gì? Còn chưa đủ loạn đúng không? Trương Lan Phượng mở miệng ra là lập tức khiển trách Hoàng Thiên. Những bác gái nhìn thấy đều mỉm cười, họ ở cùng một cộng đồng với Trương Lan Phượng nên đã quen với cảnh này rồi. Họ cũng biết rất rõ Hoàng Thiên và cảm thấy Trương Lan Phượng măng rất đúng, Hoàng Thiên xen vào thì chỉ thêm loạn. Mẹ, Đương nhiên không thể bỏ mặc mẹ. Hoàng Thiên tâm lý siêu tốt, vì vậy bình tĩnh nói. Cậu có thể làm được gì chứ? Người ta đòi 300 triệu, cậu có thể lấy ra được không? Trương Lan Phượng tức giận nói. Hoàng Thiên cũng hơi kinh ngạc, nhìn người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ, ăn mặc rất sành điệu, có lẽ là người giàu có, nhưng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Chị gái này, chị đưa đứa nhỏ đến bệnh viện trước đi. Chị đừng lo, tiền thuốc men chúng tôi sẽ lo hoàng thiên rất lễ phép với người phụ nữ đó bà ta nhìn hoàng thiên trợn tròn mắt trong lòng bà ta cũng cảm thấy buồn cười thắc mắc không biết thứ rác rưởi này ở đâu ra xứng thương lượng với bà đây sao cậu đến đây làm gì vậy người phụ nữ chế nhạo hỏi hoàng thiên tôi là con rể của bà ấy hoàng thiên chỉ vào trương lan phượng trương lan phượng trừng mắt với châu thiên bà cảm thấy rất xấu hổ bị nhiều người nhìn vào thật xấu hổ khi có một người con rể vô dụng và tồi tệ như vậy. Nếu là cậu chủ trịnh thì chắc chắn có thể chấn áp, người phụ nữ này sao có thể hung hăng như vậy. Trương Lan Phượng nghĩ mà tức giận. Ha ha, bà nghĩ chỉ cần trả chút tiền viện phí này mà tôi cho qua sao. Tay của con trai tôi con danh này làm xương tấy. Nếu hôm nay bà không mất 300 triệu thì coi như không xong. Bà ta giận dữ hết vào mặt Hoàng Thiên. Bà mắng ai là con danh, mắng mày đấy, thì sao? Trương Lan Phượng và người phụ nữ lại cãi nhau, lần này mâu thuẫn leo thang và cả hai bắt đầu ẩu đả. Hoàng Thiên cạn lời, nhanh chóng cùng với Lâm Ngọc An ngăn cuộc chiến lại. Cuối cùng họ kéo hai người ra, rồi nhìn Trương Lan Phượng, khuôn mặt bà ta chảy xước có dấu móng tay, đầu tóc bết lại như tổ chim. Sắc mặt người phụ nữ giàu có cũng rất tệ, trong lòng phẫn nộ kêu lên. Ông xã, nhanh lên, em suýt nữa bị người phụ nữ này đánh chết rồi. Người phụ nữ giàu có được rảnh tay thì kể lể với chồng cũng cố tình gây sốc cho Trương Lan Phượng. Đầu bên kia điện thoại của một người đàn ông vang lên, hai phút nữa anh sẽ đến. Em mờ sao kiếp, là ai dám động đến vợ yêu của Đinh Cường tôi, bảo tên khốn đấy là anh sẽ đến giết hắn. Tốt tốt, Trương Lan Phượng nghe mà choáng váng. Ở khu vực này, Định Cường vẫn rất nổi tiếng, kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng gần đó, giàu có và quyền lực, nghe nói còn hoạt động ở thế giới ngầm. Những người xung quanh náo động, những người bác cùng cộng đồng với Trương Lan Phượng thì ngừng lên tiếng, vì biết rằng một thời gian nữa Trương Lan Phượng sẽ giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, Lâm Ngọc An đã nghe đến tên của Đinh Cường và cô lo lắng đến mức suýt bật khóc. "Hoàng Thiên, chẳng phải anh quen biết Lã Việt sao, mau ỉm ông ta đi." Lâm Ngọc An thấp giọng nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, hắn biết Đinh Cường thật sự là rất phiền phức, để Lã Việt xử lý sẽ đỡ phiền phức. "Ồ, nhìn xem, đó không phải là siêu xe sao. Đúng lúc này, một người bác gái hét lên. Mọi người đều nhìn theo hướng bà ấy chỉ, chỉ thấy một chiếc BMW 7 Series đã tiến đến và lái thẳng vào quảng trường. Ngay sau đó, Trịnh Hiếu Phong khập khiếng bước ra khỏi xe. Trần Hiểu Phong không chỉ đi lại khập khiếng mà còn bị kẹp chặt chân. Tại sao lại thành ra như vậy? Là vì Lã Việt vừa dùng gậy sắt đập vào chân anh ta và khiến anh ta bị thương nặng. Trịnh Hiếu Phong vừa mới xuất viện, bác sĩ đã nói với anh ta, mặc dù đã được cứu nhưng khó có thể nói nó có thể hồi phục đến đâu, khả năng cao là chức năng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến cậu chủ Trịnh rất căm ghét Hoàng Thiên, nhưng nó cũng củng cố quyết tâm của anh rằng anh phải lấy được Lâm Ngọc An để chọc tức Hoàng Thiên để báo thù. Cho nên khi Trương Lan Phượng gọi điện thoại cho hắn ta, hắn ta nóng lòng muốn xuất viện, liền lái xe tới đây, muốn xử lý mọi chuyện cho tốt. "Dì, Ngọc An, con đến rồi đây." Trịnh Hiếu Phong vẫn ăn mặc chỉnh tề, cố nặn ra một nụ cười điềm tĩnh rồi bước tới. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An đều ngạc nhiên, tại sao Trịnh Hiếu Phong lại đi khập khiễng? Trịnh Hiếu Phong, sao dáng đi của con lạ vậy? Ủa mặt cũng béo lên nhiều rồi. Trương Lan Phượng kinh ngạc nhìn Trịnh Hiếu Phong, cảm thấy choáng váng. Trịnh Hiếu Phong nghiến răng chán nản, anh ta có thể không què sao? Cuộc sống này coi như bỏ, có thể đi lại được đã là tốt rồi. Còn cái mặt béo là do hôm nay tôi bị tắt cả chục cái mà vết xương tấy vẫn chưa biến mất. Gì, có chuyện gì vậy? Trịnh Hiếu Phong mỉm cười tự tin, tránh chủ đề xấu hổ. Trương Lan Phượng như thể nhìn thấy người thân, liền chỉ vào người phụ nữ giàu có, nói với Trịnh Hiếu Phong, Hiếu Phong, gì vô tình vấp và dẫm phải tay con trai bà ta. Thế nhưng bà ta lại bắt gì bồi thường 300 triệu. Ồ, đúng là biết làm giá, nhưng đừng lo, gì ạ. À? con sẽ lo việc này trịnh hiếu phong vui vẻ vỗ ngực vẻ mặt tự tin hoàng thiên từ bên cạnh quan sát lúc này anh cảm thấy rất buồn cười xem ra trịnh hiếu phong thật sự dùng cả mạng sống để làm ra vẻ với bộ dạng này mà còn không ở trong bệnh viện mà còn chạy ra đây lúc này trịnh hiếu phong cũng nhìn thấy hoàng thiên thấy cực kỳ tức giận hoàng thiên mày là đồ rác rưởi quen biết lã việt thì ghê gớm lắm sao sớm muộn vợ của mày sẽ trở thành vợ của tao thật tốt quá cậu chủ trịnh có cậu thì chúng tôi yên tâm rồi trương lan phượng đột nhiên mở to mắt và mỉm cười bà nghĩ có cậu chủ trịnh là tốt rồi chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết lại nhìn hoàng thiên vừa đến đây đã bị người phụ nữ giàu có chửi võ mặt căn bản không thể so sánh với cậu chủ trịnh lan phượng à cô thật có phúc khi quen biết cậu chủ trịnh một bác gái ghen tị nói cô biết gì không cậu chủ Trịnh người a vì Ngọc An mà đến, cậu ấy đã thích Ngọc An từ lâu rồi bác gái kia nói tiếp. Đúng, đúng, tôi thấy cậu chủ Trịnh và Ngọc An mới là một đôi trời sinh, cậu ấy tốt hơn nhiều so với Hoàng Thiên. Một người cô khác thì thào. Giọng nói của những người này tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhíu mày. Một đám hợm hĩnh này, thực sự là không có ai là bình thường cả. Trịnh Hiếu Phong cũng nghe những lời bình luận này và cảm thấy rất lâng lâng sung sướng. Mặc dù ban ngày anh ta bị đánh thảm hại, nhưng bây giờ anh ta đã cảm thấy tốt hơn. "Này, cô đòi 300 triệu có phải hơi quá đáng không? Thôi, để tôi đưa con trai cô đi bệnh viện khám. Sau đó tôi sẽ bồi thường cho cô 3 tỷ." Trịnh Hiếu Phong nói với phu nhân. "Cậu là ai? Người phụ nữ giàu có nhịn lại không ít, dù sao thì Trịnh Hiếu Phong đi xe BMW, ăn mặc rất sang trọng, nhìn giống như thế hệ thứ hai giàu có không dễ chọc. Con trai của tập đoàn Trịnh thị Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong rất tự hào khi báo cáo danh tính của mình. Người phụ nữ nghe thấy thế thì thật lâu không nói chuyện. Trương Lan Phượng nhìn tình cảnh này, trong lòng thật sự rất hài lòng. Phế vật, cậu nhìn người ta kia, rồi nhìn lại mình đi, đây chính là cách biệt đấy. Trương Lan Phượng nhìn chầm chầm Hoàng Thiên nói. Có những chàng cười lớn nổ ra trong đám đông. Ai ra, đúng là quá vô dụng, cậu chỉ nói được một câu như vậy thì đến đây để mất mặt à một người bác gái khinh thường nhìn hoàng thiên nói với giọng điệu kỳ lạ đúng vậy chuyện mẹ vợ gặp phải mà phải nhờ người khác hỗ trợ giải quyết nếu tôi có đứa con rể như vậy thì đã đuổi đi từ lâu rồi lan phượng đúng là tốt tính khi lâm ngọc an nhìn thấy cảnh này trong lòng cô thực sự khó chịu dù sao chính chồng cô bị chế nhạo thế này cô cũng không đẹp mặt gì mọi người xung quanh càng nói câu này lửa giận của trương lan phượng càng lớn thấy Hoàng Thiên vẫn đứng ở đây, bà tức giận tát Hoàng Thiên một cái. Sao cậu lại đứng ở đây, còn không mau cút về nhà cho tôi? Hoàng Thiên sửng sốt một hồi, anh liếc mắt nhìn Lâm Ngọc An bên cạnh, anh vẫn nhịn xuống. Anh đứng được ra ở đây làm gì, mau cút đi. Trương Lan Phượng tức giận nhìn Hoàng Thiên, ước gì Hoàng Thiên lập tức biến mất khỏi mắt bà ta. Mẹ, đừng làm chuyện này với Hoàng Thiên, anh ấy cũng có lòng tốt đến giúp đỡ lâm ngọc an khuyên trương lan phượng làm sao cậu ta có thể giúp được trương lan phượng tức giận nói chẳng phải đến cuối vẫn cần cậu chủ trịnh ra tay giúp đỡ sao lâm ngọc an lắc đầu bất lực cô cảm thấy hoàng thiên bị sỉ nhục thẩm tệ là do cô gọi anh tới trương lan phượng cũng không để ý tới hoàng thiên bà ta liếc mắt nhìn trịnh hiếu phong trong lòng vẫn là rất hài lòng với trịnh hiếu phong bởi vì trương lan phượng đã nhìn thấy từ khi trịnh hiếu phong đến người phụ nữ kia không còn kiêu ngạo như vậy nữa cậu chủ trịnh đúng là có thể chấn áp được tất cả cậu chủ trịnh một lát nữa chồng của người phụ nữ này sẽ đến cậu có thể chống đỡ được không trương lan phượng kéo trịnh hiếu phong sang một bên khế hỏi trịnh hiếu phong mỉm cười vui vẻ nhìn trương lan phượng nói gì đừng lo lắng ở thành phố bắc ninh không ai dám không nể mặt trịnh hiếu phong này khi trương lan phượng nghe trịnh hiếu phong nói điều này đột nhiên duỗi thẳng eo quá tốt rồi có lời này của cậu thì dì yên tâm rồi trương lan phượng mỉm cười nhìn trịnh hiếu phong nhìn thế nào cũng ưng dì cứ yên tâm bà ta chỉ cần một số tiền không sao cả cháu có tiền trịnh hiếu phong tỏ vẻ là một người rất giàu có trương lan phượng càng yên tâm hơn lúc này nhìn khuôn mặt sưng vù của trịnh hiếu phong bối rối hỏi cậu chủ trịnh sao mặt cậu lại sưng như vậy nói đến chỗ đau của trịnh hiếu phong anh ta trừng mắt nhìn Hoàng Thiên với lòng căm hận. Sao mặt tôi lại sưng thế này? Là vì tôi bị hàng chục cái tát trời giáng vào mặt. Nhưng Trịnh Hiếu Phong đương nhiên không thể nói với Trương Lan Phượng về điều này, bởi vì điều đó sẽ quá xấu hổ. Gì, dạo này cháu ăn uống tốt quá nên tăng cân một chút đó mà. Trương Lan Phượng cũng không ngu ngốc, bà nhìn Trịnh Hiếu Phong cười cười, cháu đừng đùa với gì, cháu bị đánh sao. Trịnh Hiếu Phong mặt nóng lên, biết mình không thể che giấu, ngại ngùng cười nói với trương lan phượng gì thực sự cháu bị đánh như thế này vì cứu ngọc an cứu ngọc an trương lan phượng nghe thế thì choáng váng lâm ngọc an sợ trương lan phượng lo lắng nên đã bàn bạc với em gái không nói với trương lan phượng những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó dạ gì ngọc an và huỳnh mai hôm nay gặp phải kẻ xấu con bị đánh thế này để cứu bọn họ trịnh hiếu phong thở dài và nói sau khi nghe được lời này trong lòng sợ hãi Trương Lan Phượng liền vội vàng hỏi Lâm Ngọc An, Ngọc An, có thật không? Tại sao con không nói với mẹ? Lâm Ngọc An cắn môi, nhớ đến chuyện đã xảy ra là cô không chịu đựng nổi. Cô cũng rất kinh ngạc, rõ ràng là Hoàng Thiên đã cứu cô, Trịnh Hiếu Phong cứu cô khi nào? Mẹ, đó là một người tên Trịnh Tiến, ông ta đã bắt cóc con và Huỳnh Mai. Lâm Ngọc An nói ngắn gọn về vấn đề với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng càng nghe càng bối rối, Lâm Ngọc An không biết Trịnh Tiến là ai, nhưng cô biết Trịnh Tiến và Trịnh Hải là anh em ruột và là chú của Trịnh Hiếu Phong. Cậu chủ Trịnh, Trịnh Tiến không phải là chú của cậu sao? Tại sao ông ta lại bắt cóc Huỳnh Mai? Trương Lan Phượng mặt xa sầm và hỏi Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong đã sớm tìm ra cách ứng phó, tỏ ra rất tức giận. Gì, Ngọc An, cháu không có một người chú như vậy. Hừm, khi cháu biết rằng Trịnh Tiến bắt cóc Ngọc An và Huỳnh Mai, cháu đã rất tức giận cháu đã đến gặp chú ấy để tìm hiểu mọi chuyện, nhưng không ngờ đến cháu mà chú ấy cũng đánh. Lâm Ngọc An nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, lúc đó Hoàng Thiên nhờ Tiêu Tấn chờ cô và Huỳnh Mai về nhà nên không thấy Trịnh Hiếu Phong có mặt. Không ngờ Trịnh Hiếu Phong phân biệt đúng sai rõ ràng như vậy, anh ta lại trở mặt với ông chú của mình vì cô và Huỳnh Mai. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong, trong lòng xúc động, này, Trịnh Hiếu Phong, cháu thật tốt, gì sẽ nhớ cháu lần này giúp đỡ hoàng thiên đang xem tất cả những thứ này anh thực sự ngưỡng mộ ra mặt dày của trịnh hiếu phong tên này còn có chút liêm sỉ nào không vậy trịnh hiếu phong anh có chắc là anh và chú của mình không cùng một ruột không hoàng thiên cười lạnh chất vấn trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong bùng nổ ngay khi nghe thấy điều này hoàng thiên anh còn muốn ngậm máu phun người sao anh làm gì với ngọc an thì gì trương là người rõ nhất không sai tôi tin tưởng cậu chủ trịnh trương lan phượng gật đầu sau đó trừng mắt nhìn hoàng thiên thế mà cũng học được cách hãm hại người khác rồi đấy tôi thấy cậu càng ngày càng không biết xấu hổi mẹ con đã cứu ngọc an và huỳnh mai trịnh hiếu phong và trịnh tiến là cùng một ruột con cảm thấy ngọc an rất không an toàn hoàng thiên nói trương lan phượng mở to mắt khi nghe thấy tôi thấy ở bên cậu mới không an toàn cậu có thể cứu ngọc an trong thời điểm này không nếu xảy ra chuyện cậu chạy nhanh hơn bất cứ ai khác lúc này lâm ngọc an nói với trương lan phượng mẹ ơi chính hoàng thiên đã cứu con và huỳnh mai được được rồi cho dù hoàng thiên cứu con cậu chủ trịnh cũng có công trương lan phượng nóng nảy nói trịnh hiếu phong cảm thấy thỏa mãn trong lòng mặc dù hôm nay phải chịu đựng rất nhiều nhưng lâm ngọc an không biết việc làm bẩn thỉu của mình và anh cũng giành được tình cảm của trương lan phượng dành cho mình hoàng thiên biết cho dù mình nói cái gì trương lan phượng cũng sẽ không tin cho nên đành phải ngừng nói này, này, ta nói các ngươi đều là lầm bẩm Người phụ nữ giàu có trở nên không kiên nhẫn ở bên cạnh chỉ vào Trương Lan Phượng nói, để tôi nói cho bà biết. Nếu hôm nay bà không đưa tôi 300 triệu, tôi sẽ khiến bà đẹp mặt. Có cậu chủ trịnh ở đây, Trương Lan Phượng rất tự tin. Trước kia bà rất ghen ti với người phụ nữ này, dù sao chồng bà ta là Đinh Cường rất nổi tiếng trong khu vực này. Nhưng bây giờ, Trương Lan Phượng không quan tâm đến Đinh Cường nữa, bà tin rằng cậu chủ trịnh có thể chấp hết Đinh Cường. Ha ha, còn muốn lấy 300 triệu của tôi, tôi nói cho cô biết, đừng hòng Trương Lan Phượng chế riêu người phụ nữ giàu có. Bà ta tức giận đến mức định đánh lại Trương Lan Phượng, Trương Lan Phượng không tỏ ra yếu thế, lại định đánh tiếp. Lần này Hoàng Thiên không ngăn cản, anh cũng rất cạn lời với mẹ vợ, cho dù mẹ vợ bị đánh thành đầu heo thì anh cũng không muốn lo lắng nữa. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Lexus màu đen phóng nhanh tới xe kít một tiếng, ngay khi chiếc xe dừng lại, năm người đàn ông đã đi xuống. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên trong bộ vest và thắt cà vạt, nhưng lại ra dáng một quý ông. Nhưng nhìn vào khuôn mặt, ông ta là một người dữ tợn và tàn nhãn. Ngôn tình sủng. Phía sau người đàn ông trung niên là bốn thanh niên, tất cả đều mặc vest và quần jean xanh đen. Có hình xăm trên cơ thể. Không ổn rồi Lan Phượng, Đinh Cường đến rồi. Lan Phượng, Chạy đi, Đinh Cường đánh người rất tàn nhãn. Đúng, đúng, cô nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của Đinh Cường kia. Các bà cô tập thể dục đều tái mặt vì sợ hãi và thuyết phục Trương Lan Phượng nhanh chóng chạy đi. Trương Lan Phượng bàng hoàng khi nhìn thấy đã giết người của Đinh Cường. Lâm Ngọc An cũng rất căng thẳng, cô đang đứng cùng với Hoàng Thiên, lúc này cô dựa vào Hoàng Thiên theo bản năng. Đây chỉ là bản năng của phụ nữ, những lúc khủng hoảng vẫn cần một người đàn ông để dựa vào chồng ơi chính là cô ta đánh em anh xem cô ta đánh em sưng hết mặt rồi đây này người ta không còn xinh đẹp nữa đúng không người phụ nữ chạy đến đinh cường khóc và chỉ tay về phía trương lan phượng đinh cường thấy mặt vợ biến thành con mèo nhỏ tức giận mở to mắt được rồi cô còn dám đánh vợ của đinh cường tôi có phải cô sợ sống quá lâu không ánh mắt hung ác của đinh cường nhìn trương lan phượng trương lan phượng theo bản năng tiến lên hai bước sắc mặt tái nhợt bốn người đàn ông mà đinh cường mang theo chạy đến và chỉ chờ lệnh của đinh cường để tập hợp lại với trương lan phượng lâm ngọc an lo lắng đến mức môi khẽ run cô đã sẵn sàng nếu đinh cường thực sự muốn làm điều gì đó với mẹ cô cô sẽ chiến đấu hoàng thiên không muốn quan tâm đến trương lan phượng nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương và bất lực của vợ mình lúc này trái tim anh lập tức mềm ra lã việt cậu có biết ai đó tên là đinh cường không hoàng thiên gọi lã việt đinh cường nghĩ lại thì chỉ là một nhân vật nhỏ thôi anh hoàng ông ta có xúc phạm cậu không thông báo cho đinh cường bảo ông ta cút ra chỗ khác hoàng thiên cúp điện thoại không ai để ý đến hoàng thiên bởi vì mọi người đều chú ý xem trương lan phượng có bị đánh hay không vào lúc này đinh cường đã yêu cầu bốn thuộc hạ của mình vặn cánh tay của trương lan phượng vợ à là cô ta đánh em sao vậy thì bây giờ em cào nát mặt cô ta đi đinh cường nói với người phụ nữ bà ta đột nhiên mở mắt ra liền nhào tới cào trương lan phượng suýt ngất xỉu dù đã là bà cô trung niên nhưng cô vẫn rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình bà ta biết hoàng thiên không thể trông cậy vào chuyện đó nữa hiện tại chỉ có trịnh tiến hiếu phong mới có thể cứu bà ta cậu chủ trịnh mau đến cứu gì trương lan phượng hét lên như lợn bị cắt tiết cái gì mà cậu chủ này nọ này bà già hôm nay bà có tìm ai cũng không cứu nổi đâu Người phụ nữ giàu có chừng mắt nhìn Trương Lan Phượng, sau đó sắn tay áo chuẩn bị ra tay. Lâm Ngọc An lộ vẻ lo lắng, cô không thể cứ nhìn mẹ mình bị đánh, cô định lao vào giúp đỡ. Hoàng Thiên đã theo dõi Lâm Ngọc An, và tất nhiên vợ anh phải được bảo vệ. Anh ta nắm lấy Lâm Ngọc An. Tại sao lại kéo tôi? Lâm Ngọc An lo lắng nói. Hiện tại em xông lên để ăn đòn à? Hoàng Thiên nói. Vậy thì cũng không thể nhìn mẹ bị đánh được đừng lo lắng mẹ không sao đâu hoàng thiên nói một cách bình tĩnh nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm của hoàng thiên lúc này lâm ngọc an rất kỳ quái tại sao anh lại chắc chắn như vậy cậu chủ trịnh cậu mau đi ra đi người đâu rồi trương lan phượng lo lắng đến mức chết đi sống lại tìm kiếm trịnh hiếu phong khắp nơi trên thực tế trịnh hiếu phong đang ở trong đám đông anh ta vốn dĩ lộ diện khoe mẽ với trương lan phượng và lâm ngọc an nhưng đối diện với Đinh Cường, thân phận cậu chủ trịnh này của anh ta cũng phải có chút thể diện. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Cường dẫn theo bốn đàn em và đang phát điên vì tức giận, anh ta không dám tiến lên. Nếu làm không tốt, Đinh Cường ngứa mắt, vậy chẳng phải sẽ xử luôn cả anh ta sao? Xem xét những điều này, Trịnh Hiếu Phong không vội vàng tiến về phía trước vì hôm nay anh ta đã bị hành hạ đủ nhiều và không muốn bị đánh nữa. Nhìn thấy Trương Lan Phượng sắp bị đánh, nhưng vào lúc này, Điện thoại di động của Đinh Cường vang lên. Khi anh bước đến bên cạnh và nghe điện thoại, sắc mặt của Đinh Cường biến sắc, hoảng hốt. Chính là Lã Việt đã gọi điện cho ông ta. "Bà già, bà còn gì để nói nữa không? Tôi cho bà một cơ hội nữa, bà đưa 300 triệu thì coi như xong, nếu không sẵn sàng đẹp mặt đi." Người phụ nữ trước mặt Trương Lan Phượng nói một cách hung ác. Trương Lan Phượng làm sao có thể có 300 triệu cho cô ta? Lúc này bà thực sự vừa tức vừa lo không còn cách nào. Hoàng Thiên, cậu chết rồi sao? Còn không mau tới giúp tôi Trương Lan Phượng nhìn chầm chầm vào Hoàng Thiên và hét lên. Mẹ, mẹ không sao chứ? Hoàng Thiên cách đó không xa bình tĩnh nói. Bởi vì anh vừa thấy, Đinh Cường đã nhận cuộc gọi rồi, tên này cho dù có to gan nhưng vẫn không dám đối mặt với Lã Việt. Trương Lan Phượng tức giận đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ nhóm gì xung quanh cũng thở dài đều cảm thấy con rể của trương lan phượng thật sự vô dụng không đáng tin cậy khi người phụ nữ thấy trương lan phượng không chịu trả tiền bà ta đưa tay ra và cào vào mặt trương lan phượng trương lan phượng nhắm mắt lại biết mình sắp bị hủy hoại nhan sắc rồi cậu chủ trịnh cậu chủ trịnh trương lan phượng nhắm mắt và hét lên cậu chủ trịnh là hy vọng duy nhất của bà trịnh hiếu phong thấy không thể không ra đứng ở một bên giả vờ chết cũng không được trong lúc tuyệt vọng trịnh hiếu phong đã phải căn răng bước tới chưa kịp nói thì đã thấy đinh cường lao tới nằm lấy cổ tay người phụ nữ dừng lại đừng cao chồng anh làm sao vậy người phụ nữ bối rối và nhìn đinh cường đầy nghi ngờ bà ta thấy sắc mặt của đinh cường toát đầy mồ hôi lạnh trên điện thoại lã việt lộ ra vẻ rất tức giận chúc thực lực này của ông ta đâu dám khiêu khích lã việt đinh cường mặc kệ vợ mình lúc này mới cười nói với trương lan phượng chị cả, chúng ta đều sai cả rồi. chị đừng để trong lòng. sau khi nói xong, đinh cường nhìn bốn người đàn ông, các người vẫn không buông tha cho chị gái này sao? bốn người vội vàng buông cánh tay trương lan phượng, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy. tất cả những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là trịnh hiếu phong, anh a vừa bước tới, đinh cường đã dịu lại. điều này đã mang lại cho anh ta một niềm vui vỡ hòa xem ra cậu chủ đây vẫn còn thể diện đinh cường lại sợ mình như vậy trịnh hiếu phong rất tự hào về bản thân đứng thẳng thắt lưng ở đó cảm thấy lâng lâng hạnh phúc cậu chủ trịnh cậu đúng là quá giỏi trương lan phượng đột nhiên nhướng mày nhìn về phía trịnh hiếu phong không biết nên cảm ơn như thế nào a wow, quả nhiên cậu chủ trịnh thể diện rất lớn đúng vậy ngay khi cậu chủ trịnh tiến tới đinh cường lập tức thay đổi người ta giàu có lại còn trẻ Đinh Cường không dám khiêu khích. Một số bà dì bắt đầu trò chuyện và tỏ ra ghen tị với Trịnh Hiếu Phong. Đương nhiên, bọn họ không thể không nhìn Hoàng Thiên, trong mắt bọn họ, Hoàng Thiên và Trịnh Hiếu Phong đơn giản là không thể so sánh được, đúng là một trời một vực. Trong lòng Trịnh Hiếu Phong lâng lâng vui sướng, lúc này, anh ta lắc đầu một cách đắc ý rồi nói với Trương Lan Phượng, "Dì à, dì không cần cảm ơn cháu, đây là việc cháu nên làm." Lâm Ngọc An nhìn Trịnh Hiếu Phong Mặc dù cô chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Trịnh Hiếu Phong, nhưng chuyện hôm nay đúng là nhờ Trịnh Hiếu Phong. Vì vậy ấn tượng của Lâm Ngọc An về Trịnh Hiếu Phong cũng thay đổi rất nhiều. Khi Trương Lan Phượng nhìn thấy Trịnh Hiếu Phong có thể diện lớn như vậy, trong lòng không sợ hãi cái gì. Nhìn Đinh Cường, Trương Lan Phượng cong môi nói, "Đinh Cường, anh còn muốn để vợ anh cào mặt tôi nữa không?" Đinh Cường sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng cười nói, "Chị nói gì vậy, em đâu dám." Cô còn muốn tôi trả 300 triệu?" Trương Lan Phượng ngẩng cổ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ thấy vậy thì tức giận, chồng của bà ta trâu bò như vậy, có thể thấy được Trương Lan Phượng chắc chắn là người không dễ chọc vào. "Chị gái không cần phải trả một đồng, nếu chị vẫn tức giận thì cứ đánh em vài cái." Người phụ nữ xin lỗi Trương Lan Phượng với một nụ cười làm hòa trên khuôn mặt. Trương Lan Phượng cảm thấy thật tự hào, trước sự chứng kiến của rất nhiều người quen, bà cảm thấy rất có thể diện hoàng thiên đến đây trương lan phượng tức giận gọi hoàng thiên hoàng thiên giật mình không biết trương thiến nguyệt định làm gì đành phải bước tới mẹ có chuyện gì tôi nghĩ cậu nên tự giác một chút đi nhìn cậu chủ trịnh kia rồi nhìn lại mình đi cậu cho rằng cậu xứng với với ngọc an nhà chúng ta sao trương lan phượng nhìn chằm chằm hoàng thiên hỏi mẹ con không hiểu ý mẹ hoàng thiên không còn cách nào khác là bối rối Bất lực lắc đầu. Khi về nhà tôi sẽ nói cậu sau, hừ. Trương Lan Phượng khịt mũi, bà ta cũng cảm thấy việc ép Hoàng Thiên ly hôn với Lâm Ngọc An bên ngoài sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, bà ta quyết định về nhà rồi nói tiếp. Khi Trịnh Hiếu Phong nghe Trương Lan Phượng nói điều này, trong lòng cực kỳ vui sướng. Anh ta có thể nghe thấy rằng Trương Lan Phượng đã hạ quyết tâm thông qua vụ việc này để buộc Hoàng Thiên phải ra khỏi nhà họ Lâm thế thì sao anh ta có thể bỏ qua cơ hội này được chị gái nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây đinh cường gật đầu và cúi đầu để hỏi ý kiến của trương lan phượng trương lan phượng trong lòng mừng rỡ vừa lòng liếc mắt nhìn trịnh hiếu phong bên cạnh cảm thấy bà có thể diện lớn như vậy là do trịnh hiếu phong sau khi nhìn đinh cường và vợ rời đi trương lan phượng xua tay nhìn thái độ của hai người tốt nên tôi tha cho hai người lần này nhưng hai người nên nhớ kỹ Cậu chủ Trịnh là con rể tương lai của tôi, các người không chọc nổi đâu. Trịnh Hiếu Phong nghe mà cực kỳ hài lòng. Anh ta tin rằng Đinh Cường sợ anh ta nên mới rút lui như vậy. Tôi nói này Đinh Cường, từ bây giờ ông cẩn thận một chút cho tôi, cút. Để giả vờ mạnh mẽ trước mặt Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An, Trịnh Hiếu Phong vỗ nhẹ vào mặt Đinh Cường vào lúc này, trông như thể anh ta là kẻ bất khả chiến bại. Vốn dĩ Hoàng Thiên khá tức giận, bởi vì Trịnh Hiếu Phong cướp công lao của anh, anh đột nhiên không thể giải thích được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trịnh Hiếu Phong đang tìm chết, Hoàng Thiên không nhịn được mà bật cười. Đúng như dự đoán của Hoàng Thiên, Đinh Cường lập tức bị Trịnh Hiếu Phong làm cho tức giận. Mày chui từ xó nào ra vậy? Cậu chủ Trịnh đúng không? Đợt sao em mờ sao mày chứt? Đinh Cường giận dữ chửi Trịnh Hiếu Phong, sau đó giơ tay tát vào khuôn mặt vốn đã sưng vù của Trịnh Hiếu Phong bốn cái tát có một cái tát vào mặt, bàn tay rất lớn của Đinh Cường quá mạnh khiến Trịnh Hiếu Phong ngất xỉu tại chỗ. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến tất cả những người có mặt đều sướng sờ. Trương Lan Phượng cũng chết lặng, Đinh Cường không xin lỗi mình vì sợ cậu chủ Trịnh sao. Làm sao dám đánh cậu chủ Trịnh được? Đinh Cường, ông, ông dám đánh cậu chủ Trịnh sao? Ha ha, cậu chủ Trịnh cái phân chó, nó thì là cái thá gì? Chị lớn, lúc trước tôi xin lỗi hoàn toàn là ý của anh Hoàng, chỉ phải nói cho anh Hoàng biết, đừng thù ghét tôi. Đinh Cường nhìn Trương Lan Phượng cười nói, sau đó vội vã đi cùng vợ và thuộc hạ của mình. Sau khi nghe những lời của Đinh Cường trước khi rời đi, trái tim Lâm Ngọc An rung động dữ dội. Anh Hoàng, Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên theo bản năng. Trương Lan Phượng hoàn toàn sướng sờ nhìn Trịnh Hiếu Phong đang ngất đi, bà ta biết mình nghĩ sai rồi, hóa ra Trịnh Hiếu Phong không là gì. Sau một thời gian dài rắc rối, đinh cường đã nhận được chỉ thị từ anh hoàng và xin lỗi nhưng anh hoàng là ai trương thiến thiến khó hiểu lúc này nhìn thấy hoàng thiên trước mặt trong lòng đột nhiên nảy lên chẳng lẽ anh hoàng là hoàng thiên nhưng điều này sao có thể xảy ra được trương lan phượng nhanh chóng phủ nhận ý kiến này bà ấy mà không biết hoàng thiên là thứ vô dụng như thế nào sao trương lan phượng cậu chủ họ hoàng mà giang cường nhắc đến là đang nói ai vậy không phải là con rể của bà sao một người phụ nữ đi tới hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng liếc nhìn Hoàng Thiên không khỏi biểu môi, chỉ dựa vào Hoàng Thiên mà có thể làm được sao? Chị Vương, chị thật sự có thể làm em vui, nhưng Hoàng Thiên làm sao có khả năng? Trương Tuấn lắc đầu nói. Lúc này một phụ nữ khác cười. Ô, chị Vương chị thật biết đùa, chị cũng không thử nghĩ một chút, Giang Cường là người như nào? Cả con phố này đều là địa bàn của Giang Cường hắn còn rất sợ cậu chủ họ hoàng thì chị nghĩ rằng cậu chủ nhà họ hoàng có thể là người bình thường được hay sao đúng vậy chị vương không phải tôi đánh giá thấp hoàng thiên cậu ta thực sự không có khả năng đó ha ha theo những gì tôi thấy cậu chủ nhà họ hoàng này phải là người không muốn lộ diện để bảo vệ trương lan phượng trong bóng tối hai một nhóm các bà thím cùng đến và buôn chuyện với nhau trương lan phượng nghe được những lời bình luận của những người này bà đột nhiên mím môi cười trong đầu bà thầm nghĩ quý ngài kia nhất định là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Chỉ là Trương Lan Phượng còn chưa hoàn toàn chắc chắn, Trương Lan Phượng cũng không muốn nói ra ngoài. Hoàng Thiên, sao cháu không nói chuyện, cháu chỉ cần nói cho cô biết cháu có phải là cậu chủ nhà họ Hoàng không, ha ha ha. Người cô được gọi là chị Vương nói đùa trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn dì Vương với vẻ mặt bình tĩnh, cười nói, đúng vậy, là tôi. Hả, Dì Vương sừng sốt một lúc rồi bật cười, vậy mới vui chứ. Nghe này, Hoàng Thiên nói chính nó là cậu chủ nhà họ Hoàng đó, ha ha ha. Dì Vương cười khinh thường Hoàng Thiên, các gì khác cũng cười theo. Một trong số họ nói, Lan Phượng, có vẻ như sau này bà sẽ phải nhìn con rể của mình với con mắt khác đó. Nhìn con rể bà mạnh mẽ như thế nào, ngay cả Giang Cường cũng sợ anh ấy. Vâng, Lan Phượng, nếu như hôm nay mà không có con rể của bà ở đây thì bà thật là thảm hại sau này xem ra chúng ta phải nhờ Lan Phượng quan tâm một chút, gặp phải chuyện gì có thể tìm con rể của bà giúp đỡ một chút. Hai, mấy bà thím chế nhạo, không để ý nhìn xem ai đang ở phía sau. Trương Lan Phượng sắc mặt càng ngày càng xấu, kiên định nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Bà cảm thấy người con rể này là do ông trời muốn bà xấu hổi cậu còn mặt mũi mà ở lại đây, còn không mau về nhà y. Trương Lan Phượng vô cùng bực bội, ngón tay đã chọc vào trên trán Hoàng Thiên hoàng thiên rất uất ức rõ ràng anh đã giúp mẹ vợ thoát khỏi vòng vây nhưng cuối cùng lại thành ra thế này mẹ cậu chủ họ hoàng mà giang cường nói thật sự là con mẹ có tin hay không hoàng thiên hờ hững lắc đầu chuẩn bị đưa lâm ngọc an về nhà trước cậu còn nói cậu mà nói tôi càng thêm buồn bực tôi tự hỏi da mặt của cậu dày đến như vậy sao cậu để mọi người trêu ghẹo vài câu thì có sao đâu trương lan phượng tức giận nói hi hi hoàng thiên liếc nhìn mấy bà cô hàng xóm này anh quá lười để giải thích cậu vẫn chưa phục phải không tôi hỏi không mau về nhà trương lan phượng vô cùng bực bội ngón tay đã chọc vào trên trán hoàng thiên hoàng thiên rất uất ức rõ ràng anh đã giúp mẹ vợ thoát khỏi vòng vây nhưng cuối cùng lại thành ra thế này mẹ cậu chủ họ hoàng mà giang cường nói thật sự là con mẹ có tin hay không hoàng thiên hờ hững lắc đầu chuẩn bị đưa lâm ngọc an về nhà trước cậu còn nói cậu mà nói tôi càng thêm buồn bực tôi tự hỏi da mặt của cậu dày đến như vậy sao cậu để mọi người trêu ghẹo vài câu thì có sao đâu trương lan phượng tức giận nói hì hì hoàng thiên liếc nhìn mấy bà cô hàng xóm này anh quá lười để giải thích cậu vẫn chưa phục phải không tôi hỏi cậu nếu cậu nói giang cường nhận ra cậu vậy tại sao hắn ta một chút cũng không thèm quan tâm tới câu trương lan phương nhìn hoàng thiên là anh ta không biết con hoàng thiên cười bất lực hi hi hoàng thiên ơi là hoàng thiên tôi thật sự phục con người cậu cậu không cảm thấy trước sau đều rất mâu thuần sao trương lan phượng buồn cười dì vương nghe vậy rất phấn khích bà cười nói được rồi phượng con rể bà muốn giữ thể diện đúng vậy phượng hoàng thiên cũng là người lương thiện không biết nói dối he he cũng biết chọc cười giang cường mà còn không biết thôi thì cho cậu chút thể diện buồn cười chết đi được ha Hà hàn một vài người gì cười đến mức choáng váng suýt nữa ngã lăn ra quảng trường lâm ngọc an mặt đỏ lên một hồi trắng bệch một hồi lúc này mới nói với hoàng thiên cùng về nhà với tôi về nhà với tai ngọc an em cũng không tin tôi sao hoàng thiên thật sự không nói nên lời nhìn gương mả xinh xắn của lâm ngọc anh anh nghĩ vợ anh nên tin anh anh còn muốn nói dối tôi lâm ngọc an khóe mắt có chút ẩm ướt đối với hoàng thiên vô cùng thất vọng anh không có bản lĩnh, tôi thừa nhận, anh không giúp được mẹ, tôi cũng không trách anh, nhưng tôi không muốn anh trở thành người mở miệng ra là nói dối. Ngọc An, tôi thực sự không nói dối em. Bốp, một cái bà tai phát ra tiếng, Lâm Ngọc An đã vũng bàn tay đẹp đẽ của mình tát một cái vào mặt Hoàng Thiên. Sau đó Lâm Ngọc An xoay người bỏ chạy khỏi quảng trường. Này, Hoàng Thiên nóng mặt đến mức không nói được lời nào. Ngọc An một ngày nào đó em sẽ biết rằng tất cả những gì chồng em nói đều là sự thật. Hoàng Thiên tự nghĩ, sau đó yên lặng rời khỏi quảng trường. Khi ra đến phố, anh lên chiếc xe Bentley của Lã Việt và lái xe trở về khách sạn ba sao. Lã Việt và Kha Phù vẫn đang uống rượu trong phòng riêng, sau khi Hoàng Thiên đưa chìa khóa cho Lã Việt, anh cũng không ở lại nhiều mà bắt taxi trở về nhà. Lúc này, Trương Lan Phượng cũng đã về nhà, mặc dù cảm thấy Hoàng Thiên làm cho mình xấu hổ, nhưng trong lòng bà vẫn không kìm được kích động. Thật thú vị quý ngái mà giang cường nói đến chắc hẳn là con trai của nhà họ hoàng ngọc an mau ra ngoài mẹ nói cho con biết một chuyện trương lan phượng hào hứng gọi lâm ngọc an ngay khi vừa bước vào nhà khi lâm ngọc an bước ra khỏi phòng cô đã rất khó hiểu khi thấy mẹ mình kích động như thế này mẹ có gì mà vui thế này con gái ngoan con có biết quý ngái hôm nay đã giúp con là ai không trương lan phượng hỏi lâm ngọc an với vẻ mặt bí hiểm lâm ngọc an cau mày cô ấy cảm thấy bực mình khi nghe chuyện bây giờ con không biết ha ha con không biết nhưng mẹ biết quý ngài này chắc là cậu chủ nhà họ hoàng ở hà nội trương lan phượng cười lớn khi lâm ngọc an nghe điều này trong trái tim cô đột nhiên cảm thấy có sao động nhìn trương lan phượng và nói mẹ chúng ta chưa bao giờ được gặp cậu chủ nhà họ hoàng làm thế nào mà mẹ khẳng định đó là anh ta làm sao không thể nào con nghĩ kỹ mà xem cậu chủ nhà họ Hoàng giúp chúng ta mà không cần điều kiện gì để hoàn thành sơn trang cầm viên, kinh phí cũng phải mấy trăm tỷ liền. Ngừa ta dựa vào cái gì mà giúp chúng ta như vậy, còn không phải là đã nhìn chúng con hay sao? Vì vậy theo phân tích của mẹ, cậu chủ nhà họ Hoàng này cố tình ra vẻ thần bí, hơn nữa luôn âm thầm lặng lẽ ở phía sau giúp đỡ con một cách bí mật. Bằng không làm sao có thể vừa kịp lúc mà cứu giúp ta, Trương Lan Phượng càng nói càng cảm thấy chính là như vậy bà trong lòng đã không ngừng nghĩ tới những điều tốt đẹp. Ngọc An im lặng, trong lòng cô dối bời. Dù như thế nào đi nữa, cô cũng là phụ nữ đã có chồng, mặc dù cô và Hoàng Thiên chưa bao giờ trở thành vợ chồng thật sự. Đúng lúc này Hoàng Thiên bước vào nhà. Mẹ, Ngọc An, con về rồi. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An phất lờ Hoàng Thiên, thậm chí Trương Lan Phượng còn chừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Ngọc An, sao con không nói gì? Cậu chủ nhà họ Hoàng đối xử với con tốt như vậy, con nên vui mừng mới phải. trương lan phượng vẻ mặt đầy háo hức hỏi lâm ngọc an. lâm ngọc an lúc này mới liếc nhìn hoàng thiên. cô cảm thấy mẹ có chút quá đáng. nếu không coi trọng hoàng thiên, bà cũng không thể nói ra những điều này trước mặt hoàng thiên. mẹ, đừng nói nữa. lâm ngọc an nói. trương lan phượng chừng mắt nhìn cô, quét mắt qua hoàng thiên một lát, sau đó nói, hừ, có chuyện gì, chúng ta sao không thể nói trước mặt hắn? mẹ. Hoàng Thiên dù sao cũng là chồng của con, mẹ còn nói trước mặt anh ấy những lời này, thật quá đáng. Lâm Ngọc An nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng không quan tâm, nói ngay trước mặt cậu ta thì làm sao? Ta chính là để cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó, Trương Lan Phượng từ trên ghế sofa đứng lên, đến bên cạnh Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, hôm nay để tôi nói rõ cho cậu biết, cậu chủ nhà họ Hoàng bị Ngọc An thu hút, cậu ấy vẫn luôn luôn ẩm thầm giúp đỡ nó. Hoàng Thiên thật sự choáng váng, cậu chủ nhà họ Hoàng thích con gái bà, chuyện này cần gì bà phải nói, nếu anh không phải là thích con gái của bà thì làm sao anh có thể chịu đựng bà mỗi ngày đều chửi mắng anh. Mẹ, con biết rồi." Hoàng Thiên cười nhạt nhìn Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng tức giận đến xanh cả mặt, còn tự hỏi tại sao con gái mình lại lấy một người đàn ông vô dụng như vậy. Ở giờ phút quan trọng này, cậu ta còn có thể cười. "Hoàng Thiên cậu có phải bị làm sao hay không?" có người đàn ông khác thích vợ của cậu mà cậu cũng không tức giận chút nào sao? Trương Lan Phượng kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, vừa giận vừa buồn cười. Đương nhiên con không tức giận, bởi vì người đàn ông mà mẹ nhắc tới chính là con. Hoàng Thiên thẳng thừng nói. Trương Lan Ngọc trợn mắt quát, đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa với cậu. Cậu không phải luôn miệng nói yêu Ngọc An sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu so với cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội chỉ là rác rưởi nếu cậu yêu ngọc an thì mau buông tha cho nó ngày mai cùng nó đi ly hôn đi sự áp bức của trương lan phượng khiến hoàng thiên choáng váng thậm chí hoàng thiên còn có cảm giác bị khủng hoảng thường thì trương lan phượng sẽ khiển trách anh nhưng anh có thể chịu đựng điều đó cho vợ mình là lâm ngọc an nhưng trương lan phượng yêu cầu anh ly hôn với lâm ngọc an anh không thể làm được c anh có yêu lâm ngọc an hay không câu trả lời là có hoàng thiên thực sự rất yêu cô NH đã kết hôn với Lâm Ngọc An được hơn 3 năm, mặc dù Lâm Ngọc An không thích anh ta và chưa bao giờ làm chuyện vợ chồng nên làm cùng anh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của Hoàng Thiên dành cho cô. Cha của Lâm Ngọc An thất bại trong sự nghiệp, chết vì bệnh tim, nằm trên giường nhưng ông lại chọn Hoàng Thiên làm con rể. Khi đó, Lâm Ngọc An đã miễn cưỡng còn Trương Lan Phượng thì phản đối quyết liệt, nhưng bệnh của cha Lâm Ngọc An quá nặng. Cô cũng chỉ là muốn chiều theo ý cha cần phải nói rằng cuộc hôn nhân này là không công bằng với Lâm Ngọc An. Vì vậy, nếu Lâm Ngọc An không đệ đơn ly hôn trước, làm sao Hoàng Thiên có thể bỏ rơi cô? "Mẹ, con sẽ không ly hôn với Ngọc An." Hoàng Thiên im lặng một lúc rồi nói. Anh ngước nhìn Trương Lan Phượng và nói một cách chắc chắn. Ngay cả khi Hoàng Thiên như thế này, Trương Lan Phượng cũng tức giận đến mức phổi sắp nổ tung. Chuyện xảy ra tối nay càng củng cố lòng tin của Trương Lan Phượng, đó là Hoàng Thiên phải bị cổ đuổi ra ngoài bà phải tìm người giàu có cho con gái mình, để không còn gì làm cho con bà đau khổ nữa. Không ly hôn, cậu muốn Ngọc An phải khổ sở dai dẳng đến bao lâu rồi mới dừng lại? Ngọc An sống với cậu đã có ngày nào tốt đẹp hay chưa? Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên, vô cùng tức giận. Ngọc An là vợ của con, cả đời này con sẽ không bao giờ để cô ấy thất vọng, trừ khi nhắm mắt, nếu không con sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An thật sâu, bình tĩnh nói: sau khi nghe những lời xúc động của Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng nhất thời giật mình. Sau tất cả, bà cũng có thể nhận ra rằng tình yêu mà Hoàng Thiên dành cho con gái bà là tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu đích thực thì đã sao? Cuộc sống thực tế sống qua ngày, không phải là tình yêu của anh dành cho em và tình yêu em dành cho anh, thứ cần nhất là vật chất. Những cặp vợ chồng nghèo thì thường cãi nhau, sự hài lòng về vật chất là cơ sở của tình cảm của cả hai bên. Nghĩ đến đây, Trương Lan Phượng cười lạnh, được rồi, Cậu đã học được cách lừa người. Cậu cho rằng chỉ cần vài câu nói xuông của cậu có thể khiến con gái tôi sống tốt sao? Mẹ, con không hiểu ý của mẹ, thế nào mới là sống tốt? Đương nhiên là giàu rồi. Cậu giàu có sao? Cậu chỉ tiêu tiền của con gái tôi, hút máu của con gái tôi. Trương Lan Phượng càng nói càng tức giận, chỉ vào mũi Hoàng Thiên, hận không thể cào cho Hoàng Thiên vài cái. Tiền? Hoàng Thiên cười khổ, mẹ vợ nông cạn hời hợt, mẹ biết không? chỉ cần con thích, trong phút chốc liền có tiền lấp đầy căn nhà 100 mét vuông này. Không còn gì để nói, đúng không? Trương Lan Phượng trợn tròn mắt, tức giận đi tới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra sổ hộ khẩu. Vậy là ngày mai là thứ hai rồi, anh và Ngọc An đến tòa án nhân dân thành phố giải quyết ly hôn. Sau đó, Trương Lan Phượng ném sổ hộ khẩu cho Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An im lặng một lúc, trái tim cô rối tung lên, nhiều lần cô cũng nghĩ đến việc ly hôn với Hoàng Thiên. Nhưng khi ngày này thực sự đến, cô phát hiện ra rằng từ lâu cô đã quen có Hoàng Thiên ở bên cạnh. Người đàn ông này đã nhận nhiều lời bất bình và chế diêu trong gia giang này, nhưng anh ta chưa bao giờ phàn nàn. Mặc dù trước đây anh ta không thể làm việc với một cái chân què, quả thực là một kẻ ăn bám vô tích sự, nhưng anh ta đã lê cái chân khập khiêng của mình và làm việc chăm chỉ trong 3 năm, giặt rũ, nấu nướng, đưa đón đi làm và chăm sóc Ngọc Lan thực sự đã rất khó. Nhưng bản chất cuộc hôn của hai người, vốn dĩ đã không có người đàn ông này tham gia nghĩ tới điều đó lâm ngọc an khóe mắt cay cay cô tự hỏi mình thật sự có thể rời sang người đàn ông này sao cô sẽ hối hận chứ cô sẽ cảm thấy tội lỗi không con ngoan con có chuyện gì sao con đừng sợ mọi chuyện đều do mẹ quyết định chỉ cần con gật đầu ngày mai mẹ sẽ cùng con đến ủy ban nhân dân thành phố trương lan phượng nói với lâm ngọc an mẹ con sẽ không ly hôn với hoàng thiên nước mắt Lâm Ngọc An rơi xuống, cô xoay người chạy vào phòng. Đứa nhỏ này, định chọc giận bà sao? Không cho cậu chủ nhà họ Hoàng cơ hội sao? Nó phải bảo vệ Hoàng Thiên cả đời sao? Trương Tê Tê ức giận đến mức sống mũi xém chút nữa bị lệch. Sau khi phàn nàn, bà nhìn Hoàng Thiên một cách dữ tợn rồi quay trở lại phòng. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh cảm thấy quá bất ngờ. Anh đã nghĩ rằng vợ anh nhất định sẽ ly hôn với anh, bởi vì trong mắt mọi người, hoàng thiên cái tên nhãi đó là một thứ vô dụng không đáng quan tâm nhưng không bao giờ anh nghĩ rằng vợ anh sẽ chọn không ly hôn với anh hoàng thiên bình tĩnh lấy lại tâm trạng rồi vào phòng lâm ngọc an nằm trên giường lớn thân thể mềm mại khẽ run lên có thể thấy được cô đang khóc một mình hoàng thiên nhất thời nảy sinh tình cảm và lòng trắc ẩn anh đứng bên cạnh giường của lâm ngọc an nhẹ nhàng nói hoàng thiên anh hứa rằng anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này Lâm Ngọc An run lên, không quay đầu lại. Tôi không dám mong đợi quá nhiều, chỉ mong anh có thể chiến đấu vì hơi thở của mình và có một chút nhân phẩm. Anh không muốn ngẩng cao đầu trước mặt mọi người sao? Lời nói của Lâm Ngọc An khiến trái tim Hoàng Thiên như bị dao cắt. Đúng, anh đã kết hôn với cô ấy được 3 năm, và anh đã phải chịu rất nhiều lời dị nghị và chế riêu, nhưng còn cô ấy thì sao? Nó không giống nhau, trước đây, cô ấy nghèo và cục nghịch, là trò cười của mọi người. Trái tim của Lâm Ngọc Anh có lẽ còn đau hơn chính bản thân cô ấy. Trên đời này có tiền là có nhân phẩm, chồng của em nhất định là người có nhân phẩm. Hoàng Thiên nói xong liền trở về giường của mình, trái tim của Lâm Ngọc An bị sốc, bản năng mách bảo cô rằng Hoàng Thiên không nên nói những điều vô nghĩa. Dù sao với lời nói của Hoàng Thiên, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty anh lái xe về nhà một mình, lâm huỳnh mai đã chăm sóc bạn trai đỗ hành trong bệnh viện suốt đêm qua vì vậy cô có thể không về nhà hôm nay chỉ có trương lan phượng ở nhà hoàng thiên thực sự không muốn ở một mình với bà mẹ vợ hổ cái này vì vậy anh ấy lái xe đến nhà hàng hải sản lệ giang anh đã không ở đây kể từ khi mua nhà hàng này vài ngày trước anh mua nhà hàng này thời điểm muốn cho hoàng linh được hả giận hoàng thiên không có để ở trong mắt cái quán nhỏ này Công viên nước vùng ngoại ô phía Tây tràn đầy hứa hẹn là nơi thực hiện những hoài bão của Hoàng Thiên. Anh muốn sử dụng các nguồn lực hiện có trong tay để tạo ra sự thành công của mình ở đây. Chỉ lặng lẽ làm một thế hệ thứ hai giàu có hàng đầu. Đó không phải là tính cách của Hoàng Thiên. Kính chào quý khách, hai người đẹp cao khoảng 1m7 đứng ở cửa chào khách, cùng nhau cúi đầu chào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất hài lòng, xem ra trước đây nhà hàng hải sản này được quản lý rất tốt, xứng đáng là địa điểm ăn uống hàng đầu Hà Nội. Xin chào ngài, ngài đi bao nhiêu người? Một nhân viên phục vụ chào hỏi, cô không biết Hoàng Thiên. Tôi đang tìm đường Lương Hạnh. Hoàng Thiên cười nhạt, nhân viên phục vụ sửng sốt, nhưng nhanh chóng nói, thưa ngài, ngài chờ một chút nói xong, nhân viên phục vụ chạy đến phòng tài vụ trên tầng 2 và nói với đường Lương Hạnh đang ở đó. Chưa đầy nửa phút, đường Lương Hạnh nhởi ra, nhìn thấy Hoàng Thiên hôm nay đến đây, đường Lương Hạnh sửng sốt. Hoàng Thiên xua tay, tìm một chỗ không có người ngồi. Đường Lương Hạnh có chút trột dạ, cô không biết tại sao ông chủ lại đích thân tới chỗ cô. Nhìn đường Lương Hạnh đứng trước mặt, phải nói rằng cô gái này thực sự rất ưa nhìn và cao giáo, mảnh mai. Chỉ là bây giờ nhiều người cho rằng mối quan hệ mập mờ giữa anh và cô gái họ đường này là gian dối. Hôm nay không có chuyện gì, đến đi dạo một chút, Hoàng Thiên cười nhẹ với đường Lương Hạnh. Ô, ông chủ, ông không uống nước sao? đường lương hạnh rất kiềm chế định rót nước mời hoàng thiên không cần tôi định để em gái tôi trông coi nhà hàng này nhưng cô ấy còn bận đi học như vậy đi nhà hàng này sau này sẽ do cô quản lý cô là chủ cửa hàng hoàng thiên nhẹ giọng nói điều này điều này điều này đường lương hạnh bất ngờ tràn đầy cô chỉ là nhân viên tài chính hoàng thiên vậy mà đã cho cô làm chủ cửa hàng chỉ bằng một lời nói cô thậm chí không mơ rằng cô có thể có ngày này ông chủ cái này cái này làm sao có thể tôi tôi nói cô làm được cô sẽ làm được hoàng thiên cười cười xoay người rời khỏi nơi này đường lương hạnh nghi ngờ về cuộc đời của cô nhưng ngay sau đó đường lương hạnh đã kích động nhảy dựng lên hay sau khi đi ra khỏi nhà hàng hải sản hoàng thiên đã chạm vào danh thiếp trong túi áo cái này là do tô lạc yến đưa cho anh ngày hôm qua và anh đã đồng ý lời mời anh đi ăn tối và cảm ơn của cô ấy tô lạc yến đã hứa tất nhiên Hoàng Thiên nói được là sẽ được. Anh gọi cho Tô Lạc Yến, Tô Lạc Yến đã đặt chỗ trong một nhà hàng và đang đợi Hoàng Thiên. Anh lái xe đến nhà hàng, và ngay khi anh đỗ xe, anh đã nhìn thấy một chiếc bàn trong góc, Tô Lạc Yến đã đợi ở đó từ sớm. Bên cạnh cô, có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đàn ông trung niên cau mày khi thấy Hoàng Thiên bước xuống xe BYD. Lạc Yến, cậu ta là người mà con đã nói, người vĩ đại mà Gia Giang chúng ta muốn cảm ơn. Vâng, Bố, tên là Hoàng Thiên, bạn học cấp 2 của con. Tô Lạc Yến mỉm cười với Tô Đức Minh và đứng dậy chào đón Hoàng Thiên. Tô Đức Minh không đứng dậy, nhìn Hoàng Thiên đi vào với bộ quần áo luộm thuộc, ông vô cùng thất vọng. Ông tưởng khắc không vui. Hoàng Thiên, không ngờ là cậu thật sự gọi điện thoại cho tôi, đến đây đi, mời ngồi. Tô Lạc Yến chào hỏi Hoàng Thiên rồi ngồi xuống, nhìn thấy khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp của Tô Lạc Yến, Hoàng Thiên vẫn rất xúc động. Anh biết Tô Lạc Yến như vậy không phải là muốn cầu cạnh anh, từ thời cấp 3 đến giờ, người phụ nữ này chưa từng thay đổi. Cho tới bây giờ không bao giờ chán ghét người nghèo và yêu người giàu. Trong số những người xung quanh anh biết, rất ít người có thể không coi anh là con rể ăn bám, và Tô Lạc Yến là một trong số rất ít đó. Cô chắc chắn là một bảo vật quốc gia. Lạc Yến, tôi đã hứa với cậu, đương nhiên tôi sẽ không thất hứa. Hoàng Thiên cười nhẹ với Tô Lạc Yến rồi ngồi xuống. Bố cậu ấy là hoàng thiên là bạn học cũ của con hoàng thiên vội vàng giới thiệu với bố tô đức minh tô đức minh là một ông chủ lớn có tính khí tiêu chuẩn mặc dù bây giờ ông ta đã xuống sắc nhưng khí chất phân còn đó vốn di anh rất coi trọng hoàng thiên bởi vì tối hôm qua tô lạc yến đã nói với ông khi ông về nhà chính vài câu nói của hoàng thiên đã khiến đặng nam thay đổi quyết định thu hồi tất cả những dự án đáng ra phải có của nhà họ tô trong tay nhà họ vương nhưng khi tận mắt nhìn thấy hoàng thiên Tôi Đức Minh thực sự thất vọng. Một người mặc quần áo bình thường và lái chiếc xe BYD hơn 90 triệu, hàng sản xuất trong nước có thể xuất thân như thế nào? Chỉ cần nhà họ Vương nỗ lực hơn một chút, Đặng Nam nhất định sẽ thu lại dự án, hoặc là lại giao cho nhà họ Vương. Tô Lạc Yến nhìn thấy cha mình thờ ơ với Hoàng Thiên, cô hơi xấu hổ, nhưng cô Vân rất thông minh. Hoàng Thiên, đây là bố tôi, người thường hơi buồn tẻ và không thích nói chuyện, he he. Tô Lạc Yến cười. Hoàng Thiên hiểu rằng Tô Lạc Yến nói điều này để tránh xấu hổ. Trên thực tế, những sếp lớn có thể tiếp quản dự án đều là những người bộc trực và có tài hùng biện bậc nhất, làm sao có thể không nói chuyện. Cháu chào chú, Hoàng Thiên rất lễ phép chào hỏi. Tô Đức Minh chỉ khịt mũi, lỗ hồng tâm lý của ông ấy quá lớn. Tối qua háo hức đến mức ngủ không yên, rốt cuộc ông ấy cũng kiếm được vài tỷ đồng nhờ nhận thầu một phần nhỏ của dự án công viên nước, và khoản nợ của ông ấy gần như đã được giải quyết bên cạnh đó còn có công việc hoàn thiện của sơn trang cầm viên có thể kiếm bộn tiền nhưng bây giờ xem ra cái gọi là đại gia trong miệng con gái ông không thể đảm bảo điều này nhưng tô lạc yến vẫn tin tưởng vào hoàng thiên cô cũng hiểu rằng cha cô không có lòng tin với hoàng thiên nên cô nói ba đừng lo lắng bạn học cũ của con không bao giờ nói những lời vô nghĩa con tin cậu ấy con gái à mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu có cảm giác như những dự án này vẫn bị nhà họ vương giật dây tô đức minh cười gượng nói phi phèo khói thuốc sao vậy hôm qua đặng nam đã tuyên bố rằng những dự án này được thực hiện theo quy tắc và sẽ không được giao cho gia giang họ vương chút nào tô lạc yến nói tô đức minh võ vai con gái và nói kinh nghiệm xã hội của con còn nông cạn đặng nam là một tên tỉnh vi hắn ta cố tình mượn sườn của núi lửa Hắn ta không chỉ giữ mặt mũi cho Hoàng Thiên mà còn nhân cơ hội lấy hối lộ của nhà họ Vương. "Bố, ý bố là Đặng Nam đang lạt mềm buộc chặt đúng không? Có phải là để nhận được nhiều lợi ích hơn từ nhà họ Vương không?" "Đúng, hơn 20 tỷ đồng tiền lãi. Để có được những dự án này, nhà họ Vương phải đưa cho Đặng Nam rất nhiều, chỉ cần số tiền hối lộ tăng lên thì dự án vẫn không có chỗ cho chúng ta." Tô Đức Minh lắc đầu bất lực, Tô Lạc Yến bình tĩnh lại sau khi nghe. Cô yếu ớt dựa vào lưng ghế và ngừng nói. Nghe những gì Tô Đức Minh nói về dự án như vậy, Hoàng Thiên phải thán phục rằng Tô Đức Minh vẫn rất kinh nghiệm và hiểu biết. Tình huống này thực sự có thể xảy ra, đặc biệt là trong xã hội hướng về tiền bạc này. Nhưng sau tất cả, Tô Đức Minh vẫn không thể nghĩ ra những dự án này dành cho ai, không biết Hoàng Thiên là người có tiếng nói cuối cùng. Hoàng Thiên, cậu uống bia hay rượu? Tô Lạc Yến bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thật dối bời. Hoàng Thiên cười nhìn cô nói, tôi đang lái xe nên không uống rượu. Vừa nhắc tới chuyện xe, Tô Đức Minh càng tức giận hơn, khi nhìn thấy Hoàng Thiên lái BYD, ông không biết phải làm sao. Vậy thì, cậu thích ăn gì? Đây là thực đơn, Tô Lạc Yến nhẹ nhàng hỏi Hoàng Thiên, sau đó đưa thực đơn cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không khách sáo với Tô Lạc Yến, dù sao trong lòng anh, người con gái này trước đây luôn dịu dàng dễ chịu, lúc còn đi học đã chăm sóc anh nhiều như vậy anh chỉ nghĩ đến việc gọi món mình thích ăn nhưng đúng lúc này một thanh niên ở ngoài cửa đang len lén liếc nhìn vào trong hi hi tô lạc yến thật sự mời tên vô dụng hoàng thiên tới vương tử tuyên quay người lại nói với lâm minh thủy anh ơi anh cũng thật là làm sao anh đi theo tô lạc yến làm gì vậy lâm minh thủy hỏi vương tử tuyên vương tử tuyên mỉm cười đắc thắng nhìn lâm minh thủy và nói này em không hiểu những thú vui ở trong đó thua một đối thủ mà mình không phục không làm nhục bọn họ một phen thì làm sao có được cảm giác thành công chứ anh nói gì nữa đêm qua anh như mấy đời không gặp đàn bà người ta nửa đêm còn chưa ngủ nổi mà sáng mới thức dậy đã phải thấy tô lạc yến lâm minh thủy than thở ha ha đây là một vở kịch hay để xem lâm minh thủy em chỉ cần nhìn thôi tô lạc yến con chó cái này không phải cô đã giúp hoàng thiên đối đầu với chúng ta đêm qua sao cô ấy đang nghĩ rằng mình đang ôm được một cái cây to như hoàng thiên phải vậy không, hôm nay cho cô ấy biết Hoàng Thiên là đồ vô dụng, cô ấy ôm là thứ rác rưởi. Vương Tử Tuyên cười tự đắc. Ô, cậu chủ nhà họ Vương, vào đi, tôi rất nóng lòng muốn xem kịch hay này. Lúc này, Tố Huệ, bạn thân nhất của Lâm Minh Thủy đã dục Vương Tử Tuyên. Vương Tử Tuyên rất hào hứng, vẫy tay gọi Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đi theo anh ta. Sau đó một người đàn ông và hai phụ nữ bước vào nhà hàng, Tô Lạc Yến nhìn thấy ba người này vào lúc này, cô choáng váng. Hoàng Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại cũng vô cùng kinh ngạc. "Ôi, thật là trùng hợp, đến đây mà cũng đụng phải." Vương Tử Tuyên cười một cách kỳ quái, đi tới bàn của Hoàng Thiên. Tôn Lạc Yến không nói gì, cô thực sự ghét Vương Tử Tuyên. Vốn dĩ cha cô đã bao thầu dự án, cha con nhà họ Vương còn đi hối lộ đặng nam, giành lấy dự án thật sự là quá đủ rồi. "Oa, Hoàng Thiên, không ngờ bây giờ anh lại giàu có như vậy, lại lái một chiếc Bentley" Lâm Minh Thủy nhìn Hoàng Thiên một cách chiều mến với vẻ ngưỡng mộ. Đối với mối tình đầu thời cấp 2, đàn ông luôn có một sự phức tạp đặc biệt. Hoàng Thiên cũng là một người đàn ông bình thường, cho dù hôm qua Lâm Minh Thủy cũng rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt chiều mến và say sưa của cô vẫn khiến trái tim Hoàng Thiên lay động. Ừ, Hoàng Thiên gật đầu, anh ta đã lên xe Bentley rời khỏi khách sạn vào đêm qua. Anh thật sự rất tuyệt, Lâm Minh Thủy dương đôi mắt to nhìn Hoàng Thiên một cách mê đắm. Hoàng Thiên có chút bối rối về, Lâm Minh Thủy đang làm cái quái gì vậy? Cho dù cô ấy thực sự ham hư vinh, ham tiền và muốn móc tiền từ ví của anh, cũng không thể ở trước mặt bạn trai Vương Tử Tuyên mà làm thế này sao? Bentley không là gì cả, chỉ là phương tiện đi lại thôi. Hoàng Thiên bày tỏ suy nghĩ của chính mình, đối với anh, ngay cả việc lên chuyên cơ cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, cũng không có gì để khoe khoang. Khi anh nói điều này, Lâm Minh Thủy nhìn Tố Huệ và Vương Tử Tuyên ba người họ cùng cười một lúc. Vừa cười, ba người vừa khinh thường nhìn Hoàng Thiên. "Tôi nói này Hoàng Thiên, sao da mặt của cậu dày thế? Cho cậu tí ánh nắng mặt trời mà nghĩ mình sẽ rực rỡ?" Vương Tử Tuyên chế nhạo nói với Hoàng Thiên. Lâm Minh thủy che miệng cười vui vẻ, "Hoàng Thiên, tôi phát hiện cậu thật sự là thấp kém, cậu cho rằng có thể nói dối che mắt tôi để tôi có thể coi trọng cậu một chút sao? Cậu xem có phải là lòng tự trọng cũng bị hèn mọn?" Vương Tử Tuyên đã kiểm tra rồi, chiếc Bentley đó hoàn toàn không phải của cậu. Cậu lái chiếc xe BYD bị hỏng. Ha ha ha, tôi đang muốn trêu chọc cậu. Cậu còn không biết xấu hổ thừa nhận Bentley là của cậu, tôi còn phải chỉ thẳng mặt cho cậu hiểu. Sau đó Tố Huệ cũng chơi trò chế giễu. Hoàng Thiên cao mày, những người này là ai? Làm sao có thể có một người bạn học như vậy? Hơn nữa, anh không thừa nhận có một chiếc Bentley, chỉ là anh đã lái nó vào đêm qua. Tô Lạc Yến lạnh lùng nhìn bọn họ, lúc này mới nói, mấy người ở đây cười nhạo Hoàng Thiên, hay là rảnh rỗi quá không có chuyện để làm. Nhìn thấy Tô Lạc Yến cất lời, Vương Tử Tuyên đột nhiên chế nhạo, nhìn vào Tô Lạc Yến và sau đó tại Tô Đức Minh, hắn nói, "Tô Lạc Yến, có phải cô đã rất hạnh phúc đêm qua?" Chẳng qua đó chỉ là sự vui sướng nhất thời mà thôi. Ý anh là gì vậy? Tô Lạc Yến khẩn trương, điều cô cảm thấy lo lắng nhất vẫn xảy ra. He he vì cô là bạn cùng lớp với lâm minh thủy cho nên tôi sẽ nói điều đó cho cô biết sớm hơn đặng nam đã hứa sẽ giao lại tất cả dự án đó cho nhà chúng tôi rồi vương tử tuyên cười nói tôi không tin cô không tin sao như vậy càng dễ xử lý tôi sẽ để đặng nam tới đây để anh ấy đích thân nói với cô vương tử tuyên cười lấy điện thoại ra sau đó nhìn hoàng thiên bằng ánh mắt trêu chọc thằng nhãi danh vô dụng hôm qua mày ra mắt nói đặng nam nhưng hôm nay tao sẽ cho mày cảm giác bị tát vào mặt. Vương Tử Tuyên rất đắc ý, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Đặng Nam. Anh Nam, em đang ở nhà hàng Mặt Trời. Anh qua ăn sáng nhé. Ha ha ha, đương nhiên là không thể đến một nơi thấp kém như vậy rồi. Chỉ là đột nhiên gặp hai người quen nên không biết phải sao. Được, được, anh có thể đưa chị dâu đến đây. Em sẽ đợi anh. Cúp điện thoại, Vương Tử Tuyên cong môi hắn liếc nhìn Tô Lạc Yến và Tô Đức Minh. Tô Đức Minh đang thở hổn hển vì tức giận, ông ấy đã gặp Vương Tử Tuyên, dù sao thì tất cả bọn họ đều đang làm việc ở trong thành phố này. Vừa rồi, rõ ràng Vương Tử Tuyên đã cười nhạo ông vì đi ăn ở một nhà hàng bình dân và bị một thằng danh làm nhục như vậy. Tô Đức Minh nín giận trong lòng, chỉ là không còn cách nào, với số nợ nước ngoài nhiều như vậy thì thực sự khó khăn. Cô con gái Tô Lạc Yến của ông cũng là người hiểu chuyện nên mời Hoàng Thiên một bữa, cũng không muốn mời đến nơi có chỉ phí quá cao. Không toàn tính những thứ hư vinh. Ừm, lát nữa Đặng Nam sẽ tới đây, anh ấy sẽ đích thân thông báo dự án đó thuộc về nhà họ Vương chúng ta. Vương Tử Tuyên đắc ý vòng tay qua eo Lâm Minh Thủy, không quên liếc nhìn Hoàng Thiên. Không phải cậu ta hồi trung học thích thầm Lâm Minh Thủy sao? Hôm nay ông đây sẽ ở cùng Minh Thủy thể hiện tình cảm trước mặt cậu. Vương Tử Tuyên, anh không nghĩ là anh là người rất không biết xấu hổ sao? Tô Lạc Yến rất buồn bực hỏi Vương Tử Tuyên. Ô, cô nên để ý đến lời nói của mình, cậu chủ này tại sao lại không biết xấu hổ? Vương Tử Tuyên cười hỏi Tô Hân Nhiên. Rõ ràng là ra giang chúng tôi chúng thầu, anh dùng tiền mua chuộc đặng nam để cướp công trình, anh không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Giọng Tô Lạc Yến run rẩy. Ha ha, đang nói đùa à, cô cũng có khả năng có thể mua chuộc được đặng nam sao? Mà này, suýt chút nữa tôi cũng đã quên mất, vốn dĩ nhà cô bây giờ đã nghèo như chó rồi còn mắc nợ nữa phải không vương tử huyên cười mỉa mai tô lạc yến vì tức giận mà run lên quầng mắt có chút đỏ lên vô cùng khó chịu tô đức minh tức giận đến mức không thể không đứng dậy Dậy dỗ vương tử tuyên tô lạc yến vội vàng đỡ lấy bố bố bình tĩnh đi con không muốn bố gặp rắc rối nữa tô đức minh nén cơn tức giận biết con gái mình rất lý trí giờ nhà nghèo lại trắng tay ông có thể phải đi tù nhìn thấy sự im lặng của tô lạc yến vương tử tuyên càng thêm hăng hái hừm dám cạnh tranh với nhà họ vương chúng tôi thật sự là không biết viết chữ chết như thế nào tô lạc yến cô nên biết điều một chút nếu ổn thỏa tôi có thể nhượng lại cho nhà cô hai gói thầu nhỏ vẫn có thể kiếm vài chục triệu đồng vừa nói vương tử tuyên không nhịn được mà liếc nhìn thân thể của tô lạc yến tỏ rõ vẻ tham lam dâm dê tô lạc yến là một người thông minh sắc sảo chỉ cần nghe qua cô đã hiểu rõ ý đồ của Vương Tử Tuyên là gì. Mọi chuyện quá rõ ràng chỉ cần cô chịu quỳ xuống liếm chân cho Vương Tử Tuyên, hắn ta sẽ cho ra Giang Tô Lạc Yến thầu phụ một số dự án. Nhưng cái giá là phải bán lòng tự trọng, bán thân thể. Trong lòng Tô Lạc Yến run lên vì tức giận, cô thật sự không thể tưởng tượng Vương Tử Tuyên lại vô liêm sỉ như vậy. Hoàng Thiên đã nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng anh không có động thái. Không cần đấu khẩu với cái loại như Vương Tử Tuyên, chỉ cần hắn càng cười vui vẻ thì hắn lại càng dễ dàng khóc trong tuyệt vọng hơn lâm minh thủy cũng không phải là kẻ ngu ngốc cô có thể nghe ra ý đồ trong câu nói của vương tử tuyên anh thích cô ta sao hừ hừ lâm minh thủy giận dữ nhìn vương tử tuyên không không anh chỉ thích minh thủy được sống với em tốt biết bao vương tử tuyên không biết xấu hổ ôm chặt lâm minh thủy cười trừ đánh lạc hướng lâm minh thủy cũng không biết xấu hổ nói một cách gượng gạo từ tuyên anh chỉ được phép yêu một mình em, em là người duy nhất trong trái tim anh. Đừng lo, Minh Thủy, em là mối tình đầu của ai đó, vì thế có được em rồi anh làm sao mà không trân trọng, ha ha. Vương Tử Tuyên cười cười, thích thú nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu Vương Tử Tuyên đang khoe mẽ, nếu mà Hoàng Thiên trong lòng không chỉ có mình Lâm Ngọc An, chắc hẳn lúc này anh sẽ cảm thấy ghen tị. Tố Huệ ở bên cạnh cũng không muốn kém phần, lúc này mới nhìn về Tô Nhiên, cười nói, Tô Lạc Yến, hay là cậu cầu xin minh thủy đi dù gì chúng ta cũng là bạn học cũ để minh thủy khuyên nhủ vương tử tuyên nhà cậu có thể kiếm thêm được mấy chục triệu cũng đáng đủ rồi nhưng cậu vẫn nhớ rằng chúng ta là bạn học à tô lạc yến chua chát nói cô ấy bây giờ hoàn toàn lạnh lùng những người bạn cùng lớp như vậy sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cô ấy trong tương lai sau khi đứng dậy tô lạc yến nói với hoàng thiên hoàng thiên chúng ta đi ăn ở chỗ khác hoàng thiên nhìn tô lạc yến Thấy cô lúc này trông buồn bã và bất lực, Hoàng Thiên vẫn cảm thấy thương cho cô. Đành rằng không có tình bạn trong sáng giữa những người khác giới, nhưng hiện tại, Hoàng Thiên chỉ coi Tô Lạc Yến là bạn tri kỷ, bạn tốt, bạn học cũ khác giới. "Lạc Yến, tôi không giúp được gì cho cậu, vậy mà cậu vẫn mời tôi đi ăn." "Vậy thì cậu thiệt thòi rồi." Hoàng Thiên cười nhẹ, cố ý trêu chọc Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến không khỏi nở nụ cười, nhìn cậu cái gì cũng không có, "Tôi mời ngươi ăn cơm có chuyện gì sao?" đi thôi, đổi chỗ ăn đi. Sau đó, Tô Lạc Yến cùng Hoàng Thiên rời đi. Tô Đức Minh cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông thật sự không thể ở lại lâu thêm được nữa, nếu ở lại ông sẽ đánh Vương Tử Tuyên. Vương Tử Tuyên có vẻ nóng nảy, hắn đi theo Tô Lạc Yến chỉ để muốn chọc giận thêm. Hắn muốn Tô Lạc Yến hoàn toàn tuyệt vọng sau đó tự nguyện hiến dâng thân thể xinh đẹp kia cho hắn. Hơn nữa đã hẹn Đặng Nam và Trần Giang, trò vui sắp được bắt đầu, nếu như Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến rời đi thì sẽ rất nhàm chán. Ha ha, Đặng Nam đến rồi. Lúc này Tố Huệ phấn khích hét lên. Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến nhìn xuyên qua lớp cửa kính thấy Đặng Nam vừa lái xe tới. Lúc này trong lòng của Vương Tử Tuyên kêu lên thật tuyệt, Đặng Nam cùng Trần Giang nhẹ nhàng bước vào. Bởi vì cha của Vương Tử Tuyên đã cùng hắn đi gặp Đặng Nam vào đêm hôm qua bố của Vương Tử Tuyên đã trực tiếp đưa 3 tỷ rưỡi tiền mặt chỉ cầu mong Gia Giang họ Vương được giao cho thầu một phần nhỏ của dự án công viên nước phía tây thành phố. Từ thời xưa đến nay, tiền bạc vẫn là thứ có ma lực, Đặng Nam nhìn thấy trước mặt mình có nhiều tiền đến vậy, hai mắt liên sáng rực. Mặc dù cũng sợ Hoàng Thiên sẽ nói chuyện với Lương Mạnh Bắc, nhưng Đặng Nam vẫn không tránh khỏi sự cám dỗ của đồng tiền và quyết định mạo hiểm. Cậu chủ nhà họ Vương, cậu khách sáo quá, sáng nay muốn mời tôi ăn gì? đặng nam và trần giang khoanh tay bước vào vẻ mặt tươi tỉnh anh nam đây là do em gặp người quen để anh trực diện giải thích cho bọn họ hiểu để bọn họ từ bỏ ý định đi vương tử tuyên cười đắc thắng sau đó chỉ vào hoàng thiên và tô lạc yến đặng nam nhìn thấy hoàng thiên trong lòng nhất thời rung động hắn nghĩ thầm cậu chủ nhà họ vương ơi là cậu chủ nhà họ vương cậu như này là muốn đi gây sự sao hoàng thiên tại sao lại ở đây khi trần giang nhìn thấy hoàng thiên cô không hề cảm thấy căng thẳng chút nào trái lại cô tỏ ra khá vui vẻ dù sao mỗi lần chế nhạo hoàng thiên tâm trạng cô liền tốt hơn hẳn ồ em rể rác rưởi của tôi cũng ở đây sao trần giang kỳ quái nhìn hoàng thiên cười nói đối mặt với chị họ của lâm ngọc an hoàng thiên cực kỳ tức giận anh không hề mang con của cô ta ném xuống giếng tại sao cô ta lại có thái độ coi thường anh đến vậy chị họ chị phải thuyết phục đặng nam Tập đoàn quốc tế toàn cầu có quy tắc riêng và phải xử lý theo quy tắc." Hoàng Thiên nói với Trần Giang. "Thật ra, Hoàng Thiên cũng biết rằng Lâm Ngọc An muốn giúp Đặng Nam và Trần Giang, nhưng là không muốn Đặng Nam đi vào con đường sai trái." Đột nhiên, Trần Giang nghe thấy thế liền tức giận ngút trời. "Thật đúng là buồn cười, từ khi nào mà cậu lại có tư cách dạy bảo tôi phải làm thế này nên làm thế kia?" "Chị họ, bây giờ chưa quá muộn để dừng lại." Đặng Nam nên trả lại số tiền cho nhà họ Vương và giao dự án cho nhà họ Tô." Hoàng Thiên nói thẳng. Đặng Nam ở bên cạnh rất tức giận, cái tên vô dụng như cậu mà dám bắt ông đây nôn ra sao? Trần Giang còn mê tiền hơn, cô ta chế nhạo, "Hoàng Thiên, tôi biết cậu đang trêu đùa với Đường Lương Hạnh, nhờ vào đàn bà để nhờ cậy Lương Mạnh Bắc, cậu vẫn còn mặt mũi ở đây sao?" Hoàng Thiên cứng họng, cuối cùng thì anh cũng biết tin đồn này là do Trần Giang bịa ra. Trần Giang thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, lại càng tin tưởng vào phán đoán của cô, tôi nghe Vương Tử Tuyên nói, cậu muốn cho nhà họ tô một cơ hội đúng không? Chật, chật, tô lạc yến này thật sự xinh đẹp, khó trách cậu lại bị dụ dỗ. Một con gà đường lương hạnh còn chưa đủ, giờ lại còn muốn nuôi thêm con nữa sao? Hoàng Thiên, tôi nói cho cậu, cậu giả ngốc đừng mang chuyện này nói cho lương mạnh bắc thì chúng tôi cũng sẽ không nói với gia giang vợ cậu chuyện cậu ở bên ngoài có nhiều phụ nữ như tô lạc yến trần giang càng nói càng đắc ý cô cảm thấy mình ăn chắc hoàng thiên hoàng thiên cau mày không hiểu cô ta đang nói gì mà nhiều phụ nữ bên ngoài tô lạc yến đi đến bên cạnh hoàng thiên nhẹ giọng nói hoàng thiên quên đi đừng vì giúp tôi mà khiến người nhà không yên lòng sau đó tô lạc yến quay mặt lại ngẩng đầu lên nhưng hoàng thiên có thể thấy rõ ràng nước mắt đã rơi từ khóe mắt tô lạc yến người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng này thực sự rất đau khổ Hoàng Thiên trong lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Trần Giang, anh cười, Chị Giang, nếu chị thật sự thiếu tiền, hãy nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp chị. Nhưng công trình thuộc về nhà họ tô, không ai có thể cướp đi. Ô, cậu thực sự muốn vậy, không phải là đang đối đầu với tôi sao? Dựa vào thứ bất tài vô dụng như cậu mà cũng đòi khoác lác giúp đỡ cái gì? Dự án cho nhà họ vương chắc như đỉnh đóng cột hôm nay trần giang tôi muốn nhìn xem cậu có năng lực gì để khiến nhà họ tô lấy lại được công trình này he he nếu cậu thực sự làm được tôi sẽ gọi cậu là bố trần giang ôm cánh tay mặt khinh thương nhếch mép nói đề nghị này thật sự rất hay hoàng thiên trong lòng rung động trần giang từ trước đến nay luôn chế diêu anh đã đến lúc cô phải trả giá chị giang nói lời phải giữ lấy lời nhé hoàng thiên cười tinh nghịch nhìn trần giang trần giang nhìn thấy hoàng thiên như thế trong lòng liền tức giận sau tất cả đó là bởi vì cô xem thường hoàng thiên từ đáy lòng nhưng lúc này nụ cười bình tĩnh trên mặt hoàng thiên khiến trần giang cảm thấy hơi khó hiểu cái tên vô dụng này từ khi nào mà lại tự tin đến thế cậu ta không giống như trước đây trần giang tự lẩm bẩm một mình cô sớm muốn biết chuyện gì đang xảy ra hoàng thiên là một tên rác rưởi chỉ là vì đường Lương Hạnh là đàn em của Lương Mạnh Bắc cho nên cậu ta mới có vẻ đắc ý như vậy. Hừm, Trần Giang tôi luôn luôn giữ lời. Trần Giang ôm cánh tay, hư lạnh với Hoàng Thiên. Vậy thì tốt, kẻo lát nữa lại chơi trò xấu là được. Hoàng Thiên nói. He he, nếu dự án quay lại nhà họ Vương, cậu phải gọi tôi là mẹ. Trần Giang bật cười. Ha ha ha, tuyệt lắm chị Giang. Lần này xem ra vui vẻ lắm, ngồi đợi Hoàng Thiên gọi chị Giang là mẹ. Hoàng Thiên, chúng tôi đều là nhân chứng, nếu cậu không thể để nhà họ tôi nhận lại được dự án, đến lúc đó không cho phép cậu nuốt lời. Lâm Minh Thủy, Tố Huệ và những người khác kêu lên ở xung quanh, chờ xem câu chuyện nực cười của Hoàng Thiên. Tô Lạc Yến cảm thấy khó chịu, lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên bị chế nhạo như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi. Suốt cuộc, Hoàng Thiên rơi vào tình cảnh hiện tại là vì giúp đỡ có. Hoàng Thiên, quên đi, chúng ta không thể đánh bại bọn họ. Tô Lạc Yến đi tới bên tai Hoàng Thiên nói nhỏ. Hoàng Thiên liếc nhìn Tô Lạc Yến, anh thấy Tô Lạc Yến lúc này đang nở một nụ cười khổ. Vừa rồi không phải cậu nói với ba cậu là cậu tin tưởng ở tôi sao? Hoàng Thiên cười nhẹ. Tô Lạc Yến sửng sốt một lúc, nhẹ nhàng nói, nhưng mà, Đặng Nam là người có tiếng nói cuối cùng trong dự án đó sao? Này này, con khốn nạn này nên hiểu chuyện một chút. Trần Giang cười đắc thắng, bĩu môi nhìn Tô Lạc Yến. Giữ miệng sạch sẽ một chút, Tô Lạc Yến giận dữ nhìn Trần Giang. Trần Tình khinh thường, mỉm cười và nói, "Ồ, cái con hồ ly tinh này còn không cần mặt mũi, cô nói xem cô bám theo cái loại ăn bám vô dụng này, làm sao mà có thể giành lại công trình đây?" Trần Giang càng nói càng khó nghe, Hoàng Thiên nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Lương Mạnh Bắc. Đến nhà hàng ánh mặt trời, nhìn xem nhân viên của ông như thế nào đi. Lương Mạnh Bắc chưa kịp trả lời thì Hoàng Thiên đã cúp máy tất cả những người có mặt đều im lặng, và không khí im lặng đến chết người. Vẻ mặt của Đặng Nam có chút khó coi, hắn ta đi tới, nhìn Hoàng Thiên, cậu gọi điện cho anh bác à. Anh sợ à, Hoàng Thiên hỏi Đặng Nam. Hi hi, tôi sợ gì cái đồ phế vật như cậu. Đặng Nam chế nhạo. Hai ngày nay thật sự bị cậu lừa, nhưng bây giờ để cho tên bất tài vô dụng như cậu được tỉnh ngộ, vô dụng thì vẫn là vô dụng, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Đặng Nam nói xong, liền mỉm cười nhìn Trần Giang. Sở di đặng nam tự tin như vậy là bởi vì ngày hôm qua nhà họ Vương không chỉ đưa cho hắn 3 tỷ rưỡi. Họ cũng đã gửi 3 tỷ rưỡi khác cho lương mạnh bá. C. Đặng Nam và Trần Giang đã bàn tính kỹ lưỡng với nhau vào tối hôm qua, ngay cả khi Hoàng Thiên có thể bảo với đường lương hạnh phàn nàn với lương mạnh bắc thì sau khi ông ta nhận được 3 tỷ rưỡi, ông ta cũng sẽ không nghe đường lương hạnh nữa. Ai mà không yêu tiền, bên cạnh đó dự án công viên nước không phải của lương mạnh bắc thì công trình dành cho ai cũng như nhau không phải sao lương mạnh bắc cũng không có lý do gì mà từ chối tiền hoàng thiên cậu không phải dựa vào lương mạnh bắc mà được nâng lên sao lát nữa lương mạnh bắc mà đến cậu xem ông a có nghe lời cậu không hay là nghe lời cậu chủ nhà họ vương trần giang nhìn hoàng thiên kiêu ngạo nói tiếp chuẩn bị xong chưa để tí nữa còn gọi tôi là mẹ to hơn ngôn tình hay Lâm Minh Thủy bên cạnh xem kịch hay nở nụ cười hạnh phúc nhất, sau đó Lâm Minh Thủy xoay eo bước đến võ vai Hoàng Thiên, này bạn học cũ, sau này cậu gọi chị Giang là mẹ, thì có nên gọi tôi một tiếng gì không nhỉ? Tố Huệ vừa nghe cũng hứng thú bước lại gần, tôi và Minh Thủy là bằng vai phải lứa, lát nữa cũng phải gọi tôi là gì tuệ nhé. Hoàng Thiên lúc này không có tâm trạng để ý đến bọn họ, hiện tại anh không thể chắc chăn Lương Mạnh Bắc có nhận hối lộ của nhà họ Vương hay không nếu không thì đặng nam làm sao có thể tự tin như vậy ông bác nếu ông tham ô và nhận hối lộ như đặng nam những chuyện xấu hổ như vậy cũng không nên làm chủ tịch nữa hoàng thiên trong lòng nghĩa đến điều này ngồi yên tại chỗ và không nói gì chờ mạnh bắc đến vừa vào cửa lương mạnh bắc lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ lo lắng nhìn thấy hoàng thiên lương mạnh bắc hoảng sợ bởi vì ông nghe thấy giọng nói của cậu chủ trong điện thoại có chút không vui khi lương mạnh bắc đến trong lòng Vương Tử Tuyên cảm thấy rất tuyệt, xem ra Lương Mạnh Bắc đã bị nhà họ Vương mua chuộc. Anh Bắc, anh đến rồi, he he, Vương Tử Tuyên gật đầu chào Lương Mạnh Bắc, chỉ cần quen biết chủ tịch tập đoàn quốc tế toàn cầu một thời gian ngắn là đủ rồi, đương nhiên Vương Tử Tuyên sẽ không từ bỏ cơ hội giả vờ lấy lòng này. Nhưng mà, Lương Mạnh Bắc thậm chí không thèm nhìn Vương Tử Tuyên. Cậu chủ, cậu tìm tôi Lương Mạnh Bắc kính cẩn đến gần Hoàng Thiên, như thể thuộc hạ đã nhìn thấy cấp trên. Nhìn thấy cảnh này, Tô Đức Minh tròn mắt. Đương nhiên ông ta biết Lương Mạnh Bắc là ai, chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cậu, thật giống cháu trai trước mặt Hoàng Thiên. Chết tiệt, có vẻ như ông ta thực sự đã đánh giá thấp bạn học của con gái mình, Tô Lạc Yến càng thêm kinh ngạc, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Đặng Nam toát mồ hôi lạnh, không phải ông Bắc cũng nhận 3 tỷ rưỡi từ nhà họ Vương sao? Chẳng lẽ tiền tỷ cũng không động lòng được hắn, hắn còn phải giúp Hoàng Thiên? Đặng Nam lấy tiền của nhà họ Vương, lấy công trình lẽ ra của nhà họ Tô cưỡng ép giao cho nhà họ Vương, anh có biết chuyện này không? Hoàng Thiên không nghiến răng mà trực tiếp hỏi Mạnh Bắc. Lương Mạnh Bắc gật đầu và mở chiếc túi du lịch đang để trước mặt Hoàng Thiên. Bên trong là hàng đống tờ tiền 500.000. Tôi định nói cho anh biết chuyện này. Tối hôm qua nhà họ Vương đã gửi cho tôi 3 tỷ rưỡi, tôi không động tay động chân gì cả. Lương Mạnh Bắc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu xem ra ông bắc không sao anh có thể thầm nhủ nói cho chính mình ông bắc không có ý đồ tham ô được rồi anh có thể nhìn việc anh làm đi hoàng thiên phất tay nhẹ vương tử tuyên ngẩn người đây là tình huống gì một tên ăn bám mà còn có thể có sức mạnh to lớn như vậy ngay cả lương mạnh tuyên cũng cúi đầu trước mặt hắn ta trước khi vương tử tuyên kịp phản ứng lương mạnh tuyên đã quăng chiếc túi du lịch đầy tiền tới cầm cái đống tiền hôi thối của cậu cậu nghĩ là cậu có thể mua chuộc lương mạnh bắc sao? Lương mạnh bắc hét lên. Vương tử tuyên tức giận đến mắt tròn mắt dẹt, nhưng cũng không dám vô lễ với mạnh bắc. Suốt cuộc, hắn ta vẫn mơ tưởng về việc trúng thầu dự án. Chủ tịch bắc, chúng ta hôm qua không phải thỏa thuận rồi sao và ngài cũng đồng ý nhận số tiền này. He he, tôi chỉ muốn xem cậu còn muốn mua chuộc ai. Bây giờ thì tôi đã biết cậu hối lộ ai rồi. Lương Mạnh Bắc cười lạnh lùng sau đó quét ánh mắt về phía Đặng Nam. Đặng Nam sợ tới mức suýt chút nữa đái ra quần, từ lời chào hỏi của Lương Mạnh Bắc đối với Hoàng Thiên có thể thấy quan hệ giữa Mạnh Bắc và Hoàng Thiên nhất định không phải như những gì Trần Giang nói. Chỉ với một đứa con gái như Đường Lương Hạnh mà lại có thể khiến Lương Mạnh Bắc kính trọng Hoàng Thiên như vậy. Nó hoàn toàn không thể. "Chủ tịch Bắc." Giọng Đặng Nam run lên, căng thẳng nhìn Lương Mạnh Bắc. Lương Mạnh Bắc nóng giận tát Đặng Nam một cái cái đồ không có mắt, cậu chủ muốn giao công trình cho nhà họ tô, người còn dám cản trở sao? Không biết là người có mấy lá gan. Nói xem, cậu nhận của nhà họ Vương bao nhiêu? Lương mạnh bắc lạnh lùng hỏi Đặng Nam. 3 tỷ rưỡi. Đặng Nam ủ rũ, không có gì khôn hơn là thừa nhận để nhận khoan hồng. Quay về và viết đơn xin từ chức của cậu đi. Giờ cậu có thể đi. Lương mạnh bắc không nói chuyện vô nghĩa với Đặng Nam. Chỉ trong một câu. Đặng Nam đã phải rời khỏi tập đoàn quốc tế toàn cầu chủ tịch Bắc. Ông không thể làm điều này, ông Bắc, hãy cho tôi một cơ hội. Đặng Nam không thèm đoái hoài đến mặt mũi, vì vậy hắn ta tuyệt vọng cầu xin. Suốt cuộc lương cả năm cũng hơn 700 triệu đồng, hắn vẫn là người phụ trách công viên nước, một miếng mỡ béo bở, nên hắn không muốn mất công việc này. Lương Mạnh Bắc vẫn còn tức giận, trầm giọng nói, đi hỏi anh Thiên. Đặng Nam hối hận muốn đập đầu vào tường, nhưng hắn không thể hiểu được tại sao thứ rác rưởi không được công nhận này lại có nhiều uy quyền như vậy. Em rể, em có thể tha thứ cho anh, em có thể nói chuyện với anh Bắc." Đặng Nam chạy đến chỗ Hoàng Thiên suýt khóc. Hoàng Thiên cười nhìn Đặng Nam nói, "Anh gọi nhầm rồi, tôi là đồ rác rưởi, nên tôi không thể làm em rể của anh." Bốp bốp, Đặng Nam sợ hãi quỳ dưới chân Hoàng Thiên tự tát vào mặt hai bàn tay, đều là miệng chó không mọc ngà voi, tất cả là lỗi của anh, em đừng tức giận. Sau đó Đặng Nam quay lại nhìn Trần Giang, Trần Giang, lại đây, cô còn chưa gọi bố à. Audio điện tử võ tấn bền. Trần Giang gần như nổ tung sau khi nghe những lời của Đặng Nam. Về phần Hoàng Thiên, cô phải gọi tên rác rưởi này là bố liệu sau này cô còn có thể ngóc đầu lên được không? Trần Giang, lại đây, giúp tôi cầu xin em rể Đặng Nam vẻ mặt chua sót, hiện tại anh thật sự rất sợ mất việc. Trần Giang sắc mặt ái xanh vì tức giận, người xem thường hoàng thiên nhất chính là cô mà bây giờ cô phải cúi đầu cầu xin với hoàng thiên cô không làm được c bốp bốp trần giang đi đến gần đặng nam và cho hắn hai cái bạt tai đặng nam bị trần giang làm cho choáng váng kể từ khi quen biết hắn trần giang luôn ngưỡng mộ hắn mà bây giờ cô ấy lại tặng cho anh hai cái bạt tai sao trần giang em bốp 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 trần giang lao vào tặng cho đặng nam thêm bốn cái tắt nữa Cô chỉ vào mặt hắn mà chửi, anh là đồ vô dụng, thật sự là anh quỳ xuống cầu xin một tên rác rưởi như Hoàng Thiên, anh có thấy xấu hổ không? Trần Giang vậy em nói anh phải làm sao? Chủ tịch bác nói rằng anh phải cầu xin hắn Đặng Nam chua sót nói. Trần Giang tức giận đến mức không thèm quan tâm tới Đặng Nam mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, cậu đừng đi quá xa, cẩn thận một chút, tôi nói với mẹ chồng cậu đói. Muốn làm gì thì làm, Hoàng Thiên nhẹ giọng nói. Cậu, Trần Giang nghiến răng tức giận, đừng tưởng rằng cậu có ông bác chống lưng mà tôi sẽ sợ cậu. Chờ ở đấy cho tôi, tôi sẽ tìm cách đối phó với cậu. Sau đó, Trần Giang rời đi. Trần Giang, Trần Giang, Đặng Nam không quỳ nữa vộ vàng chạy nhanh ra cửa đuổi theo. Anh cút khỏi mắt tôi, chúng ta chính thức chia tay, Trần Giang hét lên vì xấu hổ và tức giận, và sau đó rời khỏi đó mà không nhìn lại. Đặng Nam hận tím cả ruột gan, vừa mất việc, Bây giờ trước mặt mọi người xấu hổ vì bị bạn gái đá. Không thể giúp nhà họ Vương lấy được dự án, phải hoàn trả 3 tỷ rưỡi, bởi vì cha của Tiết kiệm điện. Đặng Nam đuổi theo Trần Giang như người mất hồn, nếu có thể cầu xin Trần Giang tha thứ, tổn thất hắn nhận được có thể ít hơn một chút.